Chương 2088, có người đập biệt thự lá đỏ. Diệp lão đại đậu xe bên đường nhìn Kiều Viên Viên đi vào sân, đúng lúc nhận được điện thoại của quản gia mới Lý Thành, hình như dáng vẻ rất vội nói. Ông chủ, ông nhanh quay về đi. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm hỏi. Có người đến gây rối ở biệt thự lá đỏ, tường rào đều bị xô đổ rồi. Bọn họ kéo đến đây mấy chục người, chúng tôi sắp không đối phó nổi rồi. Khẩu khí của Lý Thành hết sức lo lắng. Tôi về ngay đây. Diệp Phàm vội vàng lái xe. Viên Viên, con về rồi đấy à? Nhìn thấy Kiều Viên Viên vội vàng tiến vào phòng, Kiều Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn rồi lại tiếp tục đọc báo. Ba, anh hai cũng thật là, việc lớn như vậy còn giấu. Nếu như thực sự xảy ra thì phiền phức. Kiều Viên Viên nói. Phiền phức, anh của con đã gặp phải phiền phức gì? Diệp Dung ngồi bên cạnh xem TV vừa nghe liền cướp lời. Việc của con trai đương nhiên là lớn rồi, là mẹ đương nhiên phải quan tâm. Hoảng lên cái gì, có thể có chuyện lớn như thế nào? Kiều Viễn Sơn hừ một tiếng, đặt tờ báo trong tay xuống. Còn không lớn, anh hai sắp bị người ta vượt qua rồi. Kiều Viên Viên vội nói. Vượt qua cái gì, nói ra xem nào. Kiều Viễn Sơn hỏi. Thế là Kiều Viên Viên đem chuyện kể qua một lượt. Đúng là phiền phức rồi, báo quốc thật là, tại sao không gọi điện sớm cho ta chứ? Lúc này liệu có phải đã quá muộn rồi? Diệp Dung trách móc. Đừng lo, để tôi hỏi một chút. Kiều Viễn Sơn nhấc điện thoại lên gọi, một hồi sau đó đặt điện thoại xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc. Con nói là đúng có phải không? Kiều Viên Viên đắc ý nói. Ai nói với con? Kiều Viễn Sơn hỏi. Ngoài Diệp Phàm có lòng tốt nói với con thì còn ai vào đây nữa, Diệp Phàm nói anh ấy và anh hai không hợp cho nên anh ấy trực tiếp nói không tiện. Kiều Viên Viên nói, lòng tốt, Kiều Viễn Sơn nghĩ một chút, nét mặt vẫn không thay đổi hừ một tiếng. Ba, Diệp Phàm thực sự là có lòng tốt. Kiều Viên Viên trong lòng trầm xuống vội vàng nói, con thì hiểu cái gì. Kiều Viễn Sơn nói, Kiều Viên Viên không dám lên tiếng nữa. Viễn Sơn. Người ta có lòng tốt nói với ông hừ cái gì? Diệp Dung nói, bà thì, có hiểu được lòng dạ hẹp hòi của Diệp Phàm đâu. Kiều Viễn Sơn thở dài, sắc mặt đã trở lại bình thường. Gì mà lòng dạ hẹp hòi, không thể. Kiều Viên Viên chưa từ bỏ ý định, không tin nhìn ba. Không tin có phải không? Kiều Viễn Sơn dướn mày, nhìn Viên Viên và nói. Viên Viên à, con vẫn còn quá ngây thơ. Tên tiểu tử đó thực sự là quỷ đấy. Hắn tại sao lại có lòng tốt muốn đến nói với con, đơn giản là muốn thông qua con truyền lại cho ba mà thôi. Cuối cùng, sau khi ba ra tay giải quyết rồi, thành phố Mạc Hương sẽ là ngư ông đắc lợi, hắn đã suy tính hết cả rồi. Tuy nhiên, Kiều Viễn Sơn ta dễ dàng bị qua mặt thế sao? Ta thấy không mỉa mai một chút thì không được, có việc thì nói, đến nhà thoải mái nói với ta là được. Kiều Viễn Sơn ta cũng sẽ không để bụng những chuyện khác, muốn đùa với ta, không được đâu. Ba, chẳng phải ba muốn giải quyết công bằng chuyện này, hà tất phải làm khó Diệp Phàm có phải không? Hơn nữa, nhà Diệp Phàm ở thành phố Mạc Hương, anh ấy nghĩ một chút cho người dân ở quê hương cũng là bình thường. Còn việc anh ấy không trực tiếp nói với ba, có lẽ anh ấy sợ ba. Dù gì ba cũng là cán bộ cao cấp của đảng có phải không nào, lúc nào cũng nghiêm túc, ba nói xem. Có mấy người nhìn thấy ba mà không sợ. Kiều Viên Viên vội vàng nói nịnh ba. Muốn làm việc gì thì cũng phải đi con đường chính đạo, luôn có tâm địa gian xảo, huống hồ lại còn nhắm vào chúng ta. Lần này không làm cho đầu óc tên tiểu tử này tỉnh táo lại thì không được. Viên Viên, việc này con đừng can thiệp. Kiều Viễn Sơn hạ quyết tâm, Kiều Viên Viên lo lắng sắp phát khóc. Không có gì đâu Viên Viên, ba con có thể làm gì Diệp Phàm chứ? Yên tâm. Yên tâm. Diệp Dung kéo con gái vào lòng khuyên nhủ. Hừ, ba, nếu thực sự ba ra tay với Diệp Phàm, con sẽ không quan tâm đến ba nữa. Kiều Viên Viên trừng mắt tức giận nhìn ba, đi nhanh lên trên lầu. Ông xem, Viễn Sơn, đừng như thế. Diệp Dung khuyên. Lòng nhân từ của đàn bà là dễ gây nên chuyện lớn lắm, nhỏ như thế, không dạy dỗ sau này lại đem Kiều Viên Sơn ta ra làm chuyện như vậy sao? Kiều Viễn Sơn nét mặt đanh lại, rất giống với bức tranh chữ treo trong phòng phía sau ông ta nghiêm túc. Ông ta nhìn Diệp Dung nói. Việc này tôi tự có cách giải quyết, bà cũng không cần phải hỏi nữa.
Ngọc bất trác bất thành khí, lúc cần dạy dỗ thì phải dạy. Nếu không nó sẽ trèo lên đầu tôi. Thanh niên không thể quá nuông chiều chúng. Như vậy sẽ không có lợi đối với sự phát triển sau này. Không được cho rằng người nào cũng dễ lừa, những đồng chí có thể ngồi vào vị trí của tôi đó đều là đã từng trải qua cuộc sống xa trường. Tôi sợ rằng nó quá tự cho mình là đúng sau này sẽ chịu thiệt, Viên Viên một lòng theo nó, vậy tôi càng phải chấn chỉnh nó. Hơn nữa, lấy chuyện này để nói, nó chẳng phải đã đưa Viên Viên về quê một chuyến, vừa về đến nhà liền nói chuyện này. Tại vì sao, bà thử nghĩ xem. Có thể là lãnh đạo có liên quan đến Mạc Hương ủy thác cho nó làm. Diệp Dung cũng không ngốc nói. Đó chẳng phải đúng sao, tôi cho là nó ở dưới đó rơi vào tình cảm, tôi hiểu, nó là người Mạc Hương, muốn làm chuyện cho nhân dân quê hương là biểu hiện tâm ý của mỗi đồng chí, đây cũng không đáng trách. Việc này chỉ cần nó nói với tôi, dù sao cũng phải giúp báo quốc xử lý công bằng, tôi lại có gì mà không đi làm. Hơn nữa không chừng còn sẽ giúp nó một tay. Mấu chốt là nó không dám xem tôi là kẻ ngốc, việc này nếu nó thực hiện được, thì sau này nó còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì Kiều lão tôi thực sự trở thành kẻ ngu ngốc rồi, bà mong muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra sao? Vì thế mà không thể tiếp tục như thế, tuyệt đối không thể. Kiều Viễn Sơn thái độ rất kiên quyết nói. Vậy thì thôi, tôi không nói nữa, tuy nhiên ông phải dạy dỗ nó cũng đừng dạy dỗ quá nghiêm. Dù sao nó cũng là con rể của Kiều Viễn Sơn ông. Hơn nữa, ông cũng không muốn Viên Viên cả ngày nặng mặt với ông. Nhà chúng ta chỉ có một cô con gái rượu, tôi không nỡ nào. Diệp Dung nói, dáng vẻ trách móc. Được rồi, tôi tự biết chừng mực. Kiều Viễn Sơn khoát tay nói. Xe của Diệp Phàm vừa lao về đến biệt thự lá đỏ. Phát hiện khắp nơi ánh sáng loang loáng, mấy chục người không biết là ai đang cầm gậy gộc, cuốc, búa to phá tường rào. Và có mấy người mặc đồng phục làm việc của đội xử lý giải phóng mặt bằng cũng đứng trong đó phối hợp chỉ huy đập phá. Trong đó có một tên râu dài còn hét to, nói đây là kiến trúc vi phạm quy định, cần phải quy hoạch thống nhất theo quy định của Ủy ban Nhân dân quận, phải cưỡng chế phá dỡ, lý do lúc nào rảnh rỗi sẽ nói. Có lẽ nói là để cho mấy trăm người dân đứng bên cạnh nghe. Cũng là lý do che đậy để bọn họ đập phá mà thôi. Tiếp tục nhìn thì thấy đội mình thuê về đều đã bị thương. Còn mặt của đội viên Lý Tùng bị một vết bầm tím, hơn nữa bên tai còn có máu chảy. Anh ta bị chiếc đầu xúc rất lớn của một chiếc máy nâng xúc lên cao. Chiếc đầu xúc thật đáng sợ cố ý đung đưa trên không trung thậm chí còn làm động tác hướng xuống dưới, hai tay Lý Tùng bám chặt vào những chiếc răng lớn của đầu xúc. Tuy nhiên, tên điều khiển máy xúc động tác quá mạnh, Lý Tùng có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Thậm chí có vài tên ở bên dưới còn hét lên ném chết nó đi. Lại nhìn vào bên trong, quản gia mình mới mời, Lý Thành và mấy người công nhân làm tạp dịch trong biệt thự đều đã bị đánh ngã đang nằm la hét ở bãi cỏ trước cửa chính. Còn bên trong lại có mười mấy tên đang đập phá, chúng làm rối tung lên những thứ mà người thợ Diệp lão đại mời từ Tô Châu về để làm một hòn giả sơn. Anh Thiết, có người đang đập phá biệt thự lá đỏ của tôi, anh nói nên làm sao? Diệp Phàm bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Thiết Chiêm Hùng. Không thể. Lẽ nào chúng ăn gan hùm hay sao? Có người dám đập phá nhà của Diệp lão đại. Thiết Chiêm Hùng một chút cũng không tin có người dám làm như vậy. Nghĩ một lúc rồi nói. Lẽ nào do lần trước tên muốn đến thương lượng kia, nhưng đây là thủ đô, dám làm như vậy sao? Ôi, người anh em bây giờ tôi rất khó xử. Nếu ra tay đả thương người khác lại sợ gặp rắc rối, ngày mai nhất định sẽ bị tờ báo thành phố, Yến Kinh Đô đặt cho danh hiệu chủ nhiệm bạo lực, như thế sẽ nổi tiếng đấy. Diệp Phàm thở dài. Anh đừng làm ẩu, việc này tôi sẽ cho người đến giải quyết. Thiết Chiêm Hùng vội vàng gọi, biết vị trí của Diệp Phàm rất nhạy cảm. Hơn nữa ở đây là thủ đô, cũng không thể để cho có sóng lớn xảy ra, như thế sẽ không có lợi cho tiền đồ của Diệp lão đại. Bởi vì vị trí của Diệp Phàm quá đặc biệt, đồng chí ở vào vị trí này mà có được tòa biệt thự to như vậy, đương nhiên gây sự chú ý của người khác. Đến lúc đó... Không nói là sự chú ý của ủy ban kỷ luật, mà các ngành khác cũng sẽ ồn ào huyên náo. Nhất định sẽ bị chụp mũ cái gì là tham ô, sâu mọt. Tuy nhiên, anh muốn giải quyết thế nào? Thiết Chiêm Hùng bình tĩnh hỏi. Anh thử nói xem. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, thế phải xem thái độ của anh thế nào. Nếu như anh thấy ngôi biệt thự phong cách châu Âu này quá cũ rồi, muốn xây kiểu mới, thì sẽ để bọn chúng phá đi,
Qua một thời gian, sẽ có một ngôi biệt thự kiểu dáng hiện đại được xây trên chính mảnh đất đó, tốt hơn nhiều cái biệt thự cổ đó. Ngôi biệt thự cổ đó của anh, nhìn thì rất có giá trị, thực tế chỉ là trải qua 5 tháng mà thành mà thôi. Hơn nữa trải qua hơn 100 năm mưa gió, tôi nghĩ ở cũng không tiện lợi nữa rồi, hiện đại vẫn là thoải mái hơn. Thiết Chiêm Hùng nói, chỉ sợ đến lúc đó vừa bị phá xong thành phố lại không cho cá nhân xây dựng nữa, vậy thì rất khó để xin phê duyệt. Diệp Phàm nói, thực sự cũng đúng là thế, bây giờ muốn xây nhà trong thủ đô đều phải thống nhất theo quy hoạch của thành phố. Biệt thự của anh có thể sửa sang nhưng muốn phá đi xây mới thì lại phiền toái hơn. Đến lúc đó chính phủ sẽ xuất hiện đòi thu hồi đất, hoặc hạn chế việc xây biệt thự, đúng là một vấn đề. Anh nghĩ xem, nếu anh xây biệt thự ở ngoại ô, dựa vào thực lực của anh và tôi thì việc xin phê duyệt không thành vấn đề. Mấu chốt là diện tích ngôi biệt thự của anh quá lớn, hơn nữa lại nằm trong khu vực khá phồn hoa của thành phố. Nếu như biến thành khu buôn bán thì ủy ban quận chẳng phải kiếm được bộn tiền. Vì thế, anh tự đưa ra chủ ý của mình đi. Thiết Chiêm Hùng nói. Ha ha, không khó. Diệp Phàm bỗng nhiên cười nói. Không khó, chú có ý gì? Thiết Chiêm Hùng hơi ngạc nhiên hỏi. Ha ha, biệt thự cổ của tôi không chỉ là của cá nhân, không sai. Tuy nhiên chẳng phải đang tuyển chọn bồi dưỡng 3 cao thủ hay sao? Mà công việc của tôi lại là làm ở văn phòng chính phủ. Làm gì có thời gian để chạy đến trường huấn luyện để bồi dưỡng đồ đệ. Nghe nói đồng chí nhăm nhe biệt thự cổ của tôi là tập đoàn Đông Hoa muốn xây dựng tòa nhà tổng hợp cao 50 tầng ở đó. Xây dựng khu thương mại Đông Hoa gì đó. Xung quanh nhà của tôi nghe nói đều bị bọn chúng ép chiếm rồi. Ngay cả sườn núi êm đềm phía sau biệt thự cổ cũng bị bọn chúng mua lại. Sườn núi vì hơi giống với chân con hổ nên gọi là sườn núi chân hổ. Về sườn núi chân hổ tôi cũng nghĩ rất lâu rồi. Trên đó cây cối mọc rất nhiều, luyện võ ở đó thì quả là không tồi. Chỉ là chủ nhân của nó cũng có thực lực, không bán. Chúng ta không thể ép bán được, chúng ta là loại người nào chứ, phải không nào? Diệp Phàm cười gượng nói. Lão đệ, có phải là anh muốn bắt tập đoàn Đông Hoa bồi thường cho anh có phải không? Thiết Chiêm Hùng sau khi ngạc nhiên nói. Chương 2089, có thể dậy thì dậy. Đúng là có dự tính như thế, tuy nhiên phải làm như thế nào cho đúng. Diệp Phàm nói. Không phải chứ, Bắc Kinh chúng ta là đồng bằng. Muốn tìm núi cũng phải chạy xe ít nhất 1 giờ đồng hồ mới có thể đến được nơi có núi. Biệt thự lá đỏ của anh lại nằm trong khu vực phồn hoa, làm sao có thể có núi chứ? Thiết Chiêm Hùng nghi ngờ. Nghe nói là do người ta thuê người đắp thành chứ không phải là núi tự nhiên. Tuy nhiên trải thăng trầm mấy trăm năm, cũng đã biến thành thật rồi. Diệp Phàm cười nói. Vậy biệt thự lá đỏ của anh thì sao? Tòa nhà đó tuy đã cũ, nhưng cũng có phong cách cổ điển, phá đi thực sự là đáng tiếc. Thiết Chiêm Hùng nói. Phá, bọn họ không dám. Bọn họ tuyệt đối không ngu ngốc đâu, chỉ có thể phá những thứ bên ngoài như bể nước, hòn giả sơn, cây cối. Ngôi biệt thự cổ này, bọn chúng sẽ không dám đụng đến. Người ta làm kinh doanh, vấn đề buôn bán đầu óc người ta nhanh nhạy hơn chúng ta. Không chừng họ sẽ giữ lại ngôi biệt thự cổ đó đặt bên cạnh tòa nhà Quốc Đông để làm nơi tham quan, nghỉ ngơi miễn phí cho khách du lịch đến mua sắm. Kết hợp thành sự thống nhất giữa lịch sử, con người và kinh doanh, đó là một cách kiếm tiền tốt. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt tự tin. Ông em thật lợi hại, có lẽ sớm dự tính tất cả. Vì thế, đến lúc này rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy. Khí phách tốt lắm. Thiết Chiêm Hùng khen. Tuy nhiên, anh Thiết, thật kỳ lạ. Vừa rồi Lý Thành quản gia của tôi nói là đã sớm báo cảnh sát rồi, sao đến bây giờ công an quận Thiên Mã vẫn không có động tĩnh gì. Lẽ nào bị tập đoàn Đông Hoa mua chuộc rồi? Anh Thiết, xem ra lính của anh cũng chẳng ra gì. Có lẽ là không vượt qua được sự oanh tạc của viên đạn đường. Diệp Phàm ví von nói. Ôi, không có gì lạ đâu. Người quyền cao chức trọng ở kinh thành quá nhiều, luôn có rất ít cán bộ không vượt qua được thử thách mưa gió. Con người mà, cũng chia thành 3 loại, đó là người tốt, người xấu, người không tốt không xấu. Có người nói xã hội hiện đại làm cho con người chỉ nghĩ đến tiền, tâm địa cũng trở nên xấu xa. Tôi không thấy như vậy. Thực ra, đại bộ phận dân chúng là theo đạo trung dung. Cũng có nghĩa là có nhiều người không tốt không xấu, nếu như tất cả đều là người tốt thì xã hội này cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
các cơ quan kiểm tra, kỷ luật, chống tham nhũng của chính phủ lập ra còn để làm gì nữa? Thiết Chiêm Hùng thở dài nói. Cúp điện thoại xong, Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, nhìn qua một lượt tình hình của Lý Thành và Lý Tùng, cảm thấy tuy bị thương một chút nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Diệp Phàm cũng lùi sang một bên đứng quan sát giống như những người dân khác đang ở đây. Ngay sau đó, suy nghĩ một hồi rồi mở máy điện thoại bấm số. Thủ trưởng Cung, xin lỗi, tôi đã làm phiền ông. Ôi, có gì mà phiền, đồng chí Diệp Phàm học được khiêm tốn từ lúc nào thế? Cung Khai Hà không giữ thể diện cho Diệp Phàm, nói thẳng. Ha ha, Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, sau đó mới nói. Việc là thế này, thủ trưởng Cung cũng biết rồi, ngay cả nhà công vụ được phân tôi cũng không cần. Cũng xem như tôi đã tiết kiệm được cho tổ một khoản không nhỏ, theo cấp bậc của tôi, ít nhất các anh cũng phải phân cho tôi một ngôi nhà to có phải không nào. Thời buổi giá đất ở Bắc Kinh đang đắt như vàng, tôi đây cũng là vì tiết kiệm tiền cho tổ có phải không? Đúng là thế, tôi xin thay mặt tổ cảm ơn sự phẩm chất đạo đức tốt của đồng chí Diệp Phàm. Cung Khai Hà lạnh lùng nói, biết là tên này nhất định còn có điều gì đó nữa mà hắn chưa nói ra. Phẩm chất đạo đức tốt cũng không cần, chính là bây giờ, tôi không có nhà để ở nữa rồi. Diệp Phàm nói, không có nhà ở, anh chẳng phải đã có biệt thự cổ nhưng xa hoa lá đỏ sao? Ở đó không ít người ghen tị đâu, chính tôi đây cũng muốn ghen tị đấy. Đồng chí Diệp Phàm nhận lương của nhà nước, đã có cuộc sống phú quý. Hơn nữa, lúc trước tôi cũng đã nhắc nhở anh rồi, cần phải khiêm tốn một chút. Đừng để người ta ghen tị. Tôi luôn rất khiêm tốn, ông xem, cho đến bây giờ, chẳng ai biết chủ nhân của biệt thự lá đỏ chính là Diệp Phàm tôi. Hơn nữa, bình thường ra vào biệt thự tôi cũng giống như một tên trộm, nhằm lúc không có người mới đi ra. Việc này như thế đã là cẩn thận chưa? Ông xem, tôi phải khổ sở thế nào mới được nhận đồng lương? Diệp Phàm nói. Đúng là thế, về phương diện khiêm tốn thì anh làm rất tốt. Thực ra, những đồng chí làm công việc đặc thù như chúng ta đây ai cũng rất khiêm tốn. Lão Lý vất vả một đời cũng chỉ là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, một chức hữu danh vô thực. Người ngoài cho rằng lão Lý chính là một đồng chí bị cho ra rìa chỉ nhận lương mà không làm gì cả. Thực ra, bọn họ đâu biết được lão Lý đã vào sinh ra tử vì đất nước, lập nên công lao to lớn. Tuy nhiên, vì đất nước chúng ta phải khiêm tốn. Có điều một thân phận khác của anh có lẽ rất nổi tiếng ở chính phủ. Tôi đã từng nói với anh, biệt thự lá đỏ của anh quá gây sự chú ý của mọi người, đặc biệt là anh đang ở vị trí như bây giờ, càng phải chú ý đừng làm cho người ta ghen tị. Tuy tất cả đều là do anh kiếm được, nhưng ủy ban kỷ luật không hiểu được điều đó. Đến lúc đó sẽ có một bầy ong đến điều tra này nọ, Cung Khai Hà tôi lại phải chùi đít cho anh. Cung Khai Hà nói một câu, tỏ ra có chút bực tức. Bởi vì đồng chí Khai Hà rất ít khi khen ngợi người khác. Cảm ơn thủ trưởng Cung một lòng muốn chùi đít cho tôi cảm kích sắp khóc rồi đây. Diệp Phàm nói. Anh! Cung Khai Hà cổ nghẹn đi. Diệp Phàm thậm chí tưởng tượng. Bây giờ lão già này nhất định đang đưa tay đập bàn. Tuy nhiên, thủ trưởng Cung, căn cứ huấn luyện của chúng ta bây giờ đã bị phá hỏng rồi. Sau này, ông muốn lại tìm tôi huấn luyện nhân tài, không có nơi huấn luyện, tôi cũng bất lực thôi. Diệp Phàm nói, cái gì mà căn cứ huấn luyện, anh nói rõ xem nào. Căn cứ huấn luyện của chúng ta không phải rất tốt sao, người nào dám đến phá hỏng. Trừ khi đã ăn gan hùm gan báo. Cung Khai Hà sửng sốt hỏi. Đó là biệt thự lá đỏ của tôi, chẳng phải trước kia tôi đã nói với ông từ lâu rồi sao, lôi âm cửu long hoàn trước kia chế ra đều được bảo quản ở biệt thự lá đỏ. Và Diệp Phàm tôi đã xin các vị cao nhân tiền bối một ít, có thể nói, các thành viên của tổ đặc nhiệm A đều đã uống thuốc này. Vì thế, biệt thự lá đỏ còn có một mục đích, đó là kho thuốc bí mật quốc gia của tổ đặc nhiệm A. Ở dưới tầng hầm của biệt thự tôi còn thiết kế một phòng thí nghiệm, tôi muốn học trộm cách điều chế của lão tiền bối kia, chỉ là vẫn chưa thành công, việc này thực sự rất khó. Huống hồ tôi còn gánh trên vai trọng trách bồi dưỡng ba cao thủ tứ đẳng cho tổ đặc nhiệm A. Chẳng phải trước kia đã từng nói với ông, muốn đưa ba người này đến biệt thự lá đỏ để thuận lợi tiếp thu sự chỉ dạy của tôi trở thành một thầy hy dạy miễn phí cũng vất vả lắm. Tuy nhiên, các ông luôn nói vẫn chưa tìm được thích hợp. Chỉ có điều, biệt thự lá đỏ đã bồi dưỡng cho tổ đặc nhiệm A3 đồng chí. Cho nên biệt thự lá đỏ còn có một thân phận khác, đó chính là căn cứ đào tạo bí mật của tổ đặc nhiệm A.
Diệp Phàm bình tĩnh nói, Cung Khai Hà chút nữa thì phát điên. Không nhịn được, nói. Anh không chính thức xin chúng tôi, hơn nữa, anh đã đào tạo 3 đệ tử vào lúc nào chứ, số lượng 3 người tôi giao cho anh vẫn chưa hoàn thành. Đồng chí Diệp Phàm, Đoàn Hải Thiên lên nhậm chức rồi, hơn nữa, vị trí anh ta có được so với vị trí anh nói với tôi còn cao hơn một tầng lầu. Theo lý mà nói anh nên biến số lượng 3 người đó thành 4 nhân tài mới đúng có phải không? Chúng tôi không tăng giá cho anh lại nói là đã hoàn thành đào tạo 3 người, tôi không hiểu ý của anh là gì. Cũng Khai Hà có vẻ giận dữ, giọng nói nặng hơn nhiều. Ha ha, 3 đồ đệ của Thiết Chiêm Hùng chính là tôi giúp đỡ ở Lá Đỏ. Vì thế nói hoàn toàn có thể nói biệt thự Lá Đỏ chính là căn cứ huấn luyện bí mật của tổ đặc nhiệm A có phải không nào? Lại còn có kho thuốc. Diệp Phàm mặt dày đến mức làm cho người có kinh nghiệm quan trường như Cung Khai Hà cũng phải xấu hổ. Việc đó là nhiệm vụ của Thiết Chiêm Hùng. Anh giúp đỡ anh ta chứ không phải giúp đỡ tổ đặc nhiệm A chúng tôi. Nghe nói hai người các anh tình cảm sâu sắc, giúp một chút cũng phải kể ra như vậy cũng có thể gọi nhau là anh em hay sao? Việc này nói đến đây thôi. Nếu như truyền đến tai Thứ trưởng Thiết thì tình cảm anh em của hai người chắc sẽ suy giảm. Hơn nữa, Thứ trưởng Thiết vì sao lại được phục chức, anh không thể không nhận món nợ này chứ. Cung Khai Hà ra mặt cũng không mỏng, lập tức đáp trả lại. Lão già này cũng cân nhắc một chút, có lẽ Diệp Phàm luôn muốn đặt cho biệt thự Lá Đỏ danh nghĩa là căn cứ huấn luyện của tổ đặc nhiệm A nhất định có mục đích. Việc phiền phức như thế đương nhiên đồng chí Cung không muốn rước họa vào thân. Hơn nữa, nghe nói biệt thự Lá Đỏ của hắn đã bị phá rồi, ở đất Kinh Thành vẫn có người ra tay. Người đó lai lịch nhất định không đơn giản. Khai Hà sợ rằng can thiệp vào cuộc đối đầu khốc liệt này thì sẽ khó mà thoát thân. Ha ha, Thứ trưởng Thiết ban đầu cũng muốn đề xuất. Nói đùa là biệt thự Lá Đỏ của chúng tôi sắp thành căn cứ huấn luyện của tổ đặc nhiệm A rồi. Chuyện này không nhọc công thủ trưởng Cung bận tâm, Thứ trưởng Thiết cũng chẳng sao. Diệp Phàm nói, nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Hôm nay, biệt thự Lá Đỏ của tôi bị đập rồi. Thủ trưởng Cung. Đây cũng là căn cứ huấn luyện bị phá. Việc này lúc đầu tôi đề cập anh cũng không phản đối có phải không? Vì thế tôi vừa về đã cho người làm một tấm biển. Đương nhiên tên của tổ đặc nhiệm A chúng ta không tiện viết lên, quá gây chú ý. Vì thế tôi viết lên là, Cục Nghiên cứu Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Không ngờ tấm biển này cũng không giúp được gì, vẫn bị người ta đập. Đây chẳng phải là coi thường chế độ pháp luật của nhà nước sao, ngang nhiên đập phá công trình quân sự. Ngang nhiên soi mói chuyện cơ mật của đất nước, ngang nhiên phá hoại. Mấy cái ngang nhiên liền làm cho Cung Khai Hà suýt nữa thì phì cười. Tiểu tử ngươi đúng là biết đùa, tự làm biển hiệu cơ quan quân sự quốc gia còn dám ngang nhiên như thế. Nếu như cấp trên biết được, thì nhất định anh phải bị ra tòa án quân sự, đến lúc đó lão cung ta muốn giúp cũng khôn được. Cung Khai Hà lời nói tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy người khác gặp nạn. Sao lại có thể nói là tự tạo? Việc này chính là do ông đồng ý cho tôi làm đấy chứ, có phải thế không? Diệp Phàm nói, tôi đồng ý lúc nào, hơn nữa, chúng ta là tổ đặc nhiệm A, có quan hệ gì với Bộ Quốc phòng? Tấm biển đó của anh muốn treo lên cũng phải được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng có phải không nào? Cung Khai Hà tức giận hét lên, vừa rồi chẳng phải nói lần trước ông đã ngầm đồng ý đó sao? Diệp Phàm nói, anh cũng biết rằng đó là chuyện phiếm có phải không? Hơn nữa, tôi cũng không mở mồm có nghĩa là tôi đồng ý. Đồng chí Diệp Phàm, đây là chuyện lớn, phải có chứng cứ, không thể nói bừa được. Chuyện này không thể mang ra đùa được. Cung Khai Hà giọng nói nghiêm túc. Chương 2090, treo tấm biển khoa học quân sự. Tôi không đùa, im lặng chính là đồng ý mà. Hơn nữa, tấm biển đó của tôi cũng đã treo được một thời gian rồi, cũng không thấy các ông có ý kiến gì có phải thế không? Nếu như ông sớm nhắc nhở, tôi đã sớm gỡ nó xuống rồi. Diệp Phàm nói, tôi làm gì có thời gian để ý chuyện vớ vẩn của anh, tuy nhiên, cứ cho là tôi ngầm đồng ý cũng được. Đó chỉ là tôi ngầm đồng ý khi nói chuyện phiếm, chứ tôi chẳng có quyền thay mặt Bộ Quốc phòng có phải không nào. Vì thế, tấm biển đó của anh muốn treo cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cung Khai Hà vẫn không muốn tự tìm đến rắc rối. Hơn nữa, ông ta cũng tin vào khả năng của Diệp Phàm, việc nhỏ này nhất định sẽ giải quyết được, mình không cần phải nhúng tay vào lo việc vớ vẩn. Việc của tổ đặc nhiệm A cũng đủ để đau đầu rồi. Ha ha,
Ông ngầm đồng ý là được rồi, chính miệng ông đã nói với tôi ngầm đồng ý có phải không? Diệp Phàm cười. Tôi thừa nhận đã ngầm đồng ý. Anh cũng không cần phải quấy rối nữa. Tuy nhiên, tôi cũng không làm. Cung Khai Hà lập tức vừa nhận vừa chối phản bác lại. Ha ha, thủ trưởng cung, có lẽ ông đã quên mất một thân phận trên danh nghĩa khác của ông rồi. Diệp Phàm lại cười. Được lắm tiểu tử, đây chính là chủ ý của anh có phải không? Cung Khai Hà tự nhiên hiểu ra, tay đập mạnh lên bàn, phát ra tiếng bốp làm cho Diệp Phàm ở đầu dây bên kia cũng nghe rất rõ. Không phải có chủ ý, ông đã là ủy viên quan trọng của thường vụ cấp ủy quốc phòng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đồng ý thì đương nhiên tôi mới dám treo tấm biển đó chứ. Tuy nhiên, thủ trưởng cung, ông phải nhanh một chút ghi chép việc treo biển của tôi vào hồ sơ mới đúng. Ở Bộ Quốc phòng cũng có công việc của ông. Ông hoàn toàn có thể chỉ thị thư ký ở bên đó đi giải quyết. Việc khua môi múa mép đối với ông không hề khó chút nào có phải không nào? Về thời gian thì phải nhanh một chút, đừng để sau hôm nay thì sẽ có rắc rối đấy. Diệp Phàm nói. Như thế cũng được, tuy nhiên, sau này biệt thự lá đỏ của anh thực sự trở thành một phòng nghiên cứu khoa học về một lĩnh vực nào đó của Bộ Quốc phòng đấy. Đến lúc ấy nhà nước muốn trưng dụng thì anh cũng đừng trách. Lúc này Cung Khai Hà gượng cười ha hả. Vừa thôi, đó chỉ là treo biển. Nhưng nếu thủ trưởng cung lại thực sự muốn biến nó thành phòng nghiên cứu khoa học cũng được, các ông trả tiền cho tôi là được rồi. Sau đó, phải đền bù cho tôi mảnh đất rộng gấp 3 lần diện tích của lá đỏ ở khu vực vành đai cách đó không quá 1.000 mét. Có lẽ khi tôi hứng thú sẽ thường xuyên quay về lá đỏ để chỉ bảo một chút cho mấy đội viên, cũng xem như Diệp Phàm tôi cống hiến cho tổ đặc nhiệm A, có phải thế không? Diệp Phàm nói, anh vừa phải thôi, tưởng bở thế, giá đất ở khu vực vành đai của thủ đô có đem bán cả tổ đặc nhiệm A đi cũng không mua nổi mảnh đất rộng gấp 3 lần biệt thự lá đỏ của anh đấy. Thôi vậy, căn cứ huấn luyện miễn phí của anh tôi cũng không muốn can thiệp nữa. Về việc treo biển, thằng nhãi anh đã làm rồi. Nếu không ghi vào hồ sơ thì ngày mai anh vẫn phải ra tòa án quân sự. Tôi sẽ làm đến cùng để lần sau không tái phạm nữa. Cung Khai Hà nói. Cảm ơn, vẫn là đồng chí Khai Hà hiểu tôi. Diệp Phàm nói. Vừa thôi. Cung Khai Hà hừ một tiếng rồi nói. Tuy nhiên, ba người đó của anh có phải hơi ít không? Nếu chúng tôi đã cho anh treo biển, anh cũng phải làm gì đó chứ? Nếu không phòng khoa học quân sự Bộ Quốc phòng của anh cũng quá là hữu danh vô thực. Biết là ông không có lòng tốt như vậy mà, nói đi, làm việc gì? Diệp Phàm tức giận nói. Biết rằng lão hồ ly này muốn trao đổi. Đào tạo thêm một người nữa, tổng cộng là 4 người, thế nào? Cung Khai Hà nói. Những lời đó mà anh cũng nói ra được, chỉ 3 người kia cũng đã làm cho tôi mệt gần chết rồi. Đến giờ còn vẫn chưa bình thường trở lại. Vốn dĩ vì sao tôi phải đi đến võ gia Tây Tạng, chính là muốn chọn ra từ đó một cao thủ để trả cho xong nợ. Không ngờ mấy anh em chúng tôi đến đó thiếu chút nữa thì không trở về được. Cuối cùng thì thất bại trở về. Nhân tài này rất khó mời. Diệp Phàm thiếu chút nữa thì hét lên. Hét lên cái gì, thiên hạ không có mời cơm miễn phí. Hơn nữa, từ đó về sau anh treo một tấm biển phòng khoa học quân sự. Lại có 2 cảnh sát vũ trang đứng gác cổng, ai còn dám đến lá đỏ gây sự nữa phải không nào? Việc này cũng tiết kiệm cho anh được một khoản không nhỏ tiền bảo an. Hơn nữa, đó là cảnh sát vũ trang chính thức của nhà nước phái đến chứ không phải là nhân viên bảo an do anh tự mời về, sự khác nhau về uy lực anh chắc đã hiểu rõ. Tính về lâu dài thì anh là người kiếm nhất, còn chúng tôi phục vụ không công cho anh. Như thế này, về nhân viên tôi có thể sẽ xem xét phái 2 người từ Cục Bảo vệ Nội bộ của Lang Phá Thiên đến giúp anh gác cổng. Đồng chí Diệp Phàm thật uy phong đấy, cảnh sát vũ trang của Cục Bảo vệ Nội bộ đến gác cổng cho anh. Sự đãi ngộ này chí ít cũng phải là cán bộ cấp phó nhà nước mới có quyền được hưởng đấy. Đây là thực hiện trước đối với anh. Cung Khai Hà nói. Ông vừa phải thôi, sự đãi ngộ này tôi không cần. Tôi có thể thuê người gác cổng. Tuy nhiên, biên chế cảnh sát vũ trang vẫn phải phiền các ông một chút. Về tiền công tôi sẽ trả, không cần các ông trả. Diệp Phàm không muốn người của lão cung sắp xếp hàng ngày soi mói mình, biết nhưng không nói, Diệp Phàm hiểu tâm địa của lão cung. Chẳng qua là muốn sắp xếp mấy đồng chí tam đẳng đến cũng là để tăng thêm trách nhiệm cho mình, muốn mình chỉ bảo thêm, vừa thuận tiện lại miễn phí công dạy. Diệp Phàm không nhàn rỗi để làm việc đó. Vậy thì tăng thêm một người để anh huấn luyện,
còn hai cảnh sát vũ trang thì tôi có thể sắp xếp cho anh. Người do anh tự chọn, như thế không thể nói rằng Cung Khai Hà tôi sắp xếp theo dõi anh có phải không nào? Cung Khai Hà cũng nhượng bộ một bước. Vậy được, thật xui xẻo, sớm biết thế này thì tôi không gọi điện nữa. Diệp lão đại thở dài, vẻ mặt cay đắng cắt điện thoại. Thằng nhãi, lão Cung ta dễ ép lắm sao? Ha ha! Cung Khai Hà trong lòng tương đối thoải mái, một tấm biển vỡ đối với người ngoài mà nói treo được lên thì cũng trăm vạn lần khó, nếu là giả mạo thì chắc chắn phải ngồi tù, nhưng đối với lão Cung mà nói thì chẳng là gì. Chỉ cần ngày mai nói với cấp trên đây là vì yêu cầu của tổ đặc nhiệm A, thì tấm biển nào treo chẳng được. Việc như trở bàn tay thế này có thể đổi lại được một cao thủ tứ đẳng, thực sự là lời lớn rồi. Lão Cung ngồi xuống ghế, hát lên bài Chúng ta người quân nhân. Chúng ta người quân nhân có gì không giống nhau? Chỉ là vì chúng ta đều mặc bộ quân phục giản dị. Từ khi rời khỏi quê hương thì cũng là rời xa bố mẹ. Nói không giống nhau thực tế cũng là giống nhau. Đều là thanh niên có nhiệt huyết. Gót giày đều băng qua núi cao sông sâu giống nhau. Xem ra, lão Cung cũng đã bị nhiễm bởi đồng chí Lý Khiếu Phong. Khi đắc ý thích hừ lên vài câu, tuy là không đúng điệu nhưng cũng tự thấy vui vẻ. Ước chừng 2 giờ đồng hồ qua đi, nhìn bọn họ đập phá cũng tương đối rồi. Ngoài tòa biệt thự kiểu dáng châu Âu cổ chưa bị đập phá ra thì phía bên ngoài đều đã bị đập phá gần hết rồi. Các đồng chí của lực lượng công an quận Ngũ Mã mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đã xuất hiện, Diệp Phàm đã sớm gọi điện cho quản gia Lý Thành. Vì thế Lý Thành chịu đau đứng lên, đương nhiên Lý Thành cũng không ngừng nghi ngờ sự nhu nhược của vị chủ nhân này. Theo Lý mà nói, ông chủ có thể mua được ngôi biệt thự cổ mang phong cách châu Âu như thế này nhất định là người có tiền, tại sao hôm nay người ta đến dọa nạt, đập phá lại không thấy xuất hiện. Hơn nữa, người họ hàng của mình khi trước, cũng chính là lão quản gia cổ bang, luôn cẩn thận nhắc nhở mình phải cung kính vị chủ nhân trẻ này. Nói rằng vị chủ nhân họ Diệp này rất thần bí, năng lực rất lớn. Được ưa thích ở thủ đô, bạn bè nhiều, sau này có chuyện gì có lẽ anh ta còn có thể giúp đỡ. Không ngờ hôm nay mới thực sự làm cho quản gia Lý Thành nhận thức được thế nào gọi là năng lực lớn. Lý Thành hơi chút thất vọng, gặp phải một ông chủ như thế này, thật đúng là xui xẻo. Lúc này Lý Thành bỗng nhiên có suy nghĩ muốn rời bỏ biệt thự lá đỏ. Tuy nhiên, tuy vị chủ nhân họ Diệp này tuy là hèn nhát, nhưng lại rất thoáng tính. Tiền lương so với ở nơi khác cao hơn rất nhiều. Ai chịu trách nhiệm ở đây? Một người cao cao, gầy gầy. Đưa bộ mặt lừa nhìn qua một lượt hiện trường sau khi bước xuống từ chiếc xe của thanh tra cảnh sát, nhăn mặt hỏi. Người này đang đêm khuya bị người ta đánh thức đến đây đương nhiên là trong lòng không thoải mái rồi. Đồng chí cảnh sát, tôi là quản gia Lý Thành của biệt thự lá đỏ. Lúc này Lý Thành vội vàng tập tễnh bước về phía trước nói. Tôi là Mã Đồng, đội trưởng đội trị an lực lượng công an quận Ngũ Mã, ông chủ của các anh đâu? Mặt lừa hỏi. Rõ ràng đội trưởng Mã có chút tức giận đối với người chủ nhân không ra mặt, trong lòng nói ta đã đến ngươi còn đùa giỡn, cho rằng có tiền thì có thể thế nào cũng được phải không? Ở đây là địa bàn của ta. Ông chủ của chúng tôi lúc này có việc không kịp về. Lý Thành bình tĩnh đáp, nhìn Mã Đồng rồi nói. Tên này chính là tên cướp. Tuy nhiên, Lý Thành vừa nói được nửa câu, Mã Đồng đã nhăm mặt hừ một tiếng, nói. Nói chuyện lịch sự một chút. Cái gì mà cướp mới không cướp, ở quận Ngũ Mã bọn ta quản lý, lại là đất thủ đâu còn có thể xuất hiện cướp hay sao? Lời nói của anh tôi nghe không thích. Hừ, công an chúng tôi bất tài hay sao mà còn có cướp? Lúc này một cảnh sát trẻ đứng bên cạnh cũng không bằng lòng, cũng lạnh lùng hừ một tiếng với Lý Thành. Không phải nói các anh, là nói bọn họ. Anh xem, nửa đêm đến đập phá cướp bóc, lại còn đánh người. Nhân viên bảo an của chúng tôi, người làm vườn. Nhân viên vệ sinh đều đã bị chúng đánh trọng thương hết cả. Hơn nữa, bọn chúng thật quá đáng, còn không cho chúng tôi đi viện. Tôi yêu cầu các đồng chí công an phải nghiêm túc xử lý bọn chúng. Lý Thành chỉ tay về phía đội trưởng bảo an Lý Tùng vừa mới bị máy xúc thả rơi xuống nói. Quản gia Lý, lời nói của anh vừa rồi cũng không hợp lý. Chúng tôi đến để hỗ trợ đồng chí phụ trách giải tỏa mặt bằng của Ủy ban Nhân dân quận giải tỏa kiến trúc vi phạm. Chúng tôi đã thông báo với các anh cách đây trước một tháng rồi, thế nhưng các anh lại cứng đầu không chịu đi, muốn gan lì thì cũng phải xem các anh có khả năng đó không. Đội trưởng Mã,
đây là tài liệu liên quan đến việc quy hoạch và giải phóng mặt bằng do cơ quan hữu quan của Ủy ban Nhân dân quận phát hành, cái này không thể là giả được. Hơn nữa, chủ nhiệm ban giải phóng mặt bằng quận chúng tôi cũng đang có mặt ở hiện trường để chỉ huy. Người nhà này thật ngoan cố, không chịu tuân theo quy hoạch thống nhất của quận, tùy tiện, không giải tỏa không được. Chủ tịch quận đỡ nói nếu thực sự khó khăn thì phải mời các đồng chí bên công an quận phối hợp. Tuy nhiên chúng tôi cũng quyết tâm phá dỡ tòa kiến trúc vi phạm này, vì thế tạm thời không phiền đến công an các anh. Lúc này bước lên một người béo mập mạp, mặt tròn, vừa nói vừa đưa ra tài liệu có liên quan. Anh là... Đội trưởng Mã liếc nhìn người này. Chương 2091, lộ thân thủ. Rất xin lỗi, nhất thời sốt ruột nên đã quên, tôi là giám đốc Lưu Nguyên phụ trách tập đoàn Đông Hoa này. Tên mập mạp khẩn trương nói, hơn nữa, còn đưa danh thiếp. Ồ, là giám đốc Lưu. Đội trưởng Mã gật gật đầu thuận tay cầm lấy danh thiếp, cái này, để khi mời bạn bè ăn uống thì liên hệ điện thoại. Đến lúc đó gọi một tiếng, giám đốc Lưu còn không đến thanh toán hay sao? Chủ nhiệm Đinh, việc này chủ tịch Tống giải thích sao? Đội trưởng Mã quay đầu hỏi một người trung niên thấp nhỏ phía sau. Công văn này là để chứng minh, đám người này đích xác là quá thể. Ủy ban Nhân dân quận đã có văn kiện yêu cầu bọn họ giải phóng mặt bằng được một tháng, nhưng họ ngang nhiên chống cự. Bên giải phóng mặt bằng cũng là không có biện pháp xử lý, đành phải hạ lệnh cưỡng chế phá dỡ. Nếu ở thủ đô đều có thái độ này, vậy quy hoạch thành phố phải làm như thế nào? Xây dựng kiến thiết thành thị phải tiến hành như thế nào, quận chúng ta làm sao phát triển có phải hay không? Chủ nhiệm Đinh liếc mắt nhìn Lý Thành một cái, hừ nói. Các anh nói bậy, tòa nhà Hồng Diệp bảo chúng tôi đã có hơn 100 năm lịch sử, đã có thể xếp vào phạm trù văn vật. Lúc nào mà lại thành vi phạm quy định xây dựng, đừng tưởng chúng tôi không hiểu được, đây là tập đoàn Đông Hoa muốn gây chuyện. Các anh đơn giản là muốn xây dựng tòa nhà Quốc Đông, nhìn chúng Hồng Diệp bảo địa bàn tốt, giao thông tiện lợi, hơn nữa quang cảnh xung quanh thích hợp với các ông. Hiện tại không ngờ cố chiếm lấy, đây không phải hành động cường bạo thì là cái gì. Hơn nữa còn động thủ, đồng chí cảnh sát, chúng tôi sẽ kiện lên tòa. Nhất định phải nghiêm trị những kẻ này. Lý Thành lời lẽ đanh thép nói. Ồ, sao lại nói như thế? Vừa rồi cậu không thấy sao? Chúng tôi có công văn của Ủy ban Nhân dân quận, sao lại trở thành cường đạo? Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo bọn họ ngang nhiên vu khống chúng tôi xử lý khu giải phóng mặt bằng. Bọn họ đây là dùng bạo lực cãi lại công việc của chính phủ. Chủ nhiệm Đinh lạnh lùng hừ nói. Công văn, cùng một ruộng ai không biết. Lý Thành cũng nói ra những lời này. Đồng chí này, nói những lời như vậy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Mã chúng ta đều là chính quyền văn minh, hơn nữa, còn là đơn vị tiên tiến của thành phố, cậu sao lại nói vậy, đó chính là có ý vu khống cán bộ nhà nước. Hơn nữa, cậu làm quản gia Hồng Diệp, chủ vắng mặt có quyền trong tay mà ngang nhiên kháng cự, coi nhẹ chính quyền, không coi những quy định liên quan của chính quyền ra gì. Ngang nhiên chống cự công tác của cơ quan nhà nước, với hành vi này của cậu, cậu phải theo tôi đi một chuyến. Đội trưởng Mã vẻ mặt nghiêm túc nhằm Lý Thành mà nói. Đưa ra một đống tội danh lớn, thực đúng là dọa người. Công lý đúng sai, tòa án sẽ đứng ra phán quyết. Đen tuyệt đối sẽ không thành trắng, các ông nghĩ muốn che chân tướng, cùng nhau cố ý cướp đoạt, chúng tôi tuyệt đối sẽ không chịu thôi. Bây giờ các ông đập tòa nhà Hồng Diệp, ông chủ tôi đã bảo Lý Thành tôi, sáng sớm mai sẽ tố cáo lên tòa án quận Ngũ Mã. Vẻ mặt Lý Thành rất điềm tĩnh. Đối với sự điềm tĩnh của Lý Thành, Diệp Phàm có chút khâm phục. Tố cáo, thật đúng lúc, các cậu không tố cáo thì Ủy ban Nhân dân quận chúng ta cũng muốn tố cáo. Nực cười, đội trưởng Mã, ông xem, đối với những phần tử ngoan cố như thế này nên xử lý ra sao? Nếu bọn họ vẫn cứ ở trong này, ngang nhiên chống lại quy hoạch của Ủy ban Nhân dân quận, đây chính là hành động gây nhiễu nghiêm trọng, thậm chí là phá hoại quy hoạch của Ủy ban Nhân dân quận. Chủ nhiệm Đinh vẻ mặt nghiêm túc bảo đội trưởng Mã. Đem toàn bộ những người ngang nhiên miệt thị Ủy ban Nhân dân quận về đồn. Đội trưởng Mã vung tay hừ nói. Vài cảnh sát cầm còng tay đi vào. Các ông dám, trước khi ông chủ chúng tôi trở về, các ông dựa vào cái gì làm sằng bậy. Lý Tùng tôi tuyệt sẽ không để các ông mang đi. Lúc này, Lý Tùng ngay cả máu tươi trên mặt cũng không kịp rửa, tiến lên đứng trước mặt mấy người Lý Thành, lạnh lùng sát khí với bọn họ. Tiểu tử, lợi hại à,
không ngờ muốn bị cưỡng chế có phải hay không? Vài cảnh sát nghiêm mặt, tiếng còng tay lách cách vang lên lạnh lùng. Lý Tùng tôi tuyệt sẽ không để các ông làm vậy. Lý Tùng lấy lại tư thế, bộ dáng như muốn động thủ. Bắt lấy. Đội trưởng Mã nhăn mặt lại, cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến. Theo giọng ông ta, hai cảnh sát nhanh chóng xông về phía Lý Tùng. Ba ba. Hai tiếng giòn vang, trong đám đông truyền đến giọng trầm trồ khen ngợi bạn hữu tốt. Bởi vì, hai cảnh sát sớm bị Lý Tùng đã ngã cách ba thước. Còng tay cũng văng ra thành đống. Lý Tùng trước kia là đội viên chính thức, chỉ có điều do bị thương mới không thể không rời tổ. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, được Diệp Phàm điều dưỡng, Lý Tùng đã khôi phục thân thủ tứ đẳng, cảnh sát trị an này đó phỏng chừng cho vét sạch rượu và đồ ăn cũng không chống lại được Lý Tùng. Hiện trường có vài người hiếu sự tụ tập lại đứng xem, mặt Mã Đồng lập tức biến thành màu gan lợn. Vung tay lên nói, bắt lại, lần này, có mấy cảnh sát tới. Lý Tùng tuy nói lợi hại, nhưng, sau khi đá ngã vài tên thì vẫn bị ấn ngã xuống đất. Hơn nữa, mấy tên này, xuống tay tuyệt không lưu tình. Thậm chí cố ý hành hạ Lý Tùng. Đúng lúc này, hai chiếc xe cảnh sát đi tới. Một người vóc dáng cao lớn đi xuống, khuôn mặt mượt mà, là thanh tra cảnh sát cấp 1. Thấy anh ta đi tới, nhóm cảnh sát quận Ngũ Mã cũng dừng bước nhìn đội trưởng Mã. Các cậu ở đâu? Thanh tra cảnh sát cấp 1 vẻ mặt nghiêm túc nhằm đội trưởng Mã hỏi, bởi vì, nơi này đội trưởng Mã có vẻ là lãnh đạo. Hơn nữa, quân hàm cảnh sát cũng là cao nhất. Tôi là đội trưởng Mã ở đại đội trị an quận Ngũ Mã, đang chấp hành nhiệm vụ. Đồng chí, các anh là ai? Tuy nói quân hàm cảnh sát kia cao hơn chính mình 2 cấp, nhưng đội trưởng Mã cũng không sợ anh ta lắm. Hơn nữa, tình huống còn chưa có rõ, cũng không cần cung kính. Bởi vì, quân hàm cảnh sát của ngành công an và chức vị là tách biệt. Ví như thanh tra cảnh sát cấp 1 chức vị không chừng cũng chỉ ngang với một tiểu đội trưởng. Đương nhiên, đối với người có chút chức vị thì quy định chung nhất định phải là đồng chí tài năng có quân hàm cảnh sát bao nhiêu bậc đảm nhiệm. Ví như chức phó giám đốc sở trên tỉnh, ít nhất phải là cảnh sát giám sát cấp 3. Không có khả năng anh ta một thanh tra cảnh sát cấp 1 có thể đảm nhiệm chức phó giám đốc sở trên tỉnh. Tôi là phó đội trưởng trung đoàn cục công an thành phố Câu Kiến Phát. Đội trưởng Câu vẻ mặt nghiêm túc nói rõ thân phận. Tuy nói đội trưởng Mã cũng làm ở khối trị an, nhưng cấp bậc anh ta rất thấp, người như đội trưởng Câu anh ta không kịp nhận thức. Đương nhiên cũng là bởi vì đội trưởng Câu cũng mới được đề bạt, tất nhiên là do Thiết Chiêm Hùng phê bút. Chào ngài đội trưởng Câu. Đội trưởng Mã chào hỏi một câu. Chúng tôi nhận được khiếu nại của Diệp Tiên Sinh ở tòa nhà Hồng Diệp, nói đang có người đập nhà. Cho nên đến xem qua. Đội trưởng Câu liếc mắt vào hiện trường bị đập phá rối tung rối mù một cái, nhíu mày. Nói bậy, đội trưởng Câu, anh cũng không thể nghe lời nói một bên. Tên mập mạp Lưu Nguyên của tập đoàn Đông Hoa nói trước tiên. Đứng sang một bên đi, cậu là cái gì mà vào đây, ở trong này nói bậy linh tinh, không nghe tôi đang hỏi sao. Thật sự là, một chút quy củ cũng không hiểu. Đội trưởng Câu nghiêm mặt quở trách, không nể mặt mũi giám đốc Lưu của tập đoàn Đông Hoa một chút nào. Đội trưởng Câu, tôi là Lưu Nguyên của tập đoàn Đông Hoa. Lưu Nguyên không ngờ rất cố gắng để nói, dường như rất hứng thú. Tập đoàn Đông Hoa, chưa nghe nói qua. Không thể tưởng tượng được đội trưởng Câu nói vậy. Mặt Lưu Nguyên lập tức đỏ bừng, nói. Này, đội trưởng Câu, tập đoàn Đông Hoa mà anh cũng không biết. Tập đoàn Đông Hoa chúng tôi là cấp dưới của tập đoàn Hoàng Hóa. Tập đoàn Hoàng Hóa thì đội trưởng Câu đã nghe nói qua chưa? Giám đốc Lưu khẩn trương giải thích một chút. Chưa nghe nói qua. Đội trưởng Câu lắc lắc đầu, đó lại là một đòn đánh ngược trở lại. Sao lại có thể như vậy? Lưu Nguyên đỏ mặt tía tai, cảm thấy mặt mũi rất mất thể diện. Có gì mà không có khả năng, ở thành phố chúng ta có bao nhiêu tập đoàn? Gần 350. Mở một cửa hàng mà cũng gọi là tập đoàn cái gì chứ? Cậu không nghe nói qua, ở Thâm Quyến một cái thùng phi rớt xuống không cẩn thận làm bị thương 5 người, một chủ tịch hội đồng quản trị 2 giám đốc, còn lại là 2 phó giám đốc. Mà chỉ thủ đô chúng ta thôi, nói không chừng tất cả phải ngàn cái tập đoàn. Cho nên thôi, tôi chưa nhớ ra thì đã sao chứ? Đội trưởng Câu thật đúng là làm giám đốc Lưu thiếu chút nữa phát cuồng. Việc này... đương nhiên là Thiết Chiêm Hùng bày mưu tính kế. Anh ta đến đây chính là vì Hồng Diệp chống lại việc dỡ bỏ.
Cùng Hồng Diệp đối nghịch bọn người kia, anh ta đương nhiên có thể làm tổn thương họ. Đội trưởng Câu, tập đoàn Đông Hoa cũng chính là chi nhánh tập đoàn Hoàng Hóa ở quận Ngũ Mã chúng ta. Tập đoàn Đông Hoa có thể đội trưởng Câu không nghe nói qua, tập đoàn Hoàng Hóa đội trưởng Câu cũng có thể không nghe nói qua. Tuy nhiên, tập đoàn Hoàng Hóa ở Bắc Kinh gần đây xây khu chung cư, nhất đạo phong cảnh. Đội trưởng Câu có thể không nghe nói qua sao? Thật sự thịnh vượng, nhà quyền quý đều gọi nhau tậu bất động sản nhất đạo phong cảnh. Đó là tiểu khu giàu có, không phải nghe nói có vài ngôi sao ca nhạc đều mua nhà ở nhất đạo phong cảnh sao? Lúc này, đội trưởng Mã tham gia vào, đương nhiên là cổ động giám đốc Lưu. Nhất đạo phong cảnh, đội trưởng Mã, mảnh đất kia nghe nói phải 10.000 mét vuông, tiền lương của tôi, anh là bao nhiêu? Đội trưởng Câu liếc đội trưởng Mã, lạnh lùng hừ nói. Toàn bộ mỗi mét vuông cũng không vượt quá 200 đồng. Không hiểu được đội trưởng Câu đột nhiên hỏi vậy là có ý gì? Vậy không phải, anh mua được thì rất tốt sao? Đội trưởng Câu hỏi. Không mua được. Đội trưởng Mã thành thật lắc lắc đầu. Không mua được, anh còn hiểu rõ mảnh đất kia, có ý tứ gì? Xem ra, phân cục Ngũ Mã các anh không có việc gì làm có phải hay không? Nếu không, đội trưởng Mã phỏng chừng việc này có lợi nhuận có phải hay không? Đội trưởng Câu nghiêm mặt nói. Tôi chưa mua được. Đội trưởng Mã đương nhiên sẽ không thừa nhận, chính mình không bật lại sẽ là thừa nhận tham ô trước mặt quần chúng. Mua hay không mua được thì có quan hệ gì? Lúc này, một âm thanh vang dội truyền đến. Từ phía âm thanh phát ra là một khuôn mặt khá ưa nhìn, mũi cao gầy, trải đầu óng mượt, áo choàng màu đen, nửa dưới màu lục, giày da lông màu xanh. Giám đốc Lưu Nguyên của tập đoàn Đông Hoa vừa thấy, chạy chậm đến. Giờ phút này, Lưu Nguyên đột nhiên giống như thấp cổ bé họng, vẻ mặt cười nịnh ân cần thăm hỏi. Tam thiếu gia, ngài đã tới. Người đến là Hứa Tam Cường, tổng giám đốc tập đoàn Hoành Hoa. Người này có tên có chữ Tam, cho nên, mọi người đều gọi anh ta là Hứa Tam thiếu gia, gọi tắt là Tam thiếu gia. Chương 2092, để ông đây đập. Sao lại thế này, biệt thự này như thế nào lại không dỡ xuống? Thực không hiểu các cậu làm việc ra sao, một chút còn con cũng không xử lý được sao. Hứa Tam thiếu gia liếc mắt nhìn Diệp Phàm bên trong biệt thự Hồng Diệp nói. Về phần đội trưởng Mã cùng những cảnh sát này đó, Hứa Tam thiếu không nhìn trực tiếp. Này! Giám đốc Lưu liếc mắt nhìn Lý Tùng, Mã Đồng, đám người đội trưởng Câu một cái, vẻ mặt khó chịu nổi nóng nói. Tam thiếu, không hủy được đi. Thời đại này có gì Hoàng Hóa chúng ta còn không hủy được đi. Sao không hủy được biệt thự này? Hứa Tam thiếu này thật đúng là kiêu ngạo, không ngờ nói ra những lời này. Diệp Phàm âm thầm đánh giá người này, phát hiện tuy bên ngoài trẻ tuổi, nhưng, người này chắc chắn không khinh suất như vẻ mặt của cậu ta. Hơn nữa, người này kiêu ngạo hình như là do sinh ra đã giàu có, phỏng chừng, xuất thân người này là nhà quyền quý. Vừa rồi chúng tôi lựa lời khuyên bọn họ cũng không chịu rời đi, đành phải cưỡng chế dỡ bỏ. Mà không, chính là hủy đi biệt thự này, vài kẻ hung ác trong biệt thự chống cự lại. Hơn nữa còn báo cảnh sát, đội trưởng Mã dẫn theo 5 người phòng công an quận đến hỏi. Sau khi hiểu rõ ràng tình hình biết chúng ta giúp khu giải phóng mặt bằng xử lý phá hủy biệt thự, cho nên, đội trưởng Mã quyết định đem các hộ bị cưỡng chế đi tra khảo. Hơn nữa, bọn họ còn dùng bạo lực chống cự, không ngờ đánh cả người của đội trưởng Mã, còn đả thương vài cảnh sát. Đội trưởng Mã đang mang người đi thì vị phó đội trưởng đội trị an thành phố đồng chí Câu Kiến Phát cũng tới. Dám giữ không cho đem người đi tra hỏi, hơn nữa căn bản là không hỏi đen trắng xanh đỏ gì, vẫn chỉ trích tập đoàn Đông Hoa chúng ta cùng tập đoàn Hoàng Hóa. Không ngờ không biết tập đoàn Hoàng Hóa chúng ta, Tam thiếu gia, cậu nói xem buồn cười mà không cười nổi. Giám đốc Lưu giống như tìm được người nhà mẹ đẻ, giáp mặt câu đầu tiên là chỉ trích đội trưởng Câu cùng đám người nhà Hồng Diệp. Chào ngài Tam thiếu. Ra. Đội trưởng Mã tiến lên phía trước giơ tay ra bắt. Ừ. Hứa Tam thiếu vươn tay bắt tay một chút rồi rút ra. Không có chút dư thừa nào, hơn nữa, ngay cả khi bắt tay ánh mắt vẫn không rời Diệp Phàm ở trong nhà Hồng Diệp, căn bản là không muốn liếc mắt nhìn đội trưởng Mã một cái. Trong lòng đội trưởng Mã cứ việc căm tức, tuy nhiên, anh ta cũng hiểu được, ngay cả chủ tịch Tống của quận Ngũ Mã thấy người này cũng phải ra vẻ đáng thương. Chứ đừng nói một cấp đội trưởng phòng trị an nhỏ nhoi như mình. Bởi vì quận Ngũ Mã tuy nói là một khu hành chính của Bắc Kinh, nhưng,
Quận Ngũ Mã đứng vào hàng thứ hai, địa điểm phồn hoa, kinh tế phát đạt. Quận Ngũ Mã ở Bắc Kinh tương đối có danh tiếng, bởi vì là khu trực thuộc thành phố, mà Bắc Kinh là thành phố trực thuộc trung ương, cùng là đơn vị cấp tỉnh, mà Ủy ban Nhân dân quận cũng là đơn vị cấp giám đốc sở, kỳ thật cấp bậc không khác với thành phố cấp 3 lắm. Mà trưởng phòng công an quận cũng là cán bộ cấp cục trưởng, bởi vì là đồng chí Cổ Thuận kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an, cho nên, phân cục công an thành phố, đồng chí Cổ Thuận trưởng phòng công an quận Ngũ Mã vẫn là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Ai là đội trưởng Câu? Hứa Tam Thiếu lại thản nhiên hừ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Câu Kiến Phát, bởi vì, nơi này quân hàm cảnh sát của anh ta là cao nhất, Hứa Tam Thiếu thấy qua đều là nhân vật lớn, sớm biết đội trưởng Câu là người ra sao. Chỉ có điều Hứa Tam Thiếu muốn ra vẻ ta đây, cố ý không biết gì. Chính là anh ta. Giám đốc Lưu chỉ vào Câu Kiến Phát nói, người này, lúc Hứa Tam Thiếu chưa tới lo lắng không đủ sức, hiện tại giống như chó giữ thấy chủ, có chỗ dựa dũng khí lập tức lên 10 phần. Anh chính là Câu Kiến Phát. Hứa Tam Thiếu hô thẳng tên, đây là cử chỉ rất không lễ phép. Tôi là phó đội trưởng cục trị an thành phố Câu Kiến Phát, cậu là ai? Câu Kiến Phát thản nhiên hừ nói, có Thiết Chiêm Hùng, đứng sau chống đỡ, anh ta cũng không sợ quý công tử từ Bắc Kinh gì đó. Nếu không có Thiết Chiêm Hùng thì khác. Quan lớn quá nhỉ. Hứa Tam Thiếu lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Câu Kiến Phát một cái, đột nhiên, miệng hé ra, phun một miếng nước bọt trực tiếp vào mặt Câu Kiến Phát. Cậu làm gì vậy? Câu Kiến Phát trừng mắt, giận tím mặt, một vài cảnh sát đi theo xông tới bắt người. Mày chỉ là cái rắm, một chức phó trung đoàn trị an mượn bầy rắm gì? Không cần nói mày là hạng côn trùng tép siêu, ngay cả lãnh đạo cục. Thành phố chúng mày cũng không dám khoe khoang, chứ đừng nói là mày. Bố nhổ vào mặt mày, định thế nào đây? Hứa Tam Thiếu thật sự rất kiêu ngạo. Diệp Phàm nhíu mày, cảm thấy người này không phải không có tố chất, mà là quá kiêu ngạo. Bên kia, Lưu Nguyên cùng đội trưởng Mã tiến lên chặn Câu Kiến Phát cùng với vài cảnh sát. Ngang nhiên vu khống lãnh đạo thành phố, bắt đi tra hỏi cho tôi. Câu Kiến Phát cũng phát hỏa, chỉ vào Hứa Tam Thiếu hừ giọng, vài cảnh sát chen chúc đi tới. Bị người của đội trưởng Mã ngăn cản, Câu Kiến Phát lạnh người hừ giọng nói. Đội trưởng Mã, các cậu ngăn cản cục thành phố chấp pháp có phải hay không? Đội trưởng Câu, Tam Thiếu là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Hóa. Anh cứ đi hỏi thăm xem tập đoàn Hoàng Hóa là tập đoàn gì. Không cần nói với anh là tôi quản không được, ngay cả phó thị trưởng thấy chủ tịch Hoàng Hóa cũng phải khách khí. Không tin, anh đi hỏi thăm một chút. Cho nên, tôi khuyên anh nên bớt giận, cân nhắc một chút, đừng làm ầm ĩ lên nếu không thì không có cách nào xong việc. Tôi chỉ là đang giúp anh thôi. Đội trưởng Mã không ngờ thân thể cũng cường tráng lên, khiêu chiến Câu Kiến Phát, phó đội trưởng trung đoàn trị an thành phố quyền uy. Vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, đừng nói tập đoàn Hoàng Hóa gì cả, đứng lên cho tôi hỏi, ai ngăn cản cứ cưỡng chế để xử lý. Câu Kiến Phát phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, các đồng chí phân cục Ngũ Mã cùng đồng chí phân cục thành phố vật lộn nhau. Tuy nhiên, người phân cục Ngũ Mã nhiều, hơn nữa, người của giám đốc Lưu, cục thành phố chỉ có vài người, căn bản là không đủ. Mày có giỏi cứ tới đây đem bố tới cục thành phố tra khảo đi, bằng không, con mẹ Câu Kiến Phát không có gan đó. Hứa Tam Thiếu gây sự thêm, càng tỏ ra kiêu ngạo. Chỉ tay vào Câu Kiến Phát lớn tiếng kêu lên. Bắt! Câu Kiến Phát nổi cáu giọng có chút lạc đi, thật là khó kìm nổi. Kể cả không phải dựng cảnh ra, ngày hôm nay Câu Kiến Phát cũng không nhẫn được chữ nhục. Đội trưởng Câu, thật là có uy phong à. Lúc này một âm thanh truyền đến, một đám người đi vào từ phía giọng nói truyền đến, đi đầu là một thanh tra cảnh sát cấp 3. Cái mặt tròn lớn, cái bụng cũng lớn, rất có quan uy, rất có tư thế. Thư ký Cổ, ngài đã tới. Đội trưởng Mã cũng lập tức tiến lên, chào hỏi theo nghi lễ của cảnh sát. Người này chính là Cổ Thuận, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an quận Ngũ Mã. Thư ký Cổ, vị tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Hóa thật quá đáng. Chẳng những vu tội cho tôi, còn nhổ nước bọt vào mặt tôi. Hơn nữa, dùng bạo lực chống cự, mà đội trưởng Mã mang theo cảnh sát chẳng những không phối hợp với cục thành phố chúng tôi thi hành pháp luật, còn cố ý ngăn cản. Tôi muốn hỏi đội trưởng Cổ một chút. Phân cục Ngũ Mã có phải dưới sự lãnh đạo của phân cục thành phố không? Vẻ mặt Câu Kiến Phát phẫn nộ, lấy khăn tay mỏng lau mặt một chút, hừ nói.
Thật không? Cổ Thuận quét mắt nhìn mọi người một cái hử nói. Thư ký Cổ, chào ngài, tôi là Đinh Đại Thuận ở khu giải phóng mặt bằng tới xử lý. Vừa rồi đội trưởng Câu hoàn toàn nói sai. Vốn việc này là do khu giải phóng mặt bằng xử lý chấp hành công vụ. Mà nhà Hồng Diệp này bị cưỡng chế không ngờ dùng bạo lực chống lại nhân viên khu giải phóng mặt bằng làm việc. Sau đó không ngờ báo cảnh sát, đội trưởng Mã đến đây hỏi rõ tình hình. Lúc này chủ nhiệm Đinh Khu Di rời lại lên sân khấu, đương nhiên là đem lời giám đốc Lưu nói với Hứa Tam Thiếu kể lại lần nữa. Hơn nữa còn thêm mắm thêm muối một chút, vừa rồi đội trưởng Mã bị Câu Kiến Phát ép tới thảm, hiện tại Cổ Thuận tới đây, cấp bậc cao hơn Câu Kiến Phát, đương nhiên, chủ nhiệm Đinh cũng tống tiện ân tình này. Là như thế sao? Câu hỏi của Cổ Thuận từ xoang mũi truyền tới. Vâng. Đội trưởng Mã gật gật đầu, nhìn thư ký Cổ nói. Việc này, kỳ thật, không thể trách Hứa Tam Thiếu, hoàn toàn là do đội trưởng Câu gây ra. Người ta ở tập đoàn Đông Hoa đến giúp khu giải phóng mặt bằng xử lý đã là chiếu cố, bọn họ chẳng những không phối hợp còn làm mất mặt người ta, đội trưởng Câu không ngờ còn muốn bắt lãnh đạo công ty, đây là đạo lý gì đây? Chúng tôi làm cảnh sát, phải công bằng chính trực, không nên nhìn đến đồng chí cá biệt có tiền, có thể vi phạm quy định lớn như vậy. Chúng ta là cảnh sát nhân dân, phải có tâm hồn chính trực, không phải vì cá nhân ông chủ biệt thự. Hơn nữa, nếu làm họ sợ bỏ đi, khu chúng ta còn có hy vọng gì nữa? Người ta cũng không dám đến đầu tư. Đến lúc đó, trách nhiệm này không cần tôi nói, ngay cả chủ tịch quận Tống cũng không đảm đương nổi. Một lũ nói láo, vừa rồi nhận được điện của Diệp Thiên Sinh là chủ nhân của biệt thự báo án, nói là một đám người lưu manh sống tạm bợ đến đập phá biệt thự Hồng Diệp. Mà bọn họ báo án sớm. Vì sao mấy giờ trôi qua, không thấy đồng chí nào của phòng công an quận Ngũ Mã tới? Cậu dám nói các cậu không nhận được tin báo cảnh sát sao? Các cậu ở chỗ nào, mà cục thành phố không có biện pháp, đành phải tự mình xuống dưới? Nếu giải phóng mặt bằng là không hợp lý, các cậu không phải đang làm hành vi cường đạo sao, hãy để cục thành phố điều tra rồi đưa ra kết luận. Diệp Tiên Sinh nói biệt thự này có hơn 100 năm gần 200 năm lịch sử. Khi nào lại thành vi phạm quy định xây dựng? Các cậu muốn làm vụ buôn bán, vậy đừng bắt người ta làm kẻ ngốc. Gần đây tin tố cáo tập đoàn Đông Hoa không ít, gây xôn xao không nhỏ, cục thành phố chúng tôi đang muốn làm cuộc điều tra. Câu Kiến Phát vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ, công văn của Ủy ban Nhân dân này chẳng lẽ là Đinh Đại Thuận tôi giả tạo? Đội trưởng Câu, mở mắt của anh ra mà xem, văn kiện này có phải giả hay không? Hộ bị cưỡng chế chính là hộ bị cưỡng chế, nếu ở quận mỗi người cũng không theo quy hoạch xây dựng loạn lên, vậy quận Ngũ Mã không phải là cái chợ sao? Đinh Đại Thuận dũng cảm đương đầu, đưa ra công văn quơ quơ trước mặt Câu Kiến Phát. Đội trưởng Câu, việc này sẽ có phòng công an quận đến xử lý. Cục thành phố nhúng tay vào, chẳng lẽ phòng công an quận không có ai? Thư ký Cổ mặt trầm xuống, giáo huấn Câu Kiến Phát một câu, sau nói. Cổ Thuận tôi tốt xấu cũng là một thành viên đảng ủy cục công an thành phố. Tính đứng lên thôi, coi như là lãnh đạo đồng chí Câu Kiến Phát cậu. Tôi hiện tại lấy danh nghĩa ủy viên đảng ủy, yêu cầu cậu lập tức dẫn người rời khỏi đây. Bên này, sẽ có đồng chí phòng công an quận đến xử lý. Hơn nữa, tôi hy vọng cậu không cần lại không có việc gì để làm, chẳng những làm sai quy hoạch quận, làm lỡ công việc của quận. Đến lúc đó, có gì nhiễu loạn? Đồng chí Câu Kiến Phát liệu có đảm đương nổi không? Đi thôi, đừng làm ầm ĩ nữa. Cổ Thuận phất phất tay giống như đuổi ruồi bỏ. Chương 2093, quá coi thường. Lúc này, Câu Kiến Phát nhận được một cuộc điện thoại, quay đầu lại liếc mắt nhìn Cổ Thuận một cái, nói. Thư ký Cổ, nếu ông cố ý muốn đem việc này giao cho phòng công an quận xử lý, vậy hy vọng ông có thể xử lý việc này công bằng, không thiên vị. Tuy nhiên những người bị thương trong biệt thự, tôi gọi bác sĩ lại đây chăm sóc một chút. Câu Kiến Phát đương nhiên là không chịu nổi rồi, nhưng cũng không cứng rắn kháng cự lại Cổ Thuận. Tuy nhiên là kháng cự lại ý đồ của bọn họ. Cho bố đập, lập tức đập ngay. Hứa Tam Thiếu liếc mắt nhìn Câu Kiến Phát một cái, vung tay lên, la lớn. Tuy nhiên, ngay cả thư ký Cổ cũng nhíu mày xuống, phỏng chừng đúng là thấy Hứa Tam Thiếu quá kiêu ngạo cũng cảm thấy bất mãn. Và bố ở trong này mày còn kiêu ngạo như thế, rất không coi Cổ Thuận ta ra gì. Tuy nhiên, Cổ Thuận biết rõ khả năng của tập đoàn Hoàng Hóa, cho nên, cuối cùng cũng im lặng. Các anh dám,
nơi này là sở hữu tư nhân, các anh làm như vậy là hành vi cường đạo. Thư ký Cổ, tôi muốn các ông ngăn cản bọn họ, truy cứu hành vi cường đạo của đám người này, buổi sáng ngày mai ông chủ chúng tôi sẽ phản ánh tình huống này lên trên, các ông thật quá đáng. Lúc này, Lý Thành vọt lên trên, giơ tay muốn ngăn cản. Mày là cái rắm. Hứa Tam Thiếu lại nổi bão, một cước đánh vào Lý Thành, ngã ngồi trên đất. Hơn nữa, còn chỉ vào anh ta quát. Lôi hắn đứng lên, tao muốn nhóm hộ bị cưỡng chế này nhìn, sẽ để cho đôi mắt bọn họ nhìn thấy biệt thự bị đập vỡ. Theo tiếng la của Hứa Tam Thiếu, vài tên tiến lên chỗ Lý Thành, Lý Tùng muốn động thủ, lại bị người của đội trưởng Mã giữ lại. Hứa Tam Thiếu bước nhanh đến trước cửa lớn biệt thự, chỉ vào ba chữ Hồng Diệp bảo nói. Trước tiên đập vỡ tấm biển này, mấy thứ đồ chơi, cái gì Hồng Diệp bảo. Chúng mày sẽ gặp báo ứng, ông chủ chúng tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Giọng Lý Thành khàn khàn vang lên. Đập. Hứa Tam Thiếu dường như điên rồi, theo tiếng la, vài công nhân tiến lên, dọn xong cái giá, chọn cái búa lớn đập một trận loạn lên. Ba ba, vài âm thanh như tiếng ngọc vỡ truyền đến, tấm biển Diệp Phàm vừa mới đổi. Mời tọa địa lão hổ phí Thanh Sơn dùng ngón tay viết chữ Hồng Diệp bảo toàn bộ nát vụn. Tuy nhiên, khi bọn họ phá tấm biển Diệp Phàm còn thản nhiên mỉm cười. Bố chính là muốn đập biển hiệu của mày, đập bộ mặt cửa hiệu thì đã sao? Cùng bố đấu, con mẹ mày tính cái gì? Cút đi đi thôi. Hứa Tam Thiếu muốn duỗi chân đá Lý Thành. Tuy nhiên, Câu Kiến phát vẻ mặt nghiêm túc một bước đứng trước mặt Lý Tùng. Hừ nói. Giám đốc Hứa. Cậu như vậy là làm trái pháp luật, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền đánh người khác lung tung, bao gồm cả cậu. Mày tính cái cứt, cút ngay, bố hôm nay chính là người đá, đá bị thương bố có tiền bồi thường. Hứa Tam Thiếu thật đúng là không chỉ kiêu ngạo, mà là ngông cuồng. Bồi thường, cậu bồi thường được không? Lúc này một âm thanh vang dội truyền đến, mọi người quay đầu lại, phát hiện một quan quân oai hùng, trên mặt có mấy mụn nhọt, nhìn quân hàm trên vai, là một thiếu tá. Phía sau là mấy người đầy khí thế, trong tay cầm vũ khí. Đem toàn bộ người liên quan muốn phá bắt lại. Thiếu tá kia nhíu mày, giơ tay, không hỏi một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Một tiểu thiếu tá cậu hoành tráng cái gì? Không biết tao là ai sao, còn dám bắt người. Hứa Tam Thiếu liếc mắt nhìn thiếu tá kia một cái, hừ nói. Tôi mặc kệ cậu là ai, hình như cậu chính là kẻ cầm đầu những phần tử làm loạn, bắt cậu ta trước. Thiếu tá ra hiệu nói, một thượng úy mang theo vài binh lính đi lên bắt người. Các cậu dám, tôi là Hứa Tam Cường của tập đoàn Hoàng Hóa. Hứa Tam Cường hô lớn lên, kỳ thật, tình huống này có chút luống cuống. Lo lắng nên cũng yếu đi không ít, tuy nói nhà mình có của cải, cũng không sợ một tiểu thiếu tá. Chỉ sợ bị tên lỗ mãng này chộp tới đánh một chút, nỗi khổ da thịt này Hứa Tam Thiếu khó có thể chịu đựng nổi. Đến lúc đó dù có truy trách nhiệm cũng có ích rắm gì. Hứa Tam Cường là cái rắm, bắt. Thiếu tá cơ bản trong lòng vốn không có khái niệm gì về Hứa Tam Cường, có vẻ kiêu ngạo hơn cả Hứa Tam Thiếu, hừ nói. Nhóm binh lính tiếp tục tiến lên phía trước bắt người. Thư ký Cổ, sao lại có thể như vậy? Hứa Tam Cường lùi một bước, lùi đến bên cạnh Cổ Thuận. Đồng chí, xin tạm dừng chút, các cậu sao lại tới đây? Cổ Thuận vừa thấy, không có cách gì, đành phải cố gắng tiến lên ngăn cản thượng úy. Việc này, Hứa Tam Thiếu thực bị người ta đánh Cổ Thuận cũng sẽ không thoát được phải gánh trách nhiệm. Bởi vì, Cổ Thuận có thể ngồi đến vị trí ngày hôm nay, là nhờ có nhà họ Hứa giúp đỡ. Thực lực nhà họ Hứa, Cổ Thuận hiểu rất rõ. Một thiếu tá, không làm khó được nhà họ Hứa. Đương nhiên, chuyện tự dưng phải chống cự phía quân đội là điều Cổ Thuận cực không muốn làm. Việc này nếu ầm ĩ đi ra ngoài thì mũ trên đầu mình có khả năng cũng bị ảnh hưởng. Ông là ai? Thiếu tá liếc mắt nhìn Cổ Thuận một cái, phát hiện là cảnh sát giám sát cấp 3. Nhân vật như vậy phân lượng cũng không nhỏ, nên vẫn hỏi. Tôi là Cổ Thuận, bí thư đảng ủy công an khu Ngũ Mã, chúng tôi đang chấp pháp. Các cậu làm vậy là có ý gì, chưa hỏi tình hình đã bắt người. Việc này, nếu làm bừa bãi tôi sẽ báo lên lãnh đạo quân đội yêu cầu can thiệp. Vẻ mặt Cổ Thuận nghiêm túc nói, nhưng thật ra đã bình tĩnh trở lại. Tư Mã Thanh. Chúng tôi là cảnh vệ khu Bắc Kinh. Vẻ mặt Tư Mã Thanh nghiêm túc bảo thư ký Cổ, đối với lãnh đạo địa phương, Tư Mã Thanh không thể vô lễ. Là thiếu tá Tư Mã, xin chào. Cổ Thuận vươn tay ra,
cũng là bắt tay Tư Mã Thanh. Thiếu tá Tư Mã, chúng tôi đầu tiên phải hiểu rõ ràng sự việc mới quyết định xử lý có phải hay không. Mà nơi này chính là do các đồng chí phòng công an quận Ngũ Mã chúng tôi chấp pháp. Tòa biệt thự này vi phạm quy định xây dựng, theo quy hoạch của quận cần phải dỡ bỏ ngay lập tức. Huống chi, ở quận đã cho bọn họ nhiều thời gian, bọn họ là hộ bị cưỡng chế. Cho nên, không có cách nào, khu giải phóng mặt bằng không thể xử lý nên phải cưỡng chế dỡ bỏ. Việc này, không có quan hệ gì tới cảnh vệ khu. Cổ Thuận nói trắng ra, ý tứ là cậu không nên bắt chó đi cày, đừng xen vào việc của người khác. Đồng chí Cổ Thuận, ông như thế nào mà nói việc này không do cảnh vệ khu đảm nhiệm? Tư Mã Thanh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng chí Cổ Thuận. Ánh mắt sắc bén, ngay cả Cổ Thuận cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Việc này, ngành công an chúng tôi cũng không nhận được bất luận thông báo nào có liên quan đến quân sự. Cổ Thuận vẻ mặt bình tĩnh nói, kỳ thật, trong lòng lão già này đang âm thầm kêu khổ. Xem tình hình này, hình như Hồng Diệp bảo có liên quan tới cảnh vệ khu thật. Việc này, đồng chí Cổ Thuận dù đầu óc có đầy nước cũng không dám trêu chọc lãnh đạo cảnh vệ khu. Huống chi, lãnh đạo cảnh vệ khu Bắc Kinh còn là ủy viên thường vụ thành ủy Bắc Kinh, coi như là lãnh đạo của chính mình, phải đấu như thế nào cùng lãnh đạo. Ông muốn biết có phải hay không? Tư Mã Thanh đột nhiên cười thần bí. Việc này, nếu không thể nói thì không cần nói, tôi hiểu những bí mật của quốc gia. Cổ Thuận vừa thấy căng thẳng thì muốn đẩy ra. Việc này, ông ta không muốn gặp phải phiền toái gì. Đặc biệt chuyện liên quan đến quân đội, cuối cùng lấy lý do cơ mật quân sự để đẩy đi phiền toái. Vậy ông vẫn muốn mời chúng tôi rời đi, nếu thư ký Cổ cứng rắn ngăn trở cảnh vệ khu chấp pháp, vậy ra tay đi. Tư Mã Thanh cười cười, đột nhiên quay đầu đi, mặt kia trong nháy mặt lộ ra vẻ sát khí đằng đằng, hừ nói. Động thủ, đem những người muốn phá hoại bắt hết đi, không để ai thoát. Thư ký Cổ, không được để bọn họ nhúng tay vào. Giám đốc Lưu sợ tới mức mặt trắng bạch, bởi vì, Hứa Tam Thiếu bị bắt, vẫn luôn giãy giụa. Chúng mày dám bắt tao, bố đá chết mày. Hứa Tam Thiếu phát giận, một cước đá nhưng không trúng thượng úy kia. Kết quả, Tư Mã Thanh tức giận, tiến lên một bước đá vào hạ bộ của người này, lập tức, Hứa Tam Thiếu đau đến mức ngồi xổm. Cùng bố đùa giỡn à, con mẹ nó còn non lắm. Tư Mã Thanh chỉ vào Hứa Tam Thiếu hừ nói, lại nâng chân đá một cước nữa, Hứa Tam Thiếu lập tức lăn tròn trên đất, miệng đầy bùn cùng cỏ cây của Hồng Diệp bảo. Người này bị sặc bùn, giám đốc Lưu khẩn trương muốn tiến lên đỡ cậu ta. Một tiếng thét lên, đồng chí lão Lưu tự nhiên bị thượng úy kia đá như chó gặm bùn, tình trạng không khác Hứa Tam Thiếu lắm. Chỉ trích lãnh đạo quân đội, bắt toàn bộ. Tư Mã Thanh lại thêm tội danh cho Hứa Tam Thiếu, lập tức, mười mấy binh lính bắt toàn bộ đem về. Tuy nhiên, vài nhân viên khu giải phóng mặt bằng cùng công nhân tập đoàn Đông Hoa lúc trước kiêu ngạo giờ còn chưa dám động thủ. Một đám ngoan như cừu, hai tay nâng lên cao đầu hàng. Quyền cước nhóm binh lính cũng không phải trò đùa, ngay cả nhóm cảnh sát bạn hữu cũng có chút sụt rè. Tư Mã Thanh để lại bốn người giữ Hồng Diệp bảo, ba xe mang theo đám người Hứa Tam Thiếu đi rồi. Cổ Thuận nhìn nhìn thở dài, nói. Thu quân, trở về. Đội trưởng Mã mặt cũng tương đối khó chịu, hơn nữa, môi trắng bạch ra. Mà Câu Kiến phát vẻ mặt đương nhiên vui vẻ vì người khác gặp họa. Anh ta nhìn đội trưởng Mã, nói. Đội trưởng Mã, nếu lãnh đạo quân đội thực sự hỏi xuống dưới, ha ha, không hiểu cậu nên giải thích như thế nào. Đội trưởng Mã, cậu tự giải quyết cho tốt đi, đừng đợi đến lúc đó, ha ha. Câu Kiến phát cười khan vài tiếng, còn vỗ vỗ vai đội trưởng Mã. Xe cứu thương không lâu cũng tới rồi. Các anh vất vả. Diệp Phàm tự tay đỡ hai vị công thần Hồng Diệp bảo Lý Tùng và Lý Thành lên. Không vất vả, ông chủ, chúng tôi không bảo vệ tốt Hồng Diệp bảo, chúng tôi không làm tròn bổn phận, anh cắt tiền lương của chúng tôi đi. Không ngờ trong mắt Lý Tùng có lệ, anh ta cảm thấy chính mình không có lực, thật mất mặt. Yên tâm. Các anh chẳng những không mất tiền lương, tôi còn muốn thưởng thêm cho các anh. Hơn nữa, các anh bị đãi ngộ không công bằng, tôi sẽ tìm đầu đuôi gốc ngọn trở về, các anh hãy chờ xem. Bởi vì, các anh là công nhân viên chức Hồng Diệp bảo. Các anh là những người tốt. Diệp Phàm nói xong, vẻ mặt nghiêm túc lên. Tiên sinh, có muốn mời những người này đến thu thập đống lộn xộn này một chút trước hay không? Vẻ mặt Lý Thành cung kính hỏi. Kỳ thật.
năng lực Diệp Phàm bọn họ cũng xem nhẹ một chút. Chương 2094, hai anh em nhà họ Kiều đến. Đầu tiên là đội trưởng Câu cục thành phố ra trận, về sau không ngờ ngay cả quan quân cảnh vệ khu cũng dẫn người ra. Phải là người có năng lực lắm mới làm được như thế. Hứa Tam thiếu kiêu ngạo kia không phải bị đánh cho rất thảm, thanh danh tập đoàn Hoàng Hóa cũng sớm được biết, cho nên, nhóm làm việc ở Hồng Diệp Bảo rất hưng phấn, cảm thấy ông chủ như vậy rất có giá trị. Tạm thời không cần thiết, đây là chứng cớ, làm sao có thể tự mình tiêu diệt. Tôi muốn để bọn họ tự mình tới thu thập, một lần nữa sắp xếp cho Hồng Diệp Bảo của chúng ta. Diệp Phàm lạnh như băng hừ nói, Lý Thành và Lý Tùng đều cảm giác được một luồng gió lạnh qua bàn chân. Trong lòng yên lặng vì tập đoàn Hoàng Hóa mặc niệm một chút. Lúc này, Lý Thành có chút giật mình ngộ ra một phần bản chất. Phỏng chừng lúc trước ông chủ Diệp không phải sợ phiền phức mà không dám ra mặt. Mà không lộ ra ý như thế. Chính là muốn để người tập đoàn Hoàng Hóa xuống tay phá hư trước, sau sẽ xuất hiện trừng phạt bọn họ, cuối cùng, chắc chắn là bắt đền. Hai mắt quản gia Lý Thành không khỏi có chút đổi màu, nhưng thật ra hy vọng ông chủ Diệp chỉnh tập đoàn Hoàng Hóa một chút. Tuy nhiên, Hoàng Hóa rất mạnh, cường thịnh cũng khiến quản gia Lý có chút lo lắng. Tiên sinh, nghe đồn tập đoàn Hoàng Hóa cùng nhà Hứa Tứ Cửu Thành Đông có quan hệ gì? Lý quản gia không kìm được nhắc nhở Diệp Phàm. Ồ, Diệp Phàm thực không hiểu cái gì là Hứa gia Tứ Cửu Thành nhưng thật ra cũng vì cùng Tô gia va chạm mới hiểu được. Không khỏi ngạc nhiên một chút, nhìn Lý quản gia cười hỏi. So với Tô gia thì như thế nào? Tiên sinh. Bắc Kinh chúng ta lưu truyền 8 đại gia 10 tòa nhà lớn. Tô gia Tứ Cửu Thành cửa Nam là một trong 8 đại gia, từ gia Tây Môn danh tiếng cũng không nhỏ. Hứa gia cửa Đông có lẽ có quan hệ cùng Hứa Tam Thiếu, ở ven thành còn có nhà Hữu Lệ. Gần Hương Sơn có nhà họ Nhan, dưới chân Trường Thành có. Ngõ Cửu Đại cách đó không xa có nhà Tây Môn, còn Thập Đại Hoa Trạch là để chỉ nhà Xuân Trạch Hoa Mãn. Tòa nhà Hạ là nhà Hạ Tín, Thu Trạch, Đông Trạch. Lý quản gia đối với Bắc Kinh này thuộc như lòng bàn tay, thực bản lĩnh. Lý gia như thế nào đối với các anh, nhà các anh thực ra cũng không đơn giản. Diệp Phàm cười nói. Tiên sinh nói đùa, khi còn Triều Thanh nhà họ Lý chúng tôi còn được. Tuy nhiên, khi Triều Thanh sụp đổ, toàn bộ đều chuyển rời đi nước ngoài. Nhà họ Lý ở Kinh khó mà huy hoàng như ngày xưa. Lý Thành thở dài. Vậy không có gì, hưng thịnh kia cũng có thể chỉ là truyền thuyết. Thời cổ trải qua nhiều thế hệ, có triều đại nào vượt quá 500 năm? Hoàng đế đều muốn nhà mình tọa vững chắc Giang Sơn, trên thực tế, Giang Sơn thay đổi là kết quả phát triển của lịch sử. Bởi vì, thời đại đó quốc gia là sở hữu tư nhân. Không giống như xã hội hiện đại là nhân dân làm chủ. Với mọi người, nhân dân làm chủ sẽ là vĩnh viễn hưng thịnh. Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Đúng vậy. Lý quản gia gật gật đầu. Vừa định trở lại phòng, một chiếc xe quân sự dừng ở cửa chính. Tuy nhiên, bị 4 quân nhân mà Tư Mã Thanh để lại ngăn cản. Diệp Phàm, sao lại thế này, nhà chúng ta như thế nào lại thành như vậy? Kiều Viên Viên từ xe gen chui ra, đang ở trên đám cỏ cách Diệp Phàm không xa, giọng nức nở hỏi. Cũng không biết cô làm sao biết được tin này, cho nên, cùng anh hai Kiều Thanh Dương chạy tới. Vào đi! Diệp Phàm ra hiệu cho thượng úy giữ cửa kia. Thượng úy thấy Diệp Phàm đồng ý, cũng cho vào. Chiếc xe đứng trên đám cỏ, Kiều Thanh Dương cùng Kiều Thế Hào đều từ trong xe đi ra. Hai người cau mày nhìn bốn phía lộn xộn. Tôi nói Diệp Phàm này, nơi này sẽ không bị cướp đi chứ? Kiều Thế Hào hỏi. Không khác biệt lắm. Diệp Phàm gật gật đầu, mấy người đi vào đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh đều bình thường. Kiều Viên Viên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy một mạch đến phòng mình. Không lâu sau mới đi ra. Phỏng chừng là kiểm tra xem có gì bị đập không, Diệp Phàm lén cười thầm trong bụng. Ai làm? Kiều Viên Viên ngoan dịu như vậy không ngờ giống như một con cọp cái nhằm quản gia Lý Thành hô to. Biệt thự Hồng Diệp cho tới bây giờ Kiều Viên Viên coi như là nhà của chính mình, ở trong suy nghĩ của cô, phỏng chừng nơi này đã hơn hẳn đại viện nhà họ Kiều. Dù sao, nơi này mới là chỗ của Kiều Viên Viên cô, là nơi hạnh phúc của cô và Diệp Phàm. Có người đập nhà mình chẳng khác nào khiêu chiến một nữ chủ nhân quyền uy như cô, Kiều đại tiểu thư không phát hỏa mới lạ, con cừu này cũng biến thành con hổ. Phu nhân, là như vậy, 2 giờ trước. Lý Thành đầu tiên là nhìn Diệp Phàm một chút, thấy hắn hơi gật gật đầu,
cho nên, mới thực sự đem sự việc tường thuật lại lần nữa. Về việc Lý Thành hiểu chuyện, Diệp Phàm trong lòng âm thầm gật đầu. Đây mới là tố chất của quản gia, tuy nói nhà bị đập, nhưng được ông chủ Diệp Phàm đồng ý mới có thể nói. Không muốn sống sao, dám đập nhà em rể tôi, tên đó là Hứa Tam Thiếu có phải hay không, bố đây nhất định phải khiến nó mất mặt. Tam Thiếu cái rắm, bố muốn cho nó biến thành tam trùng. Chơi không được nó sẽ làm con rùa. Kiều Thanh Dương kỳ thật không giống phong cách Kiều Viễn Sơn, thật ra theo phong cách quân nhân của Kiều Hoành Sơn. Mở mồm liền mắng mỏ. Hơn nữa, Kiều Thanh Dương có thể xưng là thái tử đảng chân chính ở Bắc Kinh. Bạn bè của anh ta đều là người có uy tín hoặc con nhà giàu ở Bắc Kinh. Được rồi, việc này vẫn nên nghe ý kiến của Diệp Phàm trước. Tiểu tử cậu vạn lần đừng phiền não, lòng tốt làm xấu chuyện đi. Kiều Thế Hào quay đầu nhìn nhìn em họ Kiều Thanh Dương, rồi quát lên. Kiều Thanh Dương thật sự như là người hầu Kiều Thế Hào, cho nên, cũng tương đối sợ người anh họ này. Bởi vì, quyền đứng đầu là anh ta, ngay cả quân chức quân hàm cũng không so được. Kiều Thế Hào so với Kiều Thanh Dương chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng anh ta đường đường là sư đoàn trưởng Hồng Kiếm. Là sư đoàn mới hợp thành, tiền đồ vô lượng, lăn lộn thêm vài năm rất có thể trên vai sẽ thêm 2 gạch 4 sao, từ một đại tá thành một Nguyệt Nga, một thiếu tướng. Đây đương nhiên là giấc mộng của Kiều Thanh Dương, tuy nhiên, Kiều Thanh Dương tạm thời còn cách mục tiêu này tương đối xa. Dù sao, tướng quân không phải mỗi quân nhân muốn lên đều có thể lên. Mặc dù là có hậu phương, cũng phải xem bản thân mình có khả năng làm tướng quân hay không. Diệp ca, anh nói xem như thế nào? Kiều Thanh Dương quay đầu hỏi Diệp Phàm. Vốn Kiều Thanh Dương so với Kiều Viên Viên thì lớn hơn, anh ta nên gọi Diệp Phàm là em rể mới đúng. Tuy nhiên, Diệp Phàm quyền đứng đầu, Kiều Thanh Dương không thể không chịu thua. Chỉ có thể can tâm làm tiểu đệ gọi Diệp ca. Vài lần ở nhà họ Kiều gọi Diệp ca liền bị anh trai Kiều Báo Quốc châm chọc và cha mẹ trách mắng. Tuy nhiên, Kiều Thanh Dương vẫn kiên trì theo cách gọi của chính mình. Kiều Viễn Sơn nghe qua vài lần cũng thành quen. Đây là cách của thanh niên thời hiện đại. Anh phải chỉnh Hứa Tam Thiếu, chỉ e tạm thời chưa có cách. Diệp Phàm cười cười. Như thế nào nữa, tiểu tử kia chạy nữa sao? Vẻ mặt Kiều Thanh Dương phẫn nộ. Không phải, cậu ta đã bị cảnh vệ khu đưa đi. Phỏng chừng nhất thời chưa thể về được, tuy nhiên, cậu cũng đừng lỗ mãng, chạy đến cảnh vệ khu làm ầm ĩ. Phải chừng chỉ cậu ta, tôi tự có cân nhắc, vừa rồi Lý quản gia không nói với cậu, đó là tôi bày mưu kế. Chỉ sợ tiểu tử cậu đi gây sự. Diệp Phàm trên mặt tuy mỉm cười, nhưng mọi người ở đại sảnh đều cảm giác được một luồng gió lạnh. Hừ, không thể để cậu ta thoải mái như vậy. Kiều Viên Viên ngồi một bên đột nhiên hừ một tiếng. Yên tâm Viên Viên đừng nóng vội, em không thấy à, nếu không bày mưu đặt kế, Hồng Diệp bảo sao lại bị đập như vậy. Không cần nói bọn họ có mấy chục người, ngay cả trăm người, có ý nghĩa gì. Diệp Phàm nói đến đây, sắc mặt thay đổi, khí phách tăng lên nhiều. Kiều Thế Hào cùng Kiều Thanh Dương, Kiều Viên Viên đều hiểu được quyền đứng đầu thuộc về Diệp Phàm, nhưng thật ra cũng đều biết. Chỉ có điều Lý quản gia rất nghi hoặc khó hiểu. Cuối cùng phỏng chừng là ông chủ Diệp Phàm kêu cảnh vệ khu lại đây xử lý việc. Vậy anh không biết xấu hổ còn nói, biệt thự Hồng Diệp bị đập thành dạng bi thảm như thế này, thể diện Diệp Phàm mất hết. Em chính là không hài lòng, anh nhanh chuẩn bị cho tốt, nhà chúng ta cũng vậy. Kiều Viên Viên bất mãn liếc trắng Diệp Phàm một cái, nói một câu. Ha ha, mỗi người đều có diệu kế, sẽ trả lại em một Hồng Diệp hấp dẫn hơn, đến lúc đó. Diệp phu nhân ở đây sẽ nở mày nở mặt. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười 2 tiếng. Anh Phàm, có đẹp hay không thật ra với em không có nghĩa gì, mấu chốt ở thoải mái là được. Với chức vị của anh, vị trí của anh quyết định chúng ta phải khiêm tốn. Một lãnh đạo địa vị cao có tòa nhà lớn như vậy, ai cũng sẽ hoài nghi. Tuy những cái này đều là dựa vào chính năng lực của mình. Nhưng tiếng đồn mà nói, đầu tiên là anh đã để lại ấn tượng là một quan tham bất lương. Cho nên, ở nhà, em cần đầu tiên chính là thoải mái. Để chính mình vừa lòng là được, cũng không cần chỗ xa hoa diễm lệ. Lời nói Kiều Viên Viên rất chân thành, Diệp Phàm hiểu được, cô cũng không phải chỉ nói cho dễ nghe. Bởi vì Kiều Viên Viên là đại tiểu thư nhà họ Kiều, cũng được rất nhiều đàn ông để ý. Tuy nhiên, cô cho tới giờ luôn khiêm tốn, ở Bắc Kinh phỏng chừng một vài người biết đến 3 chữ Kiều Viên Viên.
em xem anh lúc nào thì lên giọng quá. Diệp Phàm cười ha hả nói. Tuy nhiên, cũng đưa ánh mắt khinh miệt liếc Kiều Thanh Dương và Kiều Thế Hào. Trong lòng nghĩ còn không phải là lên giọng, nhỏ tuổi nhất mà thấy mọi người gọi là Diệp ca, có thói quen làm lão đại. Diệp Phàm, tôi thấy biệt thự Hồng Diệp này còn kém một nơi hoạt động chân tay rất nhiều. Tuy nói biệt thự rất lớn, nhưng nơi luyện quyền rất chói mắt. Những người như chúng ta, mỗi ngày có phải đều phải luyện chút quyền cước phải không? Kiều Thế Hào nói, bánh mì là có, phụ nữ cũng có, luyện quyền cũng có. Diệp Phàm làm điệu nói, lại đưa Kiều Viên Viên một viên long não. Thấy không có gì trở ngại, mà Diệp Phàm lại không cho hai người nhúng tay, hai anh em nhà họ Kiều cũng liền lái xe đi rồi. Chúng ta đi ngủ đi Kiều Đại Công Chúa. Diệp Phàm cười một tiếng giơ tay ôm lấy tiểu mỹ nhân. Ồ, Diệp Phàm, khi nào anh lại nghĩ tới cuộc sống đế vương? Còn đi ngủ, có cần kêu vài phi tử làm bạn không? Có chuyện tốt này đương nhiên cũng tốt. Diệp Phàm nói thầm trong miệng một câu. Sau khi tiến cung, động tác Kiều Viên Viên cũng quen thuộc, về mặt cuộc sống hạnh phúc khi phối hợp với người nào đó ngày càng hài hòa. Hơn nữa, Kiều đại tiểu thư tốt xấu cũng có tam đẳng thân thủ. Sự mềm dẻo của thân thể phụ nữ bình thường không thể bằng được. Giờ phút này, cô đang chơi cùng Diệp Phàm trò chơi hoạt động cao, cả người thành hai nửa, mà Diệp Phàm trên không trung điều một dây thừng, một bàn tay lôi kéo cao thấp phập phồng. Súng bắn trúng mục tiêu. Chương 2095, sự châm chọc của cung Khai Hà. Tiếng kêu thỏa mãn của Kiều đại tiểu thư xem ra còn lợi hại hơn cả tiếng sấm giữa ban ngày. Có khi lại âm ỉ kéo dài, ngân vang trong căn phòng ngủ cách âm rất lâu, hoàn toàn ăn khớp theo Diệp Phàm sướng vang một khúc ca hạnh phúc và hoan lạc. Thật lâu sau, tiếng thở dốc dần dần biến mất, tiếp sau đó là tiếng nước ào ào xối xả như thác lũ, hai cái túi da người nằm vật ra giường. Công phu tăng tiến không ít đó, ha ha. Diệp Phàm đắc ý vần vũ với cặp tuyết lê cỡ trung của Kiều đại tiểu thư, đôi mắt đáng khinh kia dù đãng một hồi mới thôi, cảm giác hạnh phúc vẫn còn chưa dứt. Kiều Viên Viên em chưa từng thấy sướng thế này. Không thể ngờ được Kiều đại tiểu thư mặt đỏ ửng lại dám nói ra những lời này. Diệp Phàm lập tức ngây người, nhìn chằm chằm Kiều Viên Viên mà không nói nên lời. Nhìn cái gì vậy, là nói với anh chứ không phải nói với người khác. Kiều đại tiểu thư liếc trắng một cái hừ nói. À, cả hai tương đối thỏa mãn, cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này điện thoại bỗng vang lên rất đúng lúc, từ trên chiếc tủ đầu giường theo phong cách đồ cổ có chạm hình hỏa thần kiểu châu Âu, Diệp Phàm cầm lấy điện thoại xoa xoa bấm bấm một chút, ha không khỏi tự nhủ thầm. Lão cung thích giải quyết gì bây giờ vậy ta, đêm khuya khoát còn không để người ta yên tĩnh. May là bây giờ mới gọi đến. Nếu sớm một chút không phải hại người khác mất hứng rồi sao? Người ta có việc gấp mới gọi điện cho anh, tướng quân cung không phải kẻ thối tha. Mau trả lời đi, anh cứ rông dài mãi. Đoạn Kiều Viên Viên bảo tiếp. Em lấy cho anh chén trà sâm nhé. Vẫn là loại 50 năm hả? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Đâu ra chứ? Kiều Viên Viên đáp lời rồi kéo lê chiếc váy dài đi xuống dưới lầu. Anh cung, đã trễ thế này có chỉ thị gì sao? Diệp Phàm trả lời điện thoại, thuận miệng hỏi. Chỉ thị nào, không có. Cung Khai Hà đáp. Vậy tôi gác máy đây. Diệp Phàm cố ý nói thẳng. Từ từ. Cung Khai Hà hừ một tiếng, mỉm cười một tiếng rồi mới chịu nói. Thế nào, cậu Tư Mã Thanh kia không tồi chứ? Không tồi, là ý gì? Diệp Phàm thực không hiểu rõ lắm tính toán của lão cung nên hỏi lại. Cậu xem. Tiểu Tư Mã người ta rất có tinh thần trượng nghĩa. Lúc ấy nghe nói nhà cậu bị đập, nghe nói là bị cưỡng chế phá dỡ. Lúc đó lập tức đã dẫn người tới Sầm có phải giải quyết hay không? Yên tâm, có cậu ta ra quân, tên tam thiếu kia chịu không nổi đâu. Vâng, có tinh thần trượng nghĩa. Tuy nhiên, ý của anh là gì? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trực giác cho Diệp Phàm biết trong lời nói của lão cung có chút kỳ lạ. Ha ha, cậu lại nữa rồi, Cung Khai Hà tôi làm việc gì cũng đều phải có mục đích sao? Đồng chí Diệp Phàm, cậu nghĩ? Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Không đúng vậy sao? Diệp Phàm không tin lời lão già này. Cung Khai Hà không có việc thì sẽ không tìm tới hắn, câu không việc không trèo lên Tam Bảo Điện áp dụng rất đúng với những người bận rộn như ông ta. Cậu xem, cậu bảo Bộ Quốc phòng nghiên cứu bảng hiệu thì tôi đã lập tức cho đi làm.
mà đồng chí bên Bộ Quốc phòng tôi cũng đã phái tới. Cậu Tư Mã kia không tồi, là người chính nghĩa, hơn nữa, cậu thấy không, ra tay quyết đoán. Nghe nói thực lực Hứa Tam thiếu rất đáng gờm, vậy mà Tư Mã người ta cũng dám ra tay. Thanh niên như vậy là hạt giống tốt, có phải nên bồi dưỡng một chút hay không? Cung Khai Hà rốt cuộc đã lòi ra cái đuôi. Vậy phải cảm ơn anh, Cung tướng quân, tuy Tư Mã đích xác là không tồi. Chỉ có điều, về bồi dưỡng, đó là chuyện bên quân đội các anh. Nghe nói người ta nhận chức ở cảnh vệ khu, muốn đề bạt thêm trọng trách, Diệp Phàm tôi không có năng lực này. Dù sao cũng không thể bảo tôi là chủ nhiệm phòng đốc tra mà lại đi cho anh ta cái mũ quan bên quân đội có phải hay không. Diệp Phàm cùng lão Cung đùa vui. Cậu còn chưa nhìn ra sao? Cung Khai Hà đột nhiên trở lên vô cùng kinh ngạc. Giả bộ, lão già ông chỉ giả bộ thôi, Diệp Phàm trong đầu khách sáo một câu, miệng cũng vô cùng nghi hoặc hỏi. Nhìn ra cái gì, quái nhỉ, Tư Mã Thanh chỉ là một thiếu tá quan quân bình thường, chẳng lẽ anh ta không phải là thiếu tá mà là thiếu tướng, điều này, hình như không có khả năng. Chẳng lẽ anh ta có gia thế không tầm thường, là người nào đó đứng phía sau? Tiểu tử, cậu định lòe tôi sao? Cung Khai Hà có chút tức giận, khẩu khí nặng thêm không ít. Tôi nào dám, anh còn không lấy mất cái mũ quan của tôi hay sao? Diệp Phàm đáp, giọng điệu rất bình tĩnh. Tiểu tử cậu, thật sự là quá đáng. Cung Khai Hà thiếu chút nữa bị nghẹn, ngẫm nghĩ một chút nói. Cậu xem, đồng chí Diệp Phàm, Tư Mã Thanh ra tay có phải rất có lực hay không? Hơn nữa, chiêu thức thật sự trầm ổn không đắn đo. Là một đồng chí có bản lĩnh cao. Việc này, tôi không thấy. Lúc ấy mắt tôi chỉ thấy biển hiệu Hồng Diệp của tôi bị Hứa Tam thiếu đập ra từng mảnh, tôi nào có rảnh để đi xem quyền cước công phu gì. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, cuối cùng cũng đã rõ, đồng chí Cung đơn giản là muốn kêu hắn bồi dưỡng miễn phí một cao thủ. Việc khổ sai này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sớm biết thế thì Tư Mã không nên tới, để người ta đập bén biệt thự của cậu đi cho thỏa đáng. Cung Khai Hà tức giận hừ nói. Vậy không được tốt đâu, tôi có nhà mới nào mà ở đâu. Diệp Phàm nói, trong lòng nghĩ muốn tức chết lão già này. Cả ngày không có việc gì chỉ nhìn chằm chằm viên thuốc cửu long trong túi. Hắn. Được rồi, trở lại chuyện chính. Đồng chí Diệp Phàm, mặc kệ nói như thế nào, Tư Mã Thanh có thể vì biệt thự Hồng Diệp các cậu dốc ra rất nhiều sức lực có phải hay không? Cung Khai Hà hỏi. Vâng, là có chút công sức. Tuy nhiên, tôi không gọi anh ta tới. Hơn nữa, anh ta hình như còn làm rối kế hoạch gốc của tôi ra. Vậy người ta đến giúp cậu ngược lại là phí công bắt chó đi cày sao? Cung Khai Hà hừ giọng nói. Có thể nói vậy. Diệp Phàm nói thẳng không hối hận. Cậu nói ra được câu đó cơ à? Cung Khai Hà gắt hỏi. Rất đơn giản, tôi chính là hy vọng Hứa Tam thiếu xuống tay độc hơn chút, tốt nhất là đập nát nhà tôi ra. Tôi đang muốn một tòa nhà hoàn toàn mới kết hợp cổ điển và hiện đại tạo thành một khối biệt thự. Biệt thự này chính xác thì cũng đã lâu rồi, dùng cũng có chút không thoải mái. Thật nực cười thay, tay Tư Mã kia vừa đến, hết thảy kế hoạch đều bị anh ta hủy mất. Hơn nữa, ngay cả tấm biển tôi mời sư bá họ Phí viết cũng bị đập vỡ. Trong phòng cũng không đập đến cái gì cả. Này, tôi rất thảm có phải hay không? Cửa hiệu bị đập, bên trong lại không đập, việc này, có thể lấy được bao nhiêu tiền bồi thường? Diệp Phàm tỏ vẻ không nghĩ đến liêm sỉ. Lão Cung thiếu chút nữa là phát điên lên, tuy nhiên, rốt cuộc lão ta cũng không nổi nóng mà ngầm cân nhắc lợi hại, rồi hỏi. Đó là do Phí Thanh Sơn đích thân viết. Đúng vậy, dạo trước tôi lấy thứ gỗ tốt nhất đến nhờ Phí sư bá, mất rất nhiều công sức mới làm xong. Phải biết rằng, sư bá tôi cho tới bây giờ là người khiêm tốn, muốn cầu được ông vẽ một bản đẹp còn khó hơn lên trời. Huống chi đây là viết chữ, này có thể gọi là báu vật. Cái này quý lắm, vậy mà đã bị Hứa Tam thiếu làm hỏng rồi. Đã hủy thì hủy hoàn toàn có phải hay không? Đằng này, bên trong còn chưa kịp hủy đã bị tay tiểu Tư Mã kia phá hỏng. Nửa vời như vậy quả thực là khó chịu. Diệp Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đã hiểu. Cung Khai Hà ha hả cười gượng một tiếng. Anh hiểu cái gì? Diệp Phàm hỏi. Cậu rất quỷ quyệt, rõ ràng biết là khó mà vẫn mời được Phí Thanh Sơn viết chữ, vì sao thời khắc mấu chốt không ra tay bảo vệ. Không cần nói tôi cũng biết, cậu là cao thủ cửu đẳng, Hứa Tam thiếu mang theo một đám người còn con mà sợ hãi sao? Cung Khai Hà châm chọc.
Đương nhiên là không, ở trước mặt tôi, giống như con kiến. Diệp Phàm lại vênh mặt lên. Vậy là đúng rồi, điều đó cho thấy, bút tích phí Thanh Sơn là cậu cố ý để Hứa Tam Thiếu đập. Đến lúc đó, cậu đòi một bản như vậy, ha ha, Hứa Tam Thiếu có thể thật sự phiền não. Bút tích giống như cao thủ phí Thanh Sơn, có mấy người có thể viết ra. Nội kình hóa chỉ, viết nên bốn chữ biệt thự Hồng Diệp, khí phách biết bao. Giờ thì tôi đã hiểu được đồng chí Tiểu Diệp xảo trá ra sao. Thì ra là thế, thật không thể ngờ, đồng chí Tiểu Diệp học được chiêu này từ khi nào vậy? Khâm phục, cung mỗ khâm phục không ngừng đó. Cung Khai Hà nói. Ha ha, tôi lấy lại cái tôi nên lấy, như thế nào gọi là xảo trá? Có bản lĩnh cứ bảo Hứa Tam Thiếu đi cầu phí Thanh Sơn là được. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Việc này tôi mặc kệ, tuy nhiên thôi, việc này khẳng định cậu không tiện ra mặt. Chỉ bằng, có khi nào cần Tư Mã làm giúp không? Người thì hiện tại đang ở trong tay cảnh vệ khu, tuy nhiên, Tư Mã Thanh chỉ là một thiếu tá tham mưu, có thể chống lại được tập đoàn hoàng hóa của Hứa Tam Thiếu, bóc trần các mối quan hệ hay không vẫn còn là điều khó nói. Thể diện tập đoàn hoàng hóa không nhỏ, họ nói lãnh đạo cảnh vệ khu ra mặt một chút, lãnh đạo lại đi gõ mặt Tư Mã Thanh một chút, chuyện đó là hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó, Tư Mã liệu còn không chịu thả người. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm thực sự chính mình xắn tay áo ra trận. Lúc đó sẽ có thể náo nhiệt lắm đây, chủ nhiệm phòng đốc tra trung ương có được một tòa biệt thự cổ xa xỉ cao cấp, điều đó không để lại vết hằn trong suy nghĩ của mọi người sao. Đến lúc đó, phòng trưng, tổ chức kiểm tra kỷ luật quốc gia cũng đến góp vui. Đồng chí Diệp Phàm cậu cũng hiểu được mà. Đúng rồi, còn có nhóm đối thủ của cậu, khẳng định lợi dụng thời cơ xuống tay, đen cũng nói thành trắng. Tuy cuối cùng cậu cũng không việc gì, nhưng quá trình này, cũng làm cậu tương đối khó chịu. Hơn nữa, cậu mỗi ngày không thể tránh được có người đến làm phiền, cậu còn là tiêu điểm của giới truyền thông, chẳng phải là một bản nhạc vui sao. Cung Khai Hà không ngờ lại vui trước viễn cảnh người khác gặp họa. Lão Cung, không nên vui vẻ như vậy khi người khác gặp họa. Diệp Phàm có chút buồn bực, đổi giọng nói. Có lẽ khi điều tra ra, người ta sẽ biết được thân phận của tôi, vậy lãnh đạo cảnh vệ khu không chẳng lẽ không suy xét đến tôi là chủ nhiệm phòng đốc tra một chút. Mà nhà họ Hứa cũng không sợ hãi sao. Cho nên, bọn họ vừa nghe, có lẽ sẽ đi bồi thường cho tôi trước, căn bản không cần tôi ra mặt. Hơn nữa, thể chế bên trong ai mà không hiểu được. Chức vị của tôi vẫn còn tỏa sáng được. Sáng cái rắm, cậu còn thật sự nghĩ mình là cái sừng khó lay chuyển có phải hay không? Chủ nhiệm phòng đốc tra là cái gì? Về tập đoàn hoàng hóa tôi vừa bảo người điều tra qua, nghe nói có quan hệ chặt chẽ với nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa là gia tộc dạng gì, đó là gia tộc cùng cấp với nhà họ Tô. Hơn nữa, người nhà họ Tô chú trọng phát triển kinh doanh. Ở trong khối quan trường cũng không có bao nhiêu người trực tiếp quản lý. Đương nhiên, bọn họ có tiền, mạng lưới quan hệ cũng không nông. Tuy nhiên, thông qua thủ đoạn khác mở rộng mạng lưới quan hệ không giống với quan hệ do chính mình bồi dưỡng từ con cháu gia tộc đi ra. Cung Khai Hà không ngờ nói lời thô tục, rồi tạm dừng một chút. Chương 2096, trọng trách mới cho tổ A. Mà nhà họ Hứa lại khác một chút, con cháu nhà họ không ít người làm quan. Tiền bạc lại dư giả khác gì cá gặp nước, làm đến quan to cũng có vài kẻ. Đến lúc đó mà đọ sức với chủ nhiệm phòng đốc tra là anh thì đúng là khó nói mèo nào cắn mỉu nào. Thêm nữa, chức phụ tổ phó tổ A của anh đúng là lợi hại, chỗ này thì được nhưng bi một nỗi cái lợi hại ấy lại không phát huy tác dụng. Cầm chắc nhất là cái vị trí phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch. Nhà họ Hứa ắt phải gắng sức mà chung vai đấu cật với anh, người ta chắc chắn không dám loại trừ anh đâu. Nếu đến vị trí đó anh cũng ngồi không chắc, đối thủ lại được lên thì đồng chí Diệp Phàm ạ, anh sẽ phải đau đầu đấy. Cung Khai Hà nói, lời lẽ ngày càng sắc bén. Tô gia thì thế nào, ở trong tay tôi vẫn không bị lật như thế. Còn về nhà họ Hứa, nếu Hứa Tam Cường thực có quan hệ với họ thì Diệp Phàm tôi đành phải chờ đợi để mà tuyệt giao thôi. Đời người mà, tranh đấu với ông trời vốn đã là vô cùng thú vị, người với người tranh đấu lại càng thú vị hơn. Cuộc sống không có đấu tranh khác nào cái ao tù. Sống an phận thủ thường như vậy thì thú vị gì? Tuyệt đối đó không phải là thứ Diệp Phàm tôi theo đuổi. Diệp Phàm đáp lại bằng giọng điệu đầy tính chiến đấu. Anh thật khéo ăn nói quá. Thôi không nói nữa, tôi thấy chuyện này cũng rắc rối. Tuy nhiên việc của Tư Mã Thanh,
anh xử lý như vậy là ổn rồi, coi như là được người thứ tư rồi. Anh thử nghĩ mà xem, nếu anh muốn đấu với nhà họ Hứa, Tư Mã Thanh chắc chắn là một trợ thủ đắc lực. Tất nhiên hiện nay Tư Mã Thanh vẫn chỉ là lọt vào tầm ngắm của chúng ta thôi chứ chúng ta tạm thời vẫn chưa tiếp xúc với anh ta. Mà anh làm tổ phó phó tổ A thì cũng phải gánh vác trách nhiệm trấn hưng tổ A, chiêu mộ thêm nhân tài về. Đó là việc mà mỗi cán bộ tổ chức nên làm. Nhớ lại lão Nghiêm. Nhắc đến tổ phó cũ của tổ A Nghiêm Thế Kiệt, giọng Cung Khai Hà như khàn đi. Tổ A không bao giờ thất bại, đó là những lời nói cuối cùng của lão Nghiêm. Anh cứ yên tâm, nếu Tư Mã Thanh thực sự có năng lực, tôi sẽ lưu tâm đến cậu ta, giọng nói Diệp Phàm cũng có chút trầm ngâm. Nghiêm Thế Kiệt đã hy sinh trong khi yểm trợ mình rút lui. Diệp Phàm không phải là kẻ vô tình, ngược lại hắn rất xem trọng tình cảm. Nói như Kiều Viễn Sơn thì việc xem trọng tình cảm ấy chính là gông cùm cho chính hắn trên quan trường, có điều hắn không để tâm lại càng không trốn tránh sự thực ấy. Cung Khai Hà tốn không ít nước bọt mà vẫn không thuyết phục được Diệp Phàm, vậy mà cái tên vẻn vẹn ba chữ Nghiêm Thế Kiệt lại khiến hắn vô cùng cảm động, dễ dàng đồng ý chuyện bồi dưỡng thêm cho Tư Mã Thanh. Có điều Tư Mã Thanh đã sớm lọt vào tầm ngắm của các ông, vậy các ông hãy kể chi tiết về cậu ta, thêm nữa các ông có dự định gì cũng phải nói rõ. Như thế tôi mới biết cách mà bồi dưỡng có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi đã thử anh ta bằng nhiều cách, tất nhiên những cách đó đều rất bí mật. Về việc biết đến Tư Mã Thanh thì có lẽ phải kể cho anh nghe câu chuyện của cậu ta. Cậu ta mang họ Kép, ở nước mình đa số là họ đơn, họ Kép phí như Tư Mã, Nam Cung tuy là có nhưng hiếm lắm. Những họ ấy thời xưa khá nổi tiếng nhưng bây giờ mất gần hết rồi. Cung Khai Hà bắt đầu kể. Tôi cũng có hứng thú với vấn đề tên họ này, nghe nói họ Tư Mã xuất phát từ tên một chức quan thời xưa. Biên niên sử, các gia tộc lấy họ theo quan viết, sau đời Lê, Đường Ngu Hạ Thương thay nhau trị vì thiên hạ. Khi nhà Chu xưng đế, hậu duệ là Trình Bá gọi là Tư Mã vì có công đánh bại Từ Phương, nên tên được coi như một họ quan tộc, gọi thành họ Tư Mã. Sau con cháu họ này ở nước Vệ hoặc nước Triệu, nước Tần. Tương truyền Hoàng đế Thiếu Ngô bắt đầu khai lập chức Tư Mã nhằm quản lý chính trị và quân sự. Đến thời nhà Chu thì gọi là Hạ Quan Đại Tư Mã. Khi nhà Chu xưng đế, hậu duệ của Hoàng đế chuyên húc là Trình Bá nhậm chức Tư Mã, vì có đại công đánh bại Từ Nhung hay còn gọi là Từ Phương, Từ Di ở vùng Hạ Lưu Sông nên được ban thưởng họ Tư Mã. Họ Tư Mã tuy không được liệt vào danh sách các họ lớn nhưng ở nước mình cũng được coi là một họ Kép nổi tiếng. Con cháu họ này có lắm bậc hiền tài. Ví như cha con nhà sử học nổi tiếng thời Tây Hán, Tư Mã Đàm, Tư Mã Thiên. Đặc biệt là Tư Mã Thiên đã hoàn thành sử ký bộ sách sử ghi lại các tương truyền đầu tiên của nước ta trong ngục. Bộ sách này được mệnh danh là một khúc ca tuyệt vời của sử gia. Bởi vậy những gia tộc họ Kép bình thường nếu có con cháu có tài thì ắt sẽ có bề thế. Chúng ta quan tâm đến họ Tư Mã này bởi vì Tư Mã Thanh dù gì cũng có thực lực võ nghệ tam đẳng. Một khi vượt qua tứ đẳng là đã có thể tiếp nhận vào tổ A được rồi. Mặt khác cậu ta cũng còn rất trẻ, 27 tuổi đã đeo hàm thiếu tá, điều này chắc chắn có liên quan đến những biểu hiện vượt trội của cậu ta. Có lẽ các vị lãnh đạo khu cảnh vệ cũng đã chú ý đến năng lực của cậu ta ở phương diện này nên nhanh chóng cất nhắc cậu ta, cũng coi như là đặc biệt đề bạt mà thôi. Huống chi võ nghệ của cậu ta từ đâu mà có, chúng tôi cũng đã điều tra hết rồi, gia thế hết sức bình thường. Cậu ta là con một gia đình nông dân bình thường ở thôn Ngưu Pha huyện Long Tháp thuộc tỉnh Tấn Lĩnh. Tám đời nhà cậu ta tôi cũng đã điều tra qua, đều xuất thân nông dân. Thực sự Cung Khai Hà đã tốn không ít công sức trong việc này. Vậy võ nghệ từ đâu mà có, cậu ta nói thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi đã cho nhân viên thẩm tra quân đội hỏi qua cậu ta nói từ thuở bé nhặt được một quyển sách nên tự luyện theo. Tất nhiên là cậu ta cũng đã đưa quyển sách đó ra. Tên nó là Chiêu Quyền Thông Ngưu. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu qua, trong quyển sách có phương pháp luyện đến tam đẳng. Cung Khai Hà trả lời. Quyền Chiêu Quyền đó có đặc điểm gì? Diệp Phàm bắt đầu có chút hứng thú. Theo quyển sách nói, thì quyền lấy sức nặng làm chủ yếu, khi đạt đỉnh cao tuyệt đối thì một quyền cũng có thể dễ dàng hạ gục một con trâu có trọng lượng vài tạ. Về loại lực này tôi cũng đã từng ước lượng, nếu lực mạnh không trên 5-6 tạ thì không thể đánh chết một con trâu vật được. Hơn nữa một con trâu to như thế lại càng không dễ bị hạ gục. Lực 5-6 tạ đã thuộc vào phạm vi của một cao thủ ngũ đẳng rồi.
Điều đó cho thấy chiêu quyền thông ngưu nếu như luyện đến mức cao nhất có thể trở thành cao thủ ngũ đẳng. Chỉ có điều, Tư Mã Thanh hiện nay chỉ mới luyện tới tam đẳng, nghe nói cuốn chiêu quyền thông ngưu này trước giai đoạn trước tăng tốc khá nhanh, giai đoạn sau độ khó sẽ tăng dần. Tư Mã Thanh từ khi 6 tuổi mới biết được vài chữ đã bắt đầu luyện môn quyền này, đến bây giờ cũng đã luyện được gần 20 năm rồi. Hơn nữa, 5 năm trước cậu ta đã luyện được tam đẳng, có điều khổ công luyện tập mãi mà vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng tứ đẳng. Bản thân cậu ta cũng rất phiền não về chuyện này. Chúng tôi đã thử qua lực của cậu ấy, một quyền của cậu ta có lực hơn 200 tạ. Cung Khai Hà nói, điều này có lẽ là bởi vì bản thân cậu ta vốn là con nhà nông, vì chúng ta cầu chiêu hiền tài lại nhất định phải đặt sự vẻ vang của gia tộc Tư Mã trong lịch sử lên người cậu ta, mới có thể xuất hiện hiện tượng kỳ tích như vậy. Tuy nhiên cậu ta có thể dựa vào thực lực bản thân và một quyển sách mà luyện đến tam đẳng thì chứng tỏ cậu ta cũng rất thông minh, có ý chí kiên cường, dám chịu khổ. Nỗi khổ của việc luyện công không phải người bình thường có thể chịu được, huống hồ cậu ta không có người chỉ dạy, tự mình luyện tập từ cấp độ ấy. Chỉ riêng điều này cũng có thể thấy cậu ta thực sự là một nhân tài, các ông để mắt đến cậu ta cũng đúng. Diệp Phàm nói. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nếu không thì đã không quan tâm đến sự tiến bộ của cậu ta như vậy. Chúng tôi còn cử một cao thủ khác cố tình tiếp cận cậu ta để giải thích thêm cho cậu ta những phương pháp, đường quyền hoặc cách vận nội công mà cậu ta không hiểu. Có điều vượt qua được ngưỡng này thực sự rất khó, hầu như không có hy vọng, thế nên tôi mới nghĩ đến việc nhờ cậy anh. Bây giờ viên thuốc của anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Đồng chí Diệp Phàm ạ. Một viên thuốc của anh có thể giải quyết được mối phiền não suốt 5 năm của Tư Mã Thanh, lại bồi dưỡng được cho tổ A một đội viên đã đạt đến tứ đẳng. Anh là đội phó, anh rõ hơn ai hết tình cảnh khó khăn của tổ A. Dù cố gắng bằng mọi cách và đã chiêu mộ thêm được 5 đội viên mới nhưng đội ngũ vẫn ít ỏi lắm. So với 15 đồng chí bị thương vong lần trước thì con số mới này còn thua xa nhiều lắm. Huống chi những đội viên mới còn phải trải qua từ 1 đến 2 năm cọ sát. Khoảng thời gian này họ sẽ được các đội viên cũ dày dặn kinh nghiệm chỉ bảo. Việc này sẽ khiến chúng ta mất một khoảng thời gian và sức lực nhất định. Hơn nữa Chủ tịch Đường cũng đã có lời dặn dò tổ A chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, tức là nhanh chóng chiêu mộ thêm đội viên. Vừa đầu năm nay phía bên tài chính nhà nước đã bí mật trực tiếp cấp cho tổ A chúng ta 500 triệu kinh phí nghiệp vụ. Chủ tịch Đường cũng dặn dò phải cố gắng bổ sung kinh phí sau này còn có quỹ. Bởi vì các vị đảng viên trong Ủy ban Thường vụ Hoa Hạ cũng đã dần dần nhận thấy vai trò không thể thay thế đối với quốc gia của một tổ chức bí mật như Tổ A. Theo thông tin của các đồng chí Tổ tình báo, các nước khác cũng tương tự như vậy, đặc biệt là ở Mỹ. Năm nay họ đã cấp một lần cho tổ chức CUP một khoản kinh phí đào tạo là 100.000 USD. Nghe nói sau đó còn cấp thêm 100 triệu nữa. Riêng kinh phí 200 triệu USD ấy cũng thoải mái cho chúng ta dùng đủ cả hơn một năm rồi. Người ta làm như thế vì họ có tiềm lực tài chính, có thực lực. Còn mấy trăm triệu của chúng ta là quốc gia đã phải cố gắng thu gom mới có được. Tổ chức Shinto của Nhật Bản lần trước cũng đã được cải tổ. Lần này cũng được cấp một khoản tương đương với 1 tỷ 2 nhân dân tệ trong cùng một lần. Bên đó một lần được cấp nhiều như vậy, còn chúng ta thì đúng là nghèo rất mùng tơi. Tiền bạc tuy không phải là vạn năng nhưng thiếu tiền thì thực là vạn sự bất thành. Đội ngũ chúng ta đông đảo. Kinh phí cho các hoạt động cần thiết lại rất chặt. Một bộ quần áo, một đôi giày, khi các đồng chí làm nhiệm vụ mà bị hỏng thì cũng coi như mất đứt 2-3 triệu. Với mức phí cao như thế thì mấy trăm triệu cấp cho chúng ta khác nào đem muối bỏ vào biển. Cung Khai Hà không nén được tiếng thở dài. 9 vị lãnh đạo cấp cao đều nhận thấy tầm quan trọng của tổ A, vậy tại sao lại đầu tư hạn hẹp như thế? Một lần cấp cho chúng ta 1 tỷ chắc không có khó khăn gì chứ? Nước mình tuy không giàu nhưng cấp cho tổ A chừng ấy thì hẳn phải làm được. Diệp Phàm cũng không giấu được sự bất bình. Khó lắm cậu ạ, nước mình lớn, mặt nào cũng cần đầu tư tiền. Có nơi nghèo đói đến nỗi không có cả nước uống. Nhà nước lại đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy việc xây dựng kinh tế làm trọng tâm, nỗ lực nâng cao đời sống nhân dân là chính. Bây giờ đấu tranh thực chất là đọ tiềm lực kinh tế. Trước kia Liên Xô hùng cường như vậy. Tại sao nước Nga hiện nay sau khi giải thể bên hàng không mẫu hạm muốn thực hiện một chuyến đi cũng gặp khó khăn? Bởi vì hàng không mẫu hạm là phương pháp đốt nhiều tiền bạc nhất trong giao thông đường biển. Phát ra một quả tên lửa hay bảo vệ mẫu hạm có cần tiền không?
tất cả những thứ đó đều quy về một lý do, túi không tiền. Cũng có người giải thích Liên Xô tan vỡ chính bởi vì cuộc chiến vũ lực với Mỹ. Đó cũng là một nhẽ. Nguyên nhân của nó thì rất nhiều, tuy nhiên đó không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Tổ A thì vẫn cần nhân tài và cũng cần tiền. Vì thế anh cũng đừng trách chúng tôi có lúc thu phí chứng minh tài sản của anh cao như thế. Chúng tôi hết cách rồi, coi như các anh đóng góp cho quốc gia vậy. Mà đứng trước lợi ích quốc gia thì các vị lãnh đạo đều rất thống nhất. Chỉ có điều là bị hạn chế bởi thực lực kinh tế. Cung Khai Hà chau mày nói. Chương 2097, hiểu rõ. Thì vậy, nước mình lớn lại nhiều viên chức, nên Cộng Hòa còn non trẻ. Nhưng tôi tin rằng những điều chỉnh trong chính sách của Đảng và việc đẩy mạnh thực thi cải cách mở cửa trước hết sẽ khích lệ được tinh thần của mọi người, đất nước sẽ ngày càng cường thịnh. Chúng ta không muốn xưng bá nhưng cũng không được để bọn cường bá thích đụng đến chúng ta lúc nào cũng được. Ông thấy đấy, nước Mỹ suốt ngày đôi co chuyện hải đảo với chúng ta. Đây rõ ràng là ngang nhiên can thiệp vào nội bộ nước ta. Đợi đến khi chúng ta có thực lực, ví như khi Mỹ đem quân đi tấn công Iraq. Chúng ta có thể đem hàng không mẫu hạm của nước Cộng Hòa chúng ta ra uy hiếp bọn chúng. Tất nhiên trước khi anh muốn khai chiến anh phải hỏi nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa của chúng ta xem có đồng ý việc đó hay không đã. Ha ha! Diệp Phàm đáp lại, ngữ điệu đã lên đến cao trào. Đúng vậy, tinh thần giác ngộ của đồng chí ngày càng cao, cách nhìn cũng tiến bộ hẳn vì thế hãy làm cho đất nước một vài việc, dù có chịu thiệt thòi thì cũng đáng. Tổ A sẽ luôn luôn ghi nhớ anh. Đất nước sẽ không quên công lao của anh. Tôi nói vậy có đúng không? Do vậy anh đừng kêu oan nữa, phải tận dụng khoảng thời gian này hoàn thành việc sắp xếp cho bốn suất kia. Như thế mới xứng với đảng và nhân dân, có đúng không đồng chí Diệp Phàm? Cung Khai Hà tận dụng thời cơ ấy thuyết phục ngay Diệp Phàm. Không thành vấn đề. Diệp Phàm buột miệng thốt ra, muốn chữa lại nhưng Cung Khai Hà đã nhanh nhỏ hơn. Vậy thì tốt rồi. Tôi hy vọng anh sẽ hoàn thành việc này trong nửa năm, anh cần gì chúng tôi sẽ cấp cái đó. Việc Cung Khai Hà tôi đến đây, tôi tuyệt đối không hé lộ nửa lời. Tất cả vì Tổ quốc, vì lời nói cuối cùng của Lão Nghiêm, Tổ A không bao giờ thất bại. Ôi, ông Cung, ông đúng là sẽ không làm bình thường thôi đâu. Ông lợi hại thế nào tôi biết rồi, tôi đã mắc vào bẫy của ông. Có điều đúng như ông nói, vì sự vững mạnh của đất nước tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 6 tháng. Giả sử có phải tranh giành thì tôi cũng quyết giành được 4 đội viên về. Cũng chỉ là 4 đội viên thôi mà. Diệp Phàm thở dài nhưng trong tiếng thở dài ấy không còn chút phiền não nào nữa. Hắn hỏi lại. Thủ trưởng Cung, Tư Mã Thanh không có bối cảnh gì, cậu ta đến biệt thự Lá Đỏ không thể là ông trực tiếp hạ lệnh được. Tôi ngu đến thế sao? Cung Khai Hà thốt lên rồi nói tiếp. Lịch trình của Tổ A anh hiểu rõ. Ngoài sự an toàn của quốc gia ra thì những chuyện khác chúng tôi đâu dám can dự. Diệp Phàm hỏi vặn lại. Biệt thự Lá Đỏ này của chúng tôi chẳng phải là trung tâm nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng sao? Ai hủy hoại biệt thự này cũng tức là đã đe dọa đến sự an toàn của quốc gia rồi. Tôi nói vậy có đúng không? Tất nhiên cái danh này còn được. Nhưng anh thấy đấy, chẳng phải chúng ta chưa cần ra tay thì bên cảnh vệ cũng đã làm rồi đấy sao? Còn việc ai đánh tiếng thì không quan trọng. Trong chuyện này tôi không dám lộ diện, anh muốn cân nhắc thì tự mình cân nhắc đi. Tuy nhiên tôi phải nói rõ một chút, vai trò của người đánh tiếng không lớn, chỉ là nói lại chuyện biệt thự Lá Đỏ là trung tâm nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng với khu cảnh vệ, sau đó khu cảnh vệ xem xét có cần cho người xuống xử lý hay không thôi. Nếu xét về mặt quân sự thì biệt thự Lá Đỏ của các anh tất nhiên cũng thuộc phạm vi của Bộ Tư lệnh khu cảnh vệ Bắc Kinh, đúng không nào? Bọn họ nên cử người ra mặt mới đúng. Cung Khai Hà vừa cười vừa nói. Như vậy thì phiền phức rồi, chẳng phải anh đã nói rồi sao, nhà họ Hứa thế lực không nhỏ. Nếu đả thông cho từng vị lãnh đạo khu cảnh vệ thì Tư Mã Thanh làm sao mà đấu được, phải thả người thôi. Diệp Phàm đáp lại. Đó là việc của anh, chẳng phải Diệp Phàm anh luôn tự tin rằng có năng lực đó sao. Đến nhà họ Tô ở Bắc Kinh cũng không thoát khỏi tay anh. Nhà họ Tô ở cửa Nam đó có thể giải quyết được thì nhà họ Hứa ở cửa Đông chắc chắn không vấn đề gì. Đó chẳng phải là phong cách của anh có đấy sao? Thôi được rồi, tôi buồn ngủ rồi. Tôi gác máy trước đây. Cung Khai Hà đạt được mục đích rồi thì vội vã chuồn ngay. Cái ông già này, gặp khó khăn là chạy nhanh hơn cả thỏ. Sao tôi lại xui xẻo rơi vào tay thủ trưởng như thế này chứ?
Diệp Phàm thốt lên. Đêm đã khuya. Cách cửa Đông Thành Tứ Cửu không xa có một ngôi nhà tứ hợp viện cổ, tường bao đều làm bằng đá. Phía trong có tất cả 6 sân, 3 sân đi vào và 3 sân đi ra. Chỗ cao nhất cũng không quá 3 tầng, hầu hết đều là 2 tầng. Các phòng được kết hợp làm từ đá và gỗ, trông đã có vẻ cũ kỹ, ngói lưu ly màu xanh bích phủ đầy những rêu xanh. Nơi này chính là nhà của gia tộc họ Hứa nổi tiếng ở cửa Đông. Tổ tiên nhà họ Hứa đã từng làm đến chức quan cao nhất là bố chính sử của Bắc Kinh. Nghe nói nó tương đương với chức chủ tịch tỉnh bây giờ. Vào lúc đó, chức quan này cũng thuộc hàng nhị phẩm. Hơn nữa về mặt giao thương, gia đình nhà họ cũng rất có thế lực. Nói đến truyền thống kinh doanh thì nó đã có từ 300 năm về trước, dinh thự này của nhà họ Hứa nghe nói cũng đã được 200 năm tuổi rồi. Người đứng đầu nhà họ Hứa hiện nay là Hứa Chính Phong, đã mời các chuyên gia trong, ngoài nước đến nghiên cứu và sử dụng các phương pháp phục cổ, nên tứ hợp viện nhà họ Hứa đã khôi phục được vẻ cổ xưa ban đầu. Hơn nữa phía trong, nhiều sàn gác đã được đổi hoặc gia cố lại. Sống ở đây tuy không thoải mái như ở biệt thự hiện đại, nhưng cả gia tộc nhà họ Hứa đều muốn ở đây chứ không muốn chuyển tới bất cứ biệt thự mới nào. Đó là bởi vì nhà này mới chính là nơi quy tụ những thành phần cốt cán thực sự của nhà họ Hứa. Được vào sống trong dinh thự cổ này đều là những người thuộc tầng lớp máu mặt của gia tộc nhà họ, cũng tức là những hạt nhân có quyền thế trong tập đoàn Quốc Đông Hoa Hạ. Mà cổ đông lớn nhất của tập đoàn Quốc Đông Hoa Hạ là Hứa Thị, chủ tịch hội đồng quản trị là Hứa Chính Phong. Ông ta đã ngoài 50 nhưng vẫn rất minh mẫn nhanh lẹ. Giờ phút này, tầng cao nhất của tứ hợp viện hình tháp nhà họ Hứa vẫn sáng trưng đèn. Một thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Hoa tên Trương Trấn Lưu đang vội vã bước vào phòng Hứa Chính Phong. Tầng áp mái cao nhất của tứ hợp viện nhà họ Hứa chính là nơi ở của Hứa Chính Phong. Nó được làm theo kiểu dãy, phía ngoài là một phòng khách, bên cạnh là phòng đọc sách, đi vào phía trong phòng đọc sách chính là phòng riêng của Hứa Chính Phong. Ở giữa thông nhau bằng cửa vòm 6 cạnh, bây giờ đã làm thêm 2 tấm cửa kính cách âm có thể đẩy ra đẩy vào. Hứa Chính Phong thường làm việc muộn, nhiều khi hay phải dùng những thứ như máy tính ảnh hưởng đến vợ đang nghỉ ngơi nên mới làm thêm cửa kính ấy để cách âm. Trấn Lưu, có chuyện gì vậy, muộn thế này sao còn tìm tôi? Hứa Chính Phong chỉ vào chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn, ý mời Trương Trấn Lưu ngồi, sau đó vừa pha trà vừa hỏi. Những lúc nghiêm túc Hứa Chính Phong có thể khiến người khác sợ nhưng khi bình thường ở cùng những người thân tín, ông ta lại rất thoải mái. Những lúc như thế này thường là thuộc hạ thân tín xung xoe tranh pha trà lấy lòng nhưng Hứa Chính Phong lại có thói quen pha trà cho thuộc hạ. Bằng cách ấy, ông ta khiến các thuộc hạ thân tín có cảm giác được yêu quý. Vì thế mà những thuộc hạ thân tín như Hứa Thị trước nay luôn bên cạnh Hứa Chính Phong, giúp cho tập đoàn Quốc Đông trụ vững dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Người ta nói không sai, cái tâm con người cũng làm chuyển rời được núi Thái Sơn. Kết quả của thói quen ấy chính là sự cường thịnh của tập đoàn. Điều này thật đúng là khó tưởng tượng. Ông chủ, cậu Tam lại gây chuyện rồi. Trương Trấn Lưu vừa hớp trà vừa nói, khuôn mặt đầy lo âu. Gây chuyện, nó gây ra chuyện còn ít hay sao? Có đáng để cậu nửa đêm phải chạy đến đây không? Gọi một cú điện thoại cho tôi là được rồi. Hứa Chính Phong mặc nhiên hết sức bình tĩnh, thản nhiên. Con người Hứa Tam Cường kiêu ngạo nên gây rắc rối cũng là chuyện bình thường. Mặt khác Trương Trấn Lưu cũng chính là người Hứa Chính Phong cắt cử chuyên dọn những rắc rối mà Hứa Tam Cường gây ra ở tập đoàn Hoành Hoa. Dù vậy nói xong, Hứa Chính Phong vẫn bất giác quay lại nhìn về phía cánh cửa cách âm. Trương Trấn Lưu nhanh tay đóng cánh cửa thông giữa phòng khách với phòng đọc sách lại. Vì được cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy gì. Chuyện lần này thực ra cũng không lớn, việc cậu Tam làm cũng là đúng. Chẳng phải chúng ta cũng định xây dựng toàn nhà Quốc Đông ở khu Ngũ Mã và chuẩn bị quy hoạch khu kinh doanh đó sao? Cậu Ba tự động làm nên tập đoàn con của tập đoàn Hoành Hoa là tập đoàn Đông Pha đã đàm phán với lãnh đạo khu Ngũ Mã về các hoạt động trong thời gian tới như là việc thu hồi đất. Công tác thu hồi đất cũng tiến hành rất thuận lợi. Lãnh đạo đảng ủy khu Ngũ Mã đều hết sức coi trọng việc tập đoàn Hoành Hoa cho xây dựng tòa nhà Quốc Đông ở khu này bởi vì sau khi xây dựng xong tòa nhà sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc của khu Ngũ Mã. Thời buổi bây giờ có vị lãnh đạo nào là không thích sĩ diện. Vì thế họ rất ủng hộ công việc của chúng ta. Chỉ có điều chỗ chính giữa của khu đất chúng ta chọn xây tòa nhà Quốc Đông lại có chút vấn đề. Trương Trấn Lưu vừa nói đến đây thì Hứa Chính Phong hỏi cắt ngang bằng giọng rất bình thản. Người đó có chút lai lịch đúng không?
Cũng không hẳn như vậy ạ. Khu vực đó có biệt thự kiểu Âu cổ do người phương Tây xây dựng từ đời Thanh. Khu vực đó rất rộng gọi là biệt thự lá đỏ, cũng đáng để tìm hiểu. Lúc đó bọn tôi cũng đã cho người thương lượng với quản gia nhà bọn họ, đưa cho bọn họ 10 triệu để chuyển đi nơi khác. Nhưng quản gia nhà họ không đồng ý. Sau đó bọn tôi đòi gặp chủ nhà thì tên quản gia họ cổ lại nói rằng ông chủ không rảnh. Cứ như vậy bọn tôi không hề gặp được ông chủ. Không lâu sau ông quản gia họ cổ già rồi nên một quản gia trẻ tuổi khác tên là Lý Thành đến thay thế trông nom biệt thự lá đỏ. Trương Chấn Lưu bắt đầu kể. Cậu không đi kiểm tra sao? Chỉ cần đến trụ sở công an tra các hộ là rõ rồi. Hứa Chính Phong chau mày hỏi lại. Trương Chấn Lưu đáp lại. Tôi đã tra ra rồi. Đó là một thương nhân bình thường tên là Diệp Phàm. Người này không có nền tảng, tại sao lại có được một khu rộng như biệt thự lá đỏ? Tôi nói cậu nghe nếu tính theo giá thị trường biệt thự ấy đáng giá khối tiền. Hứa Chính Phong hỏi lại. Trương Chấn Lưu bèn trả lời. Có lẽ là nhà giàu mới nổi. Trước kia khu dinh thự cổ ấy là do nhà họ Câu Trần ở phía Nam bán lại cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, con người này rất thần bí, chúng tôi chưa bao giờ tận mắt gặp cả. Còn về biệt thự lá đỏ nói thực, tính theo thị trường thì giá nó không dưới 30 triệu thậm chí là lên đến 40 triệu nhân dân tệ. Bởi vì biệt thự đó có giá trị cổ, về mặt này thì không thể ước lượng được. Các cậu cũng đưa cho họ ít quá đấy chứ. Ít nhất cũng đáng giá 15 triệu đúng không? Cậu Trấn Lưu ạ, làm kinh doanh có nhiều chỗ phải chi li tính toán thật nhưng trong một số trường hợp cũng không được ép giá người ta quá. Con người ai cũng có tâm lý đấu tranh cả. Người có được cả một biệt thự cổ như thế dù là phất lên hay phát tài thì người ta ít nhất cũng là người có tiền, có đúng vậy không? Tuy là tiền người ta so với chúng ta thì cũng chẳng thấm vào đâu nhưng mà gây khó dễ cho chúng ta thì họ lại có cách đấy. Hứa Chính Phong chau mày nói. Bọn tôi cũng đã tìm hiểu thái độ của tên quản gia họ Lý, có thể thấy ông chủ của anh ta chắc chắn không đồng ý ban biệt thự đó. Thái độ của quản gia Lý rất kiên quyết hầu như không có cách nào để thương lượng lại. Hơn nữa tôi cũng nói rồi, dù anh có cho bên họ 50 triệu nhân dân tệ thì họ cũng chắc chắn từ chối bán lại thôi. Trương Chấn Lưu đáp. Chương 2098, Phó Tư lệnh Tưởng. Hứa Chính Phong vẫn bình thản nói. Kết quả là các cậu hết cách, đành phải cưỡng chế có đúng không? Mà nếu cưỡng chế thì các cậu sẽ gặp phải không ít các hộ phản đối. Đúng thế ạ, nhẽ ra thì chẳng có chuyện gì cả. Tường bao và giả sơn, thảm cỏ phía ngoài phần chính giữa biệt thự đều đã bị người bên ta phá. Cậu Tam cũng đã dặn dò. Bọn người đó kiêu ngạo nên phải dập tắt đi cái vẻ bệ vệ của chúng nó. Với lại coi như làm thế để cho những kẻ không muốn bán đất quanh đó nhìn vào. Biến biệt thự của Diệp Phàm trở thành cái gương trấn áp bọn người đó. Nhưng không ngờ đội phó đội trị an của sở cảnh sát thành phố là Câu Kiến Phát lại đến. Hình như đó là người tay Diệp Phàm mời đến. Cậu Tam nhà mình cũng không vừa, cậu mời bí thư đảng ủy khu Ngũ Mã là Cố Thuận đến ngăn chặn tay Câu Kiến Phát kia. Bởi vì Cố Thuận cũng là một trong những thành viên bên đảng ủy của Cục Công an thành phố. Còn Câu Kiến Phát chỉ là đội phó, nhiều nhất cũng chỉ là cục trưởng. Cố Thuận người ta là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Trứng thì sao chọi với đá được, nhưng sau đó khi cậu Tam vừa cho người đập cái biển biệt thự lá đỏ thì quân đội không biết từ đâu ra. Trương Chấn Lưu vừa thuật lại đến đó thì Hứa Chính Phong bật ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào tên thuộc hạ thân tín hỏi. Quân đội ở đâu ra? Có vẻ như sự xuất hiện của hai chữ quân đội đã thu hút sự chú ý của Hứa Chính Phong. Thời buổi hòa bình hiện nay quân đội rất ít khi xuất hiện để can thiệp vào những chuyện nhỏ của địa phương. Mà sự quản lý quân đội của đảng là sự quản lý thống nhất từ dưới lên trên, hệ thống quân đội Hoa Hạ luôn chặt chẽ bao quanh đảng, lấy đảng làm nòng cốt, đồng lòng hướng ngoại. Trương Chấn Lưu ấp úp trả lời. Quân đội từ khu cảnh vệ Bắc Kinh đến, một thiếu tá tên Tư Mã Thanh đã cho hai xe lớn đến. Mà đám người này rất hung hãn, cậu ba bị đánh cho ngã lăn mấy vòng. Nghe nói. Nói đi, rút cuộc là làm sao? Lông mày Hứa Chính Phong dựng thẳng lên. Ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, hai mắt trừng lên. Giây phút đó đã trở lại, Trương Chấn Lưu biết rằng đó là dấu hiệu của một cơn thịnh nộ sắp tới. Là người đứng đầu gia tộc họ Hứa ở cửa Đông Thành Tứ Cửu. Một khi Hứa Chính Phong nổi giận tuy không đến mức giết người cho hả nhưng ông ta muốn để ai xui xẻo thì bao nhiêu năm nay hình như chưa có ai thoát được. Bên dưới hông bị đạp mạnh, không biết chỗ đó có bị đau không.
Nghe nói cậu Tam khi đó liên mồm kêu đau nhưng tên thiếu tá đó rất kiên quyết, đến đưa đi bệnh viện cũng không cho. Trương Chấn Lưu kể một cách hết sức phẫn nộ. Một lũ ăn hại. Giọng điệu Hứa Chính Phong ngày càng tức giận. Nhận được tin tôi đã đến ngay khu cảnh vệ nhưng họ nói là đang xử lý nên không cho gặp người. Tôi đành tìm đứa bạn làm ở đó để nghe ngóng tình hình. Người bạn đó tên là Đằng Phong, là phó tham mưu trưởng khu cảnh vệ, quân hàm trung tá. Về lý mà nói thì cậu ta là cấp trên của tên Tư Mã Thanh nhưng cuối cùng cậu ta cũng đã ra mặt giúp. Thế mà tên Tư Mã Thanh đó vẫn không chịu nói chuyện tình cảm. Các lãnh đạo khác ở khu cảnh vệ thì em không biết, mà em có tìm họ thì họ cũng sẽ không gặp em. Chuyện này tôi cũng không dám làm ầm ĩ lên, chuyện cũng nghiêm trọng nên tôi trực tiếp đến đây để nghe anh chỉ đạo. Nói đến đó Trương Chấn Lưu bất giác ngoảnh lại nhìn vào tấm cửa kính cách âm. Không sao, bà ấy không nghe thấy đâu. Hứa Chính Phong điềm tĩnh nói. Ông chủ, chuyện này có thể nói với bà chủ không? Cứ giấu suốt thế này cũng không hay. Cậu Tam ở bên ngoài luôn không được an toàn. Nếu cậu ấy mà có một danh phận nhất định thì chắc chắn bọn người ngoài nếu muốn đụng vào cậu cũng phải nhìn kỹ xem cậu là ai. Trương Chấn Lưu có chút do dự nhưng sau cũng anh ta vẫn nói ra. Hai. Hứa Chính Phong trầm tư một lúc cũng không nén được tiếng thở dài. Ông ta nhìn Trương Chấn Lưu nói. Chúng ta là bạn bè. Cậu tuy không mang họ Tô nhưng cũng là bậc tiền bối của nhà họ Tô. Trước đây Tam Cường cũng may mắn được cậu chăm sóc, do cậu một tay nuôi lớn. Chuyện ở cái nhà này không phải cậu không biết, cứ theo tính cách của Liễu Phương thì nếu để bà ấy biết, mọi chuyện sẽ lại ầm ĩ lên. Ngọc Trân là em họ bà ấy mà bà ấy còn đánh cho chảy máu đầu. Nếu không phải em họ thì chuyện giết người bà ấy cũng dám làm ấy chứ. Hai người đã thỏa thuận rồi, sau này hòa thuận không đánh cãi nhưng có phải cậu không thấy đâu, lúc nào cũng mượn những chuyện nhỏ nhặt ra để gây sự. Đàn bà mà, thật đau đầu. Vợ Hứa Chính Phong là Liễu Phương có người em họ tên là Trần Ngọc Trân. Về sau Ngọc Trân và Hứa Chính Phong nảy sinh tình ý với nhau. Hai người thầm thụt qua lại rồi cuối cùng bị Liễu Phương phát hiện. Kết quả là gia đình nhà họ được một phen đại loạn. Hứa Chính Phong thực lòng yêu Trần Ngọc Trân, hết mực cưng chiều bà ta. Chỉ có điều thế lực gia tộc nhà Liễu Phương cũng không nhỏ. Suốt bao năm nay nhờ nhà họ Liễu giúp đỡ nên mọi sự nhà họ Hứa mới thuận buồm xuôi gió. Nếu như ly hôn thì khác nào nhà họ Hứa mất đi một cánh tay. Hơn nữa rất có khả năng hai bên gia đình vì thế mà thù hằn nhau. Đó cũng là chuyện mà Hứa Chính Phong không mong muốn. Cũng may là về sau chuyện này cũng được giải quyết êm đẹp, Ngọc Trân nhún nhường cầu xin chị họ nên hai bên đã ký giao ước. Trần Ngọc Trân không được ở trong đại viện nhà họ Hứa nên Hứa Chính Phong đã mua cho bà một biệt thự ở bên ngoài để sống. Thực ra gọi là vợ bé cũng đúng mà gọi là nhân tình cũng được. Có điều đó là nhân tình đã được vợ đồng ý. Đối với gia tộc nhà họ Hứa thì chuyện đó có xá gì? Những người làm to nhà họ đều có truyền thống như thế. Lúc đó cả Liễu Phương và Trần Ngọc Trân đều cảnh cáo Hứa Chính Phong không được tìm người kia nữa nếu không thì sẽ rạch mặt ra. Hứa Tam Cường lại là con riêng với người vợ cũ đã mất của Hứa Chính Phong. Cái chết của người vợ cũ này cũng không minh bạch khiến Hứa Chính Phong nhiều khi nghi ngờ chính Liễu Phương đã lệnh người làm việc này. Tuy nhiên dò xét vài lần thấy chuyện này không liên quan gì đến Liễu Phương. Bà ta có lẽ cũng không biết chuyện gì nên Hứa Chính Phong giao lại cậu con riêng cho người bạn tốt, chính là Trương Chấn Lưu. Trương Chấn Lưu vốn làm nghề dạy học, vì nhận lời chăm sóc Tam Cường nên đã vào tập đoàn Hoành Hoa. Hứa Chính Phong lại cho ông ta chút cổ phần của công ty đủ để sống an lạc cả đời. Trương Chấn Lưu cũng học hỏi rất nhanh, mò mẫm lăn lộn trên thương trường suốt mười mấy năm nên con người cũng ngày càng tinh danh. Giờ thì đã thành thuộc hạ thân tín lại là bằng hữu lâu năm không thể thiếu của Hứa Chính Phong. Những chuyện Hứa Chính Phong không dám cho vợ biết thì Trương Chấn Lưu là người biết đầu tiên. Chỉ có điều không có cách nào để Hứa Tam Cường có thể đường đường chính chính quay về nhà họ Hứa. Năm đó Hứa Tam Cường được mang họ Hứa là vì Hứa Chính Phong đã tìm cho người tình một hôn phu giả cũng họ Hứa. Hứa Tam Cường cũng biết mình là con của Hứa Chính Phong nên mới ngạo mạn như vậy. Nghiễm nhiên dựa vào oai nhà họ Hứa để mà huy anh hoang. Dù thế Hứa Tam Cường dù có ngu dốt đến mấy cũng không dám ló mặt đến gần nhà họ Hứa. Anh ta cũng tự hiểu dù có làm chuyện gì thì cũng sẽ có ông bố không danh phận là Hứa Chính Phong đến giải quyết. Mặt khác việc Hứa Chính Phong không dám cho anh ta về nhà cũng khiến anh ta tức tối. Điều ấy cũng dễ hiểu,
lúc nào cũng khoác trên người danh phận là con riêng thì tránh sao khỏi bực bội ấm ức. Chính vì thế nên nhiều lúc Hứa Tam Cường cũng kiếm chuyện gây sự để khiến Hứa Chính Phong phải đau đầu. Hứa Tam Cường tin rằng hổ dữ cũng không ăn thịt con nên dù thế nào Hứa Chính Phong cũng không thể vứt bỏ con ruột của mình. Đó cũng là một nguyên nhân khác khiến Hứa Tam Cường trở nên kiêu ngạo như vậy. 2. Trương Chấn Lưu chau mày thốt lên một tiếng. Việc này thật đúng là, chuyện riêng của nhà họ Hứa, muốn nhúng tay vào cũng đâu có được. Ông ta nhìn Hứa Chính Phong rồi hỏi. Vậy chuyện Tam Cường phải làm thế nào đây? Dù sao cũng phải dựa vào quan hệ mà nói chuyện, dứt khoát là nên trực tiếp tìm lãnh đạo khu cảnh vệ rồi. Mã Tư Thanh làm gì ở khu cảnh vệ? Hứa Chính Phong điềm tĩnh hỏi. Nghe nói là làm trưởng phòng một phòng nào đó của Cục Tình báo Quân sự Bộ Tư lệnh khu cảnh vệ Bắc Kinh. Tôi thấy chuyện này đau đầu đây, một trưởng phòng quèn thì dương oai cái gì? Ây vậy mà đến lời của Phó Tham mưu trưởng cũng không nghe. Ai chống lưng để tên đó to gan như thế? Tôi nghĩ không biết có phải là cái ông chủ trẻ họ Diệp của biệt thự Lá Đỏ đã nhờ một vị cao hơn lệnh cho Tư Mã Thanh ra tay hay không? Tư Mã Thanh thì hết cách thật rồi. Có lẽ cái người lệnh cho cậu ta làm việc đó cấp bậc cao hơn người bạn tên Đằng Phong của em nên Tư Mã Thanh mới không sợ sệt không nể Đằng Phong như thế. Trương Lưu Trấn vừa phân tích vừa nói. Từ từ đã, anh vừa nói ông chủ họ Diệp của biệt thự Lá Đỏ là một người trẻ tuổi. Hứa Chính Phong đột nhiên khoát tay, nhìn thẳng vào Trương Chấn Lưu. Tôi đã tra rồi, đó là một người trẻ tuổi. Theo như hộ tịch ghi thì cậu ta chưa đến 30 tuổi. Không chừng cũng là con riêng của một đại gia hoặc một lãnh đạo nào đó chứ nếu không một cậu thanh niên 20 mấy tuổi đầu làm sao mà lại sở hữu được một cổ vật giá trị như biệt thự Lá Đỏ được. Chỗ đó cũng đến 30-40 triệu tệ ý chứ. Trương Chấn Hà đáp lại. Cậu nói cũng có lý, nếu người này làm ăn kinh doanh thì chỉ cần tra ra được kinh doanh cái gì, tên công ty là gì thì chúng ta sẽ có cách. Tôi không tin tập đoàn Quốc Đông Trung Quốc của chúng ta không nuốt nổi một tập đoàn còn con, không dìm chết được tên khốn nạn đó. Chuyện này cậu đi điều tra lại rõ ràng rồi nói lại với tôi. Còn về phía khu cảnh vệ thì tôi sẽ giải quyết. Con trai của Hứa Chính Phong này không thể dễ dàng bị người khác ăn hiếp như vậy được. Tên thiếu tá đó tên Tư Mã Thanh có đúng không? Con trai tôi không có chuyện gì thì may cho anh ta chứ chỉ cần có chút chuyện thì cái tên Tư Mã Thanh đó. Hứa Chính Phong đột nhiên gằn giọng, khuôn mặt ông ta trầm hẳn xuống. Coi như là xong đời Tư Mã Thanh, Trương Chấn Lưu nghĩ thầm, anh ta nhìn Hứa Chính Phong, rụt rè nói. Cái này em cũng tra từ trước rồi, như em vừa nói đó. Anh cũng biết, em quyền thế không lớn nên chỉ quen biết những người cấp bậc thấp. Vậy thì thôi cứ để tôi tìm người điều tra chuyện này. Hứa Chính Phong khoát tay nói, ông ta cũng biết những gì thuộc hạ vừa nói là sự thật. Đã 2 giờ sáng, chuông điện thoại đổ dồn dập khiến tư lệnh viên khu cảnh vệ Tưởng Huy tỉnh giấc. Ông ta có chút bực bội cầm điện thoại lên định tắt nguồn thì nhìn thấy số gọi đến bèn ấn nút nghe ngay. Lâu rồi không nghe giọng anh. Có phải anh sắp quên tôi rồi không đấy? Nói gì vậy, tôi quên ai chứ đâu dám quên tướng quân anh, mà tôi nhớ là cách đây 10 mấy hôm đã gọi cho anh rồi. Hứa Chính Phong vừa cười vừa nói. Chủ tịch Hứa, anh đừng nói vậy, cái chức tướng quân kia vẫn là ảo thôi, chưa có quyết định từ trên xuống đâu. Tưởng Huy đáp lại. Hứa Chính Phong cười, nói. Sao lại vẫn là ảo chứ, không phải đã đệ trình lên trên rồi sao? Những chuyện chắc chắn rõ như ban ngày thế này thì anh đừng giấu tôi. Chuyện quân cơ thì tôi không rõ đâu nhưng khu cảnh vệ của các anh thì không thể thiếu tướng quân được. Năng lực của anh, Hứa Chính Phong tôi còn không biết sao. Việc đã nói suốt mấy tháng nay, bây giờ coi như đã định rồi. Chương 2099, năng lượng. Chỉ mong vậy. Trong giọng nói của Tương Huy kỳ thực chẳng có chút vui vẻ. Vì, việc này 80% là đã được định đoạt. Đương nhiên, trước khi chưa tuyên bố thì Phó Tư lệnh Tương cũng chẳng dám làm ồn, để tránh bị người khác nói y đắc ý vênh váo. Bạn học cũ à, đêm khuya rồi mà còn làm phiền anh, đúng là bất đắc dĩ. Hứa Chính Phong giọng điệu có lỗi nói. Có chuyện gì không, giữa chúng ta có quan hệ gì mà còn phải nói vậy, mau nói đi, đừng để làm lỡ việc. Tương Huy sớm biết Hứa Chính Phong có việc, bằng không. Người bận rộn như vậy đâu thể nửa đêm khuya khoát gọi điện cho mình nói chuyện tào lao được. Chủ tịch tập đoàn hàng hóa, Hứa Tam Cường thuộc tập đoàn chúng tôi đã bị một thiếu tá khu cảnh vệ các anh tên Tư Mã Thanh bắt đi mất rồi.
Nghe nói còn bị đánh rất nặng, hiện tại chắc cũng bị thương rồi. Lại còn bắt người nữa. Nhưng, mấy người không quan trọng đã thả ra rồi. Còn mấy tên chủ yếu thì vẫn chưa chịu thả. Mà, bên này chúng tôi cũng có cho người qua đó, nhưng họ chẳng thèm gặp mặt. Cái này, bị thương thì phải đưa đi viện đúng không? Không thể nào không có chút nhân đạo như thế được. Dân thường chúng tôi làm sao nói lý lẽ được với các anh chứ? Hứa Chính Phong giọng điệu hơi tức giận. Rốt cuộc là có chuyện gì, lão Hứa, anh kể lại tôi nghe trước đã thì tôi mới tiện đi xử lý chứ. Tương Huy không nói tìm hiểu, mà nói là đi xử lý. Đây là đang bán cho Hứa Chính Phong một món nợ ân tình. Điều này cũng chứng tỏ, quan hệ của hai người này rất thân thiết. Bằng không, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì họ sẽ nói đi tìm hiểu chứ sẽ không nói xử lý. Vì từ tìm hiểu này cũng khá mông lung, cũng mang ý đùn đẩy. Đương nhiên, Tương Huy có thể ngồi được vị trí như ngày hôm nay, Hứa gia cũng đã bỏ ra không ít sức lực. Hứa Chính Phong kể lại mọi việc, không hề giấu giếm gì. Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Tương Huy nói, kỳ thực, Tương Huy cũng lờ mờ đoán ra vài điều gì đó. Bởi, lúc trước qua lại với Hứa Chính Phong cũng thường được nghe nhắc đến đứa con Hứa Tam Cường này. Lúc đó Tương Huy cũng chú ý đến. Hứa Chính Phong làm như vậy, là cũng có ý nhắc nhở người bạn học của Tương Huy khi nào có thể thì hãy chiếu cố đến nó một chút. Có một số việc chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói thẳng, trong lòng cả hai đều hiểu rõ là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mối quan hệ bền chặt giữa hai bên mới được. Tương Huy vốn định gọi điện, tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định đích thân đến. Thế là y bèn lái xe đến khu cảnh vệ. Khu cảnh vệ là một nơi đặc biệt, là khu chuẩn bị quân sự đặc biệt. Nơi này, cũng là một trong những nơi thần bí nhất của khu cảnh vệ. Ngay cả những cán bộ cảnh vệ bình thường muốn ra vào đều phải có giấy thông hành. Dù sao, khu quân sự kỳ thực cũng là tổ chức tình báo của quân đội. Chiến tranh hiện đại dù nói là chiến tranh thông tin hóa, điệp viên, tình báo đều vô cùng quan trọng. Một khi bị lộ tin tình báo, tổn thất quả thực khó có thể tính toán nổi. Cho nên, khu quân sự của khu cảnh vệ được bảo vệ nghiêm ngặt. Không cùng tòa nhà với những phòng ban khác. Tòa nhà 4 lầu luôn được giám sát, tuy nhiên, vì Tương Huy là phó tư lệnh khu cảnh vệ. Tuy nói y cũng không quản lý tình hình bên này, nhưng, cấp bậc của Tương Huy có thể vào được nơi đây. Cho nên, có thể vào thẳng không thông qua bảo vệ. Thấy bên trong còn sáng đèn, phó tư lệnh Tương hỏi. Trưởng phòng Tư Mã chưa về à? Vẫn chưa về, nói là đang còn vài việc phải xử lý ạ. Một bảo vệ canh cửa nói, ở đây có 2 ca, mỗi ca sẽ phân cho một sĩ quan cấp úy chịu trách nhiệm lãnh đạo. Được rồi, không có gì, để tôi vào xem. Tương Huy nói xong, bước vào bên trong, y đi thẳng đến phòng thẩm vấn, thấy hành lang vẫn sáng đèn bèn liếc mắt nhìn một cái, thấy Tư Mã Thanh đang ngồi hút thuốc trên ghế. Bên cạnh còn có 4 đồng chí khác, trên bàn mấy bát mì gói đang bốc hơi, chắc là họ đói bụng nên đang ăn khuya đây. Chào Tư lệnh Tương. Vừa thấy Tương Huy bước vào, các quan quân lập tức đứng nghiêm chào, trong phòng vang lên tiếng va chạm của ghế. Không có gì, mọi người ngồi đi, tôi tạt qua một chút thôi. Phó tư lệnh Tương khách khí khoát tay. Đói rụng rồi à, đã nửa đêm rồi đấy, mọi người cực quá. Không cực, đây là công việc của chúng tôi mà. Tư Mã Thanh nói. Buổi tối có phải các anh bắt người bên khu ngũ mã đúng không? Tương Huy liếc mắt nhìn Tư Mã Thanh một cái, hỏi thẳng. Vâng. Tư Mã Thanh hơi sững sờ gật đầu. Nghe nói là người của tập đoàn Hoàng Hóa. Tương Huy hỏi. Ừ, là do họ phá hoại. Cho nên, sau khi nhận nhiệm vụ tôi bèn đem người qua đó. Đúng là chẳng ra thể thống gì, quá to gan. Tư Mã Thanh hừ một tiếng. Phá hoại cái gì? Tương Huy hỏi, vẻ mặt bình thản. Đập nhà, rối tinh rối mù cả lên. Hơn nữa, còn động thủ đánh người. Tư Mã Thanh trả lời, Tư Mã Thanh cảm thấy có gì đó hơi lạ. Phó tư lệnh Tương nửa đêm đến đây để hỏi về việc này, chắc hẳn, 80% là có người nhờ vả. Những quan quân khác cũng thấy vậy. Bằng không, phó tư lệnh Tương không quản lý bên quân sự, dựa vào cái gì mà hỏi đến việc này. Đó là chuyện của cảnh sát, phá nhà có liên quan gì đến các anh không? Hơn nữa, các anh có tìm hiểu rõ, vì sao người ta lại phá nhà không? Tôi nghe nói là ngôi nhà kia vi phạm quy định, trái với quy hoạch của Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Mã.
bây giờ hộ bị cưỡng chế làm khó, hở một chút là đối kháng. Vì sao lại phải dùng bạo lực để dỡ bỏ, vì chính phủ cũng không còn cách nào khác nữa nên chỉ có thể làm như vậy. Nếu ai cũng không chịu nghe lời chính phủ, anh cứ chiếm đại một mảnh đất rồi xây bừa lên, vậy quy hoạch của thành phố chỉ là tờ giấy trắng thôi sao, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Tương Huy giọng điệu nghiêm túc. Bằng. Cái này, tôi không thể nói gì được, nhưng, chúng tôi vẫn nên xuất động. Tư Mã Thanh nói, thái độ tương đối kiên quyết. Cái gì mà nên với không nên, các anh dựa vào cái gì mà nên chứ? Đã can thiệp lung tung không nói, còn dám nói là việc nên làm nữa. Người ta đã báo cáo với tôi cả rồi, hơn nữa, ảnh hưởng cũng không tốt. Sức mạnh của tập đoàn Hoàng Hóa chẳng lẽ các anh không biết? Chúng ta tuy nói là khu cảnh vệ, nhưng cũng là khu cảnh vệ của nhân dân. Các anh mau chóng chuyển giao xử lý cho xong đi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sáng mai thế nào người ta cũng tố cáo, tôi xem đến lúc đó các anh thu xếp thế nào, khu cảnh vệ của chúng ta sẽ rơi vào cục diện vô cùng bị động. Trách nhiệm này, các anh có thể gánh vác được không? Đừng nói nữa, bàn giao ngay đi. Tương Huy mạnh miệng giáo huấn, cứng rắn ra lệnh. Y có chút căm tức, cảm giác Tư Mã Thanh này cũng ngang ngạnh quá. Không ngờ một thiếu tá nhỏ mà cũng dám chọi lại một phó tư lệnh như mình, đây là một việc rất mất mặt. Xin lỗi, tôi phải xin chỉ thị của lãnh đạo. Tư Mã Thanh đứng nghiêm, sắc mặt khó coi nói. Đã trễ thế này, anh còn xin chỉ thị thế nào được? Tương Huy hừ giọng nói. Không xin chỉ thị, sau khi bàn giao xảy ra chuyện gì, trách nhiệm ai chịu? Nếu như tư lệnh Tương có thể ký tên phê chuẩn giúp tôi lập tức làm thủ tục bàn giao, tuyệt đối không nói hai lời. Tư Mã Thanh nói. Anh nói vậy là có ý gì? Tương Huy sắc mặt càng trầm xuống, vì, phó tư lệnh phân công quản lý khu quân tình là Chính Nhất Thọ. Gã với Tương Huy không hợp nhau. Lần này hai người đều có đủ tư cách thăng lên thiếu tướng, chỉ có điều Tương Huy ra tay nhanh hơn một chút, quan hệ của y với tư lệnh khu cảnh vệ tốt hơn so với Chính Nhất Thọ. Cho nên, khu cảnh vệ đề cử Tương Huy. Hiện nay nếu thương lượng việc này với Chính Nhất Thọ, chắc hẳn là không ổn. Không chừng còn bẻ cong sự việc làm khó mình nữa. Tôi chỉ làm đúng theo trình tự thông thường. Tư Mã Thanh này tính tình quả ương bướng. Hừ. Tư lệnh Tưởng hừ lạnh một tiếng, xoay người đứng dậy bỏ đi. Tư Mã, cái này, anh đang gây thù với tư lệnh Tương đó. Hữu Dương Phi bạn của Tư Mã Thanh có chút lo lắng nói. Gây thù thì gây thù, có cách nào khác chứ? Dương Phi, cậu nói xem, nếu như không làm như vậy, cứ bàn giao theo lệnh ông ta. Ngày mai xảy ra chuyện gì thì sao? Cái này, tôi với cậu đều ở cùng phòng ban, hiểu rõ được những việc quân tình vô cùng nhỏ bé. Nhưng, một chuyện nhỏ đó cũng có thể khiến chúng ta phải ra tòa án quân sự đấy. Tư Mã Thanh sắc mặt khó coi. Vừa rồi cậu nên xin chỉ thị của tư lệnh Trịnh, vứt chuyện khó khăn này cho ông ta, ít nhất là chuyện này sẽ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cấp bậc cả chúng ta là gì chứ, tư lệnh Tương có muốn làm gì thì cứ giải quyết với tư lệnh Trinh đúng không nào? Bờ vai nhỏ bé này của chúng ta, không gánh nổi lá cờ lớn đó đâu. Lúc này, vị chiến hữu kia nói. Tôi cũng muốn vậy, nhưng cậu không thấy à, tôi còn chưa cầm điện thoại lên tư lệnh Tương đã tức giận rồi. Đây không phải là chúng ta không coi trọng ông ta. Cái này, tôi cũng tiến thoái lưỡng nan. Xem ra, Hứa Tam Cường tập đoàn Hoàng Hóa chúng ta bắt cũng có chút năng lượng, không ngờ có thể nhờ vả được cả tư lệnh Tương. Tư Mã Thanh hừ lạnh một tiếng. Hoàng Hóa đương nhiên có năng lượng, nghe nói là một tập đoàn vốn đăng ký đến mấy trăm triệu. Chúng ta là lính, sao mà đấu lại với họ? Người ta có tiền, ai mà chẳng nhờ vả được. Tôi đoán, ngày mai sẽ có chuyện, anh cứ chờ mà xem đi Tư Mã. Dương Phi nói. Phiền phức rồi. Tư Mã Thanh cũng tức giận. Hai, Tư Mã, anh thiệt thòi rồi. Dương Phi vỗ vỗ vai y. Thiệt thì thiệt, dù sao cũng chẳng thay đổi được. Tư Mã Thanh hừ nói. Chiều hôm sau, quản gia Lý Thành gọi điện tới, nói là bốn chiến sĩ thủ vệ của khu cảnh vệ ngày hôm qua trợ giúp đã đi rồi. Nhưng, thiếu tá Tư Mã Thanh kia nói là muốn gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm định ăn bê ngoài, nhưng Tư Mã Thanh muốn gặp mình, chắc hẳn có chuyện. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng muốn gặp người thanh niên này một chút. Diệp Phàm dừng xe trên bãi cỏ. Diệp tiên sinh, rất xin lỗi. Tư Mã Thanh bước đến, thằng nhóc này mặt xấu hổ nói. Sao vậy? Diệp Phàm nhìn y một cái,
vẻ mặt bình thản hỏi. Những người bị bắt hôm qua hôm nay, đã bàn giao cho phòng công an quận Ngũ Mã rồi. Tư Mã Thanh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2100, tối nay chúng ta đi. Ha ha, bàn giao rồi thì thôi, có gì đâu mà ngại ngùng. Diệp Phàm cười nói. Nghe nói mấy người này vừa đưa đến phòng công an quận Ngũ Mã, người ta chỉ hỏi vài câu đã thả ra, còn chẳng đến một tiếng đồng hồ. Đúng là kỳ cục, đó là điều tra đây, sao lại bao che nhau như thế? Vốn, tôi cũng không muốn thả người, nhưng anh cũng hiểu, tay đương nhiên không xoay nổi đùi rồi. Tư Mã Thanh có chút tức giận nói. Lãnh đạo của các anh ra lệnh. Diệp Phàm tò mò, không hiểu Hứa Gia đã thông đồng với vị nào trong khu cảnh vệ, xem ra đã ra tay rất nhanh. Cái này, tôi không thể nói được. Tư Mã Thanh thành thật lắc đầu. Ha ha, không sao, thả người thì cứ bắt về lại là được rồi. Diệp Phàm thoải mái cười nói, nhìn thấy Lý Cường đứng sau, đột nhiên nói. Lý Cường, thiếu tá Tư Mã đây là cao thủ của khu cảnh vệ. Cậu có muốn thử sức không? Thế nào, thiếu tá Tư Mã, có thể tiếp người anh em Lý Cường của tôi vài chiêu không? Vì không có tường rào, Diệp Phàm sợ một mình Lý Tùng không đối phó nổi. Không chừng tập đoàn Hoàng Hằng sẽ âm thầm làm gì đó vào buổi tối. Cho nên, Diệp Phàm gọi Lý Cường từ Thủy Châu đến để dùng Lý Tùng phụ trách công tác đảm bảo an toàn cho Hồng Diệp Bảo. Anh ta, được sao? Tư Mã Thanh nhướng mày, ánh mắt sắc bén, y có chút khinh thường Lý Cường. Ha ha, nếu anh đánh thắng cậu ấy, tôi tặng anh chiếc Ferrari. Diệp Phàm cười nói. Ferrari tôi không cần, tôi lái không nổi, nhưng mà... Nói đến đây, Tư Mã Thanh liếc mắt nhìn Lý Cường nói. Bảo anh ta gọi tôi là anh Tư Mã. Anh Diệp nhìn kìa, người này muốn kết tình anh em đấy. Lý Cường nhún vai, cảm thấy buồn cười. Xem nhiều phim Hong Kong quá đó mà. Diệp Phàm như cười như không nói. Mời. Lý Cường khẽ vươn tay, chỉ về phía khoảng đất trống phía sau. Vì tường rào của Hồng Diệp Bảo đã bị người của tập đoàn Đông Phát ở nhà đối diện đập cả rồi. Cho nên, có thể nhìn thấy được triền núi phía sau, được gọi là đằng gia viên tử, nghe nói sớm đã bị người của tập đoàn Đông Phát mua mất rồi. Diệp Phàm cũng rất thích triền núi này, cảnh sắc hoa cỏ trên đó tương đối đẹp, giống như khu rừng hoang, kỳ thực địa bàn cũng rất rộng lớn. Có thể dùng làm nơi luyện quyền. Vì người luyện công ngày nào cũng phải tập luyện. Diệp Phàm đương nhiên cũng không ngoại lệ, tối nào cũng phải luyện vài chiêu. Lần này Diệp Phàm khiêm tốn như vậy, dĩ nhiên là vì đã để mắt đến mảnh đất này. Hắn muốn để Hứa Tam Cường chủ động dâng sườn núi nhỏ này lên cho mình. Anh là khách, mời anh trước. Lý Cường khẽ vươn tay, rất mang phong phạm của một đại sư. Lý Cường hiện giờ đã là lục đẳng tầng đầu rồi, Tư Mã Thanh này chỉ mới tam đẳng đỉnh, chẳng thể nào thắng nổi. Chẳng qua là Diệp Phàm muốn xem tên này có bản lĩnh thật không, có thể hỗ trợ y đột phá không. Diệp Phàm bị việc không tìm ra thuốc làm đau đầu đau óc. Nhưng, nghe Cung Khai Hà nói Tư Mã Thanh đã tiến vào tam đẳng đỉnh được mấy năm rồi, tức là dù không có thuốc, nhưng nếu Lý Cường có thể kích thích được cậu ta. Không chừng vẫn có cơ hội, thường trong lúc chiến đấu cũng có thể thăng cấp. Hiện tại đã không có thuốc rồi, ngựa chết cũng phải chữa thành ngựa sống. Đây cũng là do Diệp Phàm bất đắc dĩ thôi. Tư Mã Thanh hét lên một tiếng, đấm móc vào cằm của Lý Cường. Gia quyền vừa nhanh, chuẩn, lại tàn nhẫn. Nếu Lý Cường mà bị đánh trúng, chắc hẳn là vỡ cằm mất thôi. Lý Cường hừ lạnh một tiếng, giơ tay đỡ. Bộp một tiếng, đã đỡ được quyền của Tư Mã Thanh. Nhìn Lý Cường, người ta bình tĩnh thong dong, miệng còn nở nụ cười. Tư Mã Thanh thì suýt chút nữa ngã xuống đất. Đợi đứng vững xong, thằng nhãi này vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí khiếp sợ. Nói, người anh em này thân thủ quá giỏi, lại đây. Vì, Tư Mã Thanh nghĩ mình khinh địch nên mới thế. Lần này ra tay trầm ổn hơn nhiều, quét chân qua, đá thẳng vào eo của Lý Cường. Ha ha, Lý Cường đưa tay qua chụp lại, thuận tay móc lên đùi Tư Mã Thanh một cái. Sau đó đẩy về trước, bịch một tiếng, là này mặt Tư Mã Thanh đã thực sự đập xuống cỏ. Đây là thực lực. Tư Mã Thanh bạo nộ, hét to ba tiếng, một quyền đấm thẳng vào ngực Lý Cường. Quyền mạnh lắm, không tồi. Mắt Diệp Phàm mở to, thấy cánh tay ra quyền của Tư Mã Thanh thanh một đường thẳng,
nhìn từ xa giống như một cây gậy. Quanh cánh tay dường như truyền đến một làn sóng âm tức giận. Quyền này lực rất mạnh, Tư Mã Thanh đã đem toàn bộ khí lực của mình dồn vào cánh tay này. Thực sự gặp được người tài rồi, Lý Cường cũng đứng thẳng người. Cảm thấy vô cùng hưng phấn, cũng xuất quyền đống thẳng vào cánh tay của Tư Mã Thanh. Hừ, Tư Mã Thanh hừ lạnh một tiếng, đấm mạnh về phía tay của Lý Cường. Một tiếng động vang lên, Lý Cường lùi ra sau một bước, hai mắt tên nhãi này có chút hưng phấn, kêu lên. Lại đây, lại đây. Tư Mã Thanh thì lại buồn bực, lúc nãy đã ra quyền mạnh đến như vậy, mà chưa thể nào thắng được, chẳng qua chỉ mới đẩy lùi Lý Cường được mỗi một bước. Còn bản thân mình thì lui những ba bước, hơn nữa, cảm giác tay đau đến run lên, cả cánh tay dường như tách khỏi cơ thể. Tuy nhiên, Tư Mã Thanh là một nam tử Hán không chịu khuất phục. Bất chấp tất cả, lại vung nắm đấm về phía Lý Cường. Diệp Phàm đã dặn dò Lý Cường, cho nên, Lý Cường nén hưng phấn. Dùng 5 phần khí lực đá vào nắm đấm của Tư Mã Thanh. Diệp Phàm thuận tay cầm điện thoại gọi cho Kiều Thế Hào, hỏi. Thế Hào, lần trước anh cũng có ở khu cảnh vệ Bắc Kinh một thời gian ngắn, anh có quen ai ở khu cảnh vệ không, cấp bậc cao một chút? Đương nhiên là có, Đại tá Tham mưu trưởng Trần Thanh cũng tương đối thân thiết với tôi. Năm đó cũng từng cùng nhau đi nhậu vài lần, cũng từng phá đường dây buôn lậu, cùng vượt biên phá đường dây buôn bán ma túy đấy. Kiều Thế Hào cười nói, hỏi lại. Có cần tôi nói chuyện với anh Tam để Hứa Tam Cường của tập đoàn Hoàng Hóa chịu không nổi không? Người ta đã được thả ra từ sớm rồi. Diệp Phàm nói. Thả, mẹ kiếp, ai thả? Gan không nhỏ đâu, tôi lập tức gọi cho Trần Thanh Bảo bắt trở lại. Kiều Thế Hào mắng một câu. Chậm đã, cũng không gấp, anh cứ gọi cho Trần Thanh hỏi thăm xem, là vị lãnh đạo nào của khu cảnh vệ đã thả Hứa Tam Cường, như vậy chúng ta cũng tiện bốc thuốc kê đơn đúng không nào? Diệp Phàm nói. Không thành vấn đề. Kiều Thế Hào gác máy. Chắc là đã bắt đầu hành động rồi. Còn Lý Cường sau khi khống chế nắm đấm thì đã cùng Tư Mã Thanh đấu 200-300 chiêu. Lý Cường cũng đã mệt, nhảy ra sau, khoát tay nói. Thôi, không chơi nữa. Hết sức rồi. Tôi biết là anh đang đùa với tôi, nhưng, đã lâu không được đánh sướng như vậy, cảm ơn anh Cường. Tư Mã Thanh ngay cả tiếng anh Cường cũng đã gọi rồi. Ha ha, không có gì, không có gì, tôi cũng thích hoạt động chân tay mà. Lý Cường khoát tay cười nói. Ở với Diệp Phàm vài năm, Lý Cường trông cũng sáng sủa hơn. Trước kia gã chẳng bao giờ cười, ngày nào mặt cũng như cương thi ấy. Anh Cường. Có phải anh ở đây không? Nếu vậy lúc nào em cũng có thể tìm anh đánh vài quyền chứ? Tư Mã Thanh có chút hưng phấn, liếc mắt nhìn Lý Cường nói. Em biết anh là cao thủ, có thể so chiêu với cao thủ là em thu hoạch lớn rồi. Việc này, Lý Cường liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, Tư Mã Thanh vừa nhìn đã hiểu, chuyện này phải do Diệp tiên sinh kia làm chủ. Tư Mã Thanh do dự một chút, nói. Xin lỗi Diệp tiên sinh, chuyện của các anh tôi xử lý không tốt. Tôi không có tư cách đến đây nữa. Nói xong, Tư Mã Thanh xoay người chào hỏi một tiếng rồi bỏ đi. Cậu có thể đến. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Cảm ơn, tôi đã bước vào tam đẳng đỉnh nhiều năm. Để tìm cơ hội đột phá, tôi còn nhảy vào trong đầm lạnh để dò xét. Đầm lạnh dưới 0 độ C, suýt chút nữa là bị đông cứng người, nhưng chẳng thể nào đột phá được. Nhưng, trong đầm lạnh tôi vô tình mò được một mảnh xương. Cái đầm băng kia nhìn hơi giống âm phủ trong phim, thực sự dọa người, lúc đó đã dọa cho tôi giật cả mình. Vốn định tiện tay ném đi, nhưng cũng muốn xem là xương gì nên bước lên bờ. Thấy đây là xương người, hình như là đốt ngón cái. Cũng chẳng có gì kỳ lạ, chẳng qua là tôi phát hiện mẫu xương này dùng chùy sắt đập cũng không vỡ, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau này, tôi dùng chùy sắt lớn hơn đập 10 phát, vẫn không đập vỡ được. Tôi càng thấy hứng thú hơn, anh đã thấy xương của ai cứng được như vậy chưa? Nên biết, lực đập chùy của tôi cũng phải mấy ngàn cân. Cho nên, tôi đã lén đến phòng thí nghiệm quân khu, phát hiện xương ngón cái kia dưới áp lực ngàn cân vẫn không vỡ. Tư Mã Thanh nói, sau này phải thêm bao nhiêu cân nữa mới đập vỡ được? Diệp Phàm cũng hứng thú, hỏi. Tôi chưa thử, nếu quả đập vụn thì cũng hơi tiếc, nên tôi giữ lại. Nhưng... tôi nghĩ có thể đem về nhiều thêm một chút có lẽ càng tốt. Cho nên, bèn trở lại đầm kia, nhưng lại chẳng tìm được mẫu xương nào nữa cả.
Chẳng qua, cái đầm kia sâu lắm, tôi bèn dùng thiết bị lặn, áp lực lớn quá, với lại cũng quá lạnh, hình như càng xuống sâu càng lạnh, đồ lặn giống như cũng gần bị đông cứng lại. Tôi chỉ còn cách nổi lên, tôi nghĩ, anh Lý Cường là cao nhân, nếu đi xuống đó, không chừng sẽ thu hoạch được gì đó. Tư Mã Thanh nói, đầm đó ở đâu? Diệp Phàm hỏi, đằng sau Bắc Cực Tư, nhưng mà, chỉ lén xuống đó thôi. Tư Mã Thanh nói, Tư Mã Thanh vừa đi, Lý Cường hỏi, xương người sao lại cứng được như thế, thật kỳ lạ. Không rõ lắm, trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, tôi muốn tới đó xem thử. Diệp Phàm nói, vậy tối nay chúng ta đi. Lý Cường hưng phấn. Chương 2101, Kiều Đại Tiểu Thư nổi máu ghen. Không vội, cứ chuẩn bị trước đã, chẳng hạn như thiết bị lặn, hơn nữa, tìm thêm hai người giúp đỡ càng tốt. Dưới đầm không chừng có nguy hiểm, cái này, ngày mai cậu sẽ đi Bắc Cực Tự, để thăm dò cái đầm đó trước đã, xem đầm đó lai lịch như thế nào. Diệp Phàm dặn dò Lý Cường. Diệp Phàm đang ăn cơm tối, Kiều Thế Hào bước vào nói là muốn cùng ăn cơm. Viên Viên, lấy thêm đôi đũa đi. Diệp Phàm cười nói, kỳ thật, Kiều Viên Viên đã sớm đi lấy rồi. Không tệ nhỉ, đúng là cuộc sống tiêu chuẩn, vượt quá mức trung bình rồi. Nhìn rượu thịt trên bàn ăn, Kiều Thế Hào cười ha hả nói. Ha ha, anh nếm thử đi. Diệp Phàm chỉ bát thịt gà trên bàn. Không ăn, thịt gà tôi ăn nhiều quá rồi. Kiều Thế Hào lắc đầu, đưa đũa về phía dĩa thịt bò. Anh, không ăn, chắc chắn anh sẽ hối hận. Kiều Viên Viên cười thần bí, nói. Ồ, có ý gì? Chẳng lẽ công chúa Viên Viên của nhà chúng ta nấu ăn đã đạt đến mức xuất thần rồi sao? Kiều Thế Hào trêu chọc nói. Anh cứ nếm thử trước rồi hẵng nói. Kiều Viên Viên cười hi hi nói. Kiều Thế Hào nửa tin nửa ngờ gắp một miếng thịt gà, nhưng, khi anh ta vừa cắn một miếng, lập tức, hai mắt trợn to. Buột miệng nói. Sao thế này, xương đâu rồi? Ha ha ha. Diệp Phàm cười phá lên. Đừng cười, xương có phải được tách ra trước rồi không? Nhưng, hình như không phải vậy. Xương này dường như đã trở nên mềm dục. Cách này ai nghĩ ra vậy? Rất có sáng kiến đấy. Kiều Thế Hào tán thưởng. Đây là bí mật, nếu muốn biết, gọi em một tiếng sư phụ là được. Kiều Viên Viên đắc ý nhướng mày. Hứ. Kiều Thế Hào hừ một tiếng. Xem điệu bộ của anh, chuyện em hỏi chắc làm xong rồi đúng không? Diệp Phàm cười nói. Ừ, Trần Thanh sẽ lập tức đi hỏi thăm. Nghe nói tối qua Phó Tư lệnh khu cảnh vệ Tương Huy có đi tìm Tư Mã Thanh, nhưng, đồng chí Tư Mã Thanh này cũng không tệ, nhất định không chịu thả người. Phó Tư lệnh Tương tức giận bỏ đi, sáng hôm qua Tư Mã Thanh mới nhận được điện thoại của Tư lệnh quản lý trực tiếp anh ta, Trịnh Nhất Thọ, nên không thể không đưa người bàn giao cho phòng công an quận Ngũ Mã. Nhưng, gần một tiếng sau đám Hứa Tam Cường đã được thả ra. Hơn nữa, nghe nói Hứa Đại Thiếu gia tuyên bố sẽ trả thù. Không phá bỏ được Hồng Diệp bảo thề không làm người gì đó. Diệp Phàm, cậu phải cẩn thận, Hứa gia có thể nhờ vả được Tương Huy, năng lượng không nhỏ đâu. Nếu thực sự muốn họ kiêng kỵ chúng ta thì phải nhanh chóng ra tay mới được. Bằng không, tối nào cũng sẽ bị người ta gây phiền phức. Vừa nói đến đây, bên ngoài đã truyền đến vài ba tiếng nổ. Lý Cường vội vã bước vào. Sao vậy? Diệp Phàm nhíu mày. Không biết là thằng chó nào ném mìn vào, làm sập tường rào nhà chúng ta. Giờ xung quanh trống rỗng, chúng đứng khắp nơi quăng mấy thứ linh tinh vào. Nhưng, em đang chú ý, chỉ cần bắt được vài tên là ổn thôi. Lý Cường nói. Thấy chưa, vừa mới nói xong. Cái này, chắc là mới bắt đầu, càng về sau sẽ càng phiền phức. Kiều Thế Hào nói. Được rồi, Lý Cường, cậu ra ngoài trước đi. Diệp Phàm khoát tay, sắc mặt trầm xuống. Liếc mắt nhìn Kiều Thế Hào một cái, nói. Chẳng lẽ Tương Huy có thể đả thông tư tưởng Trịnh Nhất Thọ? Chắc hẳn là không đâu, nghe Trần Thanh nói, Tương Huy với Trịnh Nhất Thọ không hợp nhau. Mà, gần đây hai người này cũng âm thầm cạnh tranh nhau vụ thăng lên thiếu tướng. Nghe nói cuối cùng khu cảnh vệ đề cử Tương Huy, cậu xem trong chuyện này có phải có gì kỳ lạ không? Kiều Thế Hào cười nói. Tư lệnh khu cảnh vệ là ai? Diệp Phàm hỏi. Tôn Lực, Kiều Thế Hào nói, chắc hẳn mới nhậm chức không lâu, trước kia không phải là Thang Tân Thanh sao? Diệp Phàm nói, ừ, cũng 2 năm rồi.
Tiêu Thế Hào nói. Tương Huy chắc hẳn sẽ không đi cầu cạnh chính nhất thọ quản lý trực tiếp của Tư Mã Thanh này, mà đi vòng từ cấp trên ép xuống, tức là nhờ vả Tôn Lực. Diệp Phàm nói. Thông minh, không hổ là ở chính phủ được 10 năm. Đúng vậy, chính tư lệnh Tôn đã hạ lệnh, cái này, Túc Nhất Tiêu cũng không vừa lòng, nhưng, cũng chẳng còn cách nào khác. Nghe nói Tương Huy với tư lệnh Tôn quan hệ không hề. Bằng không, sao lại đề cử gã? Nhân vật số một mà, trên danh nghĩa là đề cử dân chủ thôi. Trên thực tế không phải là nhìn vào thái độ của nhân vật số một sao. Kỳ thực, đều là mượn danh nghĩa. Kiều Thế Hào nói. Ai có thể ngăn chặn được Tôn Lực? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, ba tôi mà chịu ra tay thì chắc là được. Kiều Thế Hào cười nói. Không cần, em nghĩ, có một người có thể đấy. Diệp Phàm cười thần bí. Ai? Kiều Thế Hào thích thú. Anh nói Triệu Quát của Triệu gia có thể không? Diệp Phàm hỏi. Cái đó thì chắc chắn rồi, phó tư lệnh quân khu số 1 Bắc Kinh, lão không được còn ai được. Kiều Thế Hào ngẩn người, mỉm cười. Ha ha, cứ người mũ cao thì chặn được kẻ mũ thấp thôi. Đạo lý nó là như vậy, nhưng, muốn nhờ vả được Triệu Quát thì em cũng có chút phiền phức. Không có lợi ích thì ai mà muốn động đến Tôn Lục nhân vật số 1 của khu cảnh vệ này, người ta chưa chắc đã chịu làm. Nói đến đây Diệp Phàm liếc mắt nhìn Kiều Thế Hào nói. Anh nói thử, hiện tại Triệu gia đang thiếu gì? Phải là lợi ích khiến họ động lòng, cái này đối với Triệu gia mà nói thì hơi khó. Nếu bàn về thực lực, Triệu gia còn hơn Kiều gia chúng ta, quyền lực gia đình họ thuộc hàng đầu rồi. Đương nhiên, từ khi Triệu Bảo Cương lui về tuyến 2, thực lực của họ cũng giảm xuống. Nhưng, hẳn vẫn còn nằm ở tầng thấp nhất của hàng đầu tiên. Tốt xấu gì cũng ở hạng nhất, chưa rớt xuống hạng 2. Mà bên chính giới Triệu Sương Sơn là ủy viên Bộ Chính trị, bên quân giới Triệu Quát là phó tư lệnh quân khu số 1 Bắc Kinh, rồi Triệu Phóng Hào là phó tư lệnh hạm đội Đông Hải nữa. Thực lực Triệu gia tương đối hùng hậu, cậu hỏi bọn họ thiếu gì, tôi cảm thấy nhất thời khó tìm được họ đang thiếu gì. Dù người ta có thiếu cái gì, chúng ta cũng không thể nào tìm được thứ khiến họ động lòng. Bởi vì, trình tự khác nhau. Kiều Thế Hào nói thẳng. Chuyện này đúng là khó, muốn người ta giúp, thì mình phải có gì khiến người ta vừa lòng mới được. Nói về tiền tài, người ta không thiếu, hơn nữa, anh tặng chưa chắc người ta đã nhận. Đúng là hơi phiền phức, trước kia chân của lão Triệu có bệnh, em còn thường xuyên qua đó, giờ thì chữa khỏi cho người ta rồi. Sớm biết thế này lúc trước em cứ kéo dài thêm, đáng tiếc. Diệp Phàm có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Vậy xuống tay tự y học đi. Lúc này, Kiều Viên Viên đột nhiên xen vào. Triệu Bảo Cương đã khỏe rồi, có bệnh gì nữa đâu, không thể nào người ta đang khỏe mạnh lại nói thành có bệnh được, Diệp Phàm anh không làm được. Diệp Phàm nói, Triệu Bảo Cương không bệnh, chẳng lẽ những người khác trong Triệu gia không mắc bệnh hay sao? Kiều Viên Viên nói, vậy em nói thử xem, ai bệnh? Kiều Thế Hào không kìm nổi hỏi. Bị bệnh thì không, nhưng, cũng khiến người ta phải phiền đấy. Kiều Viên Viên cười thần bí, nói. Đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc ai có bệnh, bệnh gì, anh có chữa được không? Diệp Phàm có chút bực bội. Hi hi. Kiều Đại Tiểu Thư mỉm cười, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Kỳ thực cũng không coi là bệnh, nghe nói trên mặt nổi rất nhiều mụn. Gần đây bị rất nặng, không dám gặp ai cả. Triệu gia có ai bị như vậy? Diệp Phàm như cười như không nhìn Kiều Viên Viên. Triệu Mỹ Mỹ. Kiều Viên Viên nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói tiếp. Hậu cung hoàn kia của anh có thể có tác dụng đấy. Triệu Mỹ Mỹ, chưa từng nghe nhắc đến. Diệp Phàm nói, là con gái của Triệu Sương Sơn, nghe nói năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp học viện âm nhạc Đức, đàn dương cầm hay lắm. NGSA nói còn được đề cử giải vàng ở Viên, ở trong nước được xưng là Bắc Kinh cầm hậu. Kiều Viên Viên nói, chắc hẳn Triệu Mỹ Mỹ rất được ông cụ Triệu thương yêu. Kiều Thế Hào nói, Triệu gia tuy nói là gia tộc lớn, anh chị em tương đối nhiều. Nhưng cháu gái, chắc hẳn ông cụ Triệu thương Triệu Giai Trinh và Triệu Mỹ Mỹ nhất. Triệu Giai Trinh tuổi tác lớn rồi, hiện nay cháu gái được cưng chiều nhất chính là Triệu Mỹ Mỹ. Kiều Viên Viên nói, cũng đúng, người ta biết đàn dương cầm, còn được xưng là Bắc Kinh cầm hậu, chắc chắn là có nhiều người hâm mộ. Tự nhiên mặt nổi mụn như vậy, sẽ chẳng thể nào dám ra đường được. Kiều Thế Hào cười nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm.
không phải cơ hội của cậu đã đến rồi sao? Cái gì mà cơ hội đến, nhiều nhất thì em cũng chỉ đi chữa mụn thôi mà. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn nói, liếc mắt nhìn Kiều Viên Viên. Anh thấy em rất ít khi ra khỏi nhà, sao chuyện này mà em cũng biết? Anh nghĩ rằng Kiều Viên Viên em không có người trong vòng tròn bí mật sao, chuyện trong vòng cũng chẳng có gì bí mật cả. Đương nhiên, người trong vòng tròn cũng không nhiều. Em chỉ cần cùng mấy chị em kia gọi điện nói chuyện là biết thôi. Nghe nói khoảng thời gian trước Triệu Mỹ Mỹ có tổ chức một buổi hòa nhạc, nghe nói đều mời những người nổi tiếng trong giới âm nhạc. Thiệp mời đã phát cả rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, Triệu Mỹ Mỹ lo đến phát khóc, người trong Triệu gia ai cũng vì cô ấy mà không được yên. Cuối cùng, ông cụ không còn cách nào khác, ngay cả ngự y của Trung Viên Hải Triệu gia cũng đã mời luôn rồi. Kết quả là chưa chữa được. Kiều Viên Viên nói, đúng là có chút phiền phức, nhưng cứ đi thử xem. Cái này, nếu có thể chữa được, Triệu Sương Sơn sẽ thiếu Diệp Phàm cậu một ân tình. Cứ để người ta nợ mình trước, sau đó cậu đem chuyện sân nhà mình bị đập kể cho ông cụ Triệu nghe. Người ta sẽ tự ra tay thôi. Kiều Thế Hào cười nói, chỉ có thể làm vậy thôi, hai, chỉ có thể dày mặt đến đó. Nếu không chữa được, phe này mất mặt to. Diệp Phàm thở dài. Chị không khỏi thì người ta cũng đã cho anh sờ rồi, Diệp Phàm anh có thiệt thòi gì đâu. Kiều Viên Viên đột nhiên phán một câu, Diệp Phàm suýt nữa bị nghẹn, trừng mắt nói với cô nàng. Không phải anh đang vì cái nhà này sao? Em nhìn xem, em lại như vậy rồi. Anh chữa bệnh, chứ có phải đi sờ mặt người ta đâu đúng không? Hơn nữa, phải tốn rất nhiều công lực đấy. Chương 2102, củ cải ngon không thể nhường nhịn được. Chỉ mong là vậy, nghe nói Triệu Mỹ Mỹ đẹp hơn Triệu Giai Trinh nhiều. Trong số các người đẹp, cô ta cũng có tiếng lắm, còn được xưng là Dương Cầm Hậu nữa. Kiều Viên Viên có chút ghen tuông, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Chủ yếu là từ lần Kiều Viên Viên nhìn thấy Diệp Phàm hôn từ biệt Kiều Long nên trong lòng vẫn còn chút bực bội. Đương nhiên, Kiều Viên Viên chỉ ghen tuông chút xíu vậy thôi, chứ không làm ầm ĩ lên như những phụ nữ khác. Chỉ châm chọc vị quân tử này vài câu thôi. Quân tử đối lý, nên đành cười trừ. Sáng hôm sau, Diệp Phàm đến văn phòng một lát, chuẩn bị đứng dậy đến nhà Triệu gia. Nhưng, lúc này đột nhiên vang lên gõ cửa, Diệp Phàm lên tiếng đồng ý thì thấy trưởng phòng Dương Tiến trưởng phòng 4 bước vào. Có chuyện gì à? Diệp Phàm chỉ vào ghế đối diện, bảo trưởng phòng Dương ngồi xuống. Chủ nhiệm, tôi bị phê bình. Dương Tiến bộ dạng có chút oan ức. Phê bình, ai phê bình anh? Diệp Phàm mặt nghiêm, hỏi. Chủ nhiệm Vu nói nếu một vụ án nhỏ mà cũng không giải quyết được thì còn làm trưởng phòng cái gì nữa? Anh ta nói cấp trên có người hối thúc chuyện này. Trưởng phòng Dương nói. Cấp trên, vị nào? Diệp Phàm hỏi, cảm thấy hai con chó này càng ngày càng quấy dữ, không ngờ còn quấy lên cấp trên. Hôm đó Phó Bí Thư Thành ủy Bắc Kinh đồng chí Điền Thắng Lợi đến thành phố ngầm quan sát dân tình, không ngờ ông ấy lại gặp hai nhân viên cửa hàng bán chó cãi nhau. Họ đứng khẩu chiến ngay trước cửa hàng, khiến cả con phố ai nấy cũng đến xem náo nhiệt. Phó Bí Thư Điền thấy vậy cũng đến gần, kết quả sau khi tìm hiểu rõ tình hình cảm thấy phòng đốc thúc chúng ta không làm việc hết sức, bèn gọi ngay cho chủ nhiệm Vu. Chủ nhiệm Vu bị làm khó, nên, tôi bị liên đới. Chủ nhiệm Vu hạn cho tôi trong vòng một tuần phải giải quyết xong chuyện tranh chấp của cửa hàng chó. Phiền phức, việc này đúng là phiền phức. Trưởng phòng Dương mặt đen xì. Đương nhiên ấn đường đen như vậy, là điềm báo sắp gặp xui xẻo. Vốn việc này của bên công an, sao lại khiển trách phòng đốc tra chúng ta? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đã gửi thông báo cho phòng công an quận Ngũ Mã rồi, bọn họ đang tăng cường điều tra. Nhưng, cần phải có thời gian. Trưởng phòng Dương nói. Vậy cậu cứ trực tiếp đem việc này báo cáo lại với Phó Bí Thư Điền là được rồi, giờ cũng đang đúng lúc đấy. Quận Ngũ Mã là quận Ngũ Mã của Bắc Kinh, sự đốc thúc của Phó Bí Thư Điền sẽ có tác dụng hơn. Diệp Phàm nói, cảm giác Vu Quý Phát này không biết có phải là muốn gây chuyện không. Chuyện này rõ ràng khi Bí Thư Điền gọi điện đến có thể phản kích lại. Không biết lão Vu này đã nói những gì, cuối cùng lại ép thủ hạ của mình. Tôi cũng đã nói với chủ nhiệm Vu rồi, chủ nhiệm Vu nói cũng đã phản ánh, nhưng vẫn vô dụng. Trưởng phòng Dương nói, được rồi. Chiều này tôi sẽ qua đó xem thử, tôi không tin, chỉ hai con chó đó mà có thể làm khó được phòng đốc tra chúng ta.
Bí thư Điền phê bình cũng có lý, một vụ án nhỏ mà còn không đốc thúc được, vậy vụ án lớn sẽ ra sao chứ? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Từ lần âm thầm điều tra trước, hai chủ tiệm đều có chút ẩn tình gì đó. Nói chuyện đều có chút giấu giếm. Không phải trong chuyện này có chút gì đó bí mật chứ? Phải điều tra cho rõ ràng, để giúp hai cửa hàng bình ổn mối quan hệ. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng, đem việc này kể lại một lượt. Ừ, suy nghĩ của ông em đúng rồi đấy. Một bên bán chó, một bên bán thịt chó, một chuyện nhỏ như vậy sao lại không xử lý được? Chắc hẳn, sau lưng hai chủ tiệm này có quan hệ gì đó. Mà chẳng qua hai người bọn họ cũng chỉ là quân cờ để người ta sai khiến thôi, hai nhân vật thực sự đang đọ tay đằng sau. Bởi hai người kia đọ sức nên khiến vụ án ngày càng phức tạp. Nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế là có ảnh hưởng của người đứng sau, khiến cho vụ này nhất thời không dàn xếp được. Còn về lão già Vu Quý Phát, chắc hẳn là muốn làm ngư ông đắc lợi. Cậu là chủ nhiệm phòng đốc tra vậy mà một việc nhỏ thế này cậu cũng không dàn xếp được. Vậy chẳng phải là cậu quá vô dụng sao? Đến lúc đó người có tâm sẽ báo lên cấp trên, ông em cũng sẽ bị động. Thiết Chiêm Hùng phân tích nói. Vậy bắt đầu điều tra từ hai chủ tiệm này, nếu có thể điều tra được người đứng sau thì tốt quá rồi. Diệp Phàm nói. Muốn điều tra người đứng sau cũng hơi khó, nếu là người thân thì dễ điều tra hơn. Nhưng, nếu không phải thân thích gì, cậu muốn tra, trừ phi tìm được người biết chuyện. Thiết Chiêm Hùng nói. Mẹ kiếp, chọc em tức lên thì em chẳng thèm theo quy tắc thông thường gì nữa. Diệp Phàm tức giận. Không theo quy tắc thông thường, có lý. Chuyện này nếu cứ theo quy tắc thông thường thì trong 1-2 tháng không thể tra ra được. Mà, cậu có cảm thấy Điền thắng lợi cũng khả nghi không? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Khả nghi cái gì, lão âm thầm đi xem xét tình hình, phát hiện ra việc này cũng bình thường mà. Diệp Phàm thuận miệng nói. Chưa chắc. Có một số việc cậu nhìn bề ngoài thì thấy bình thường. Nhưng, cậu đi sâu tìm hiểu, sẽ lộ ra những điểm không bình thường. Theo lý mà nói, Điền Thắng Lợi chẳng qua chỉ là một phó bí thư thành ủy Bắc Kinh, nói về cấp bậc người ta là cấp phó tỉnh, cấp bậc cao hơn so với cậu. Nhưng, nói từ phạm trù chức quyền, lão ta dựa vào cái gì mà lại đến địa bàn của cậu vung tay múa chân? Hơn nữa, tại sao lại đúng lúc đến như vậy, lão vừa đi thể nghiệm. Quan sát dân tình đã phát hiện ra ngay chuyện cửa hàng thịt chó. Cái này có quá trùng hợp không, Bắc Kinh rộng lớn thế nào chứ? Điểm này, rất đáng để cân nhắc đấy. Thiết Chiêm Hùng nói, lúc trước em cũng thấy kỳ lạ, nhưng, nếu nói từ phương diện khác, Điền Thắng Lợi là nhân vật số 4 ở Bắc Kinh, lão đưa chút chỉ thị cho phòng đốc tra bọn em cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ đến nói cũng chẳng cho người ta nói sao? Hơn nữa, cấp bậc của lão như thế nào chứ? Diệp Phàm nói, cậu nói cũng có lý, nhưng, chuyện này không bình thường chút nào. Kệ, tôi phải sắp xếp người điều tra lão Điền Thắng Lợi này cái đã. Thiết Chiêm Hùng nói, ngừng một lát, chắc là đang sắp xếp người đi điều tra. Lát sau, Thiết Chiêm Hùng hỏi, ông em, nghe nói nhà cậu bị tên thiếu gia họ Hứa đập à? Cái này, sao không giống phong cách làm việc của ông em nhỉ? Vâng, Tư Mã Thanh cảnh vệ khu đã nói với em rồi. Em cũng cho người đi điều tra, không ngờ việc này lại liên quan đến tư lệnh khu cảnh vệ Tôn Lực. Qua điều tra là do phó tư lệnh Tương Huy nhờ vả. Lúc đó Tư Mã Thanh không cho thả người, nên sau đó Tương Huy đã đi nhờ vả Tôn Lực. Kết quả, Tư Mã Thanh không thể nào chống lại được tư lệnh Tôn, đành thả người. Đương nhiên, cũng không thể trách Tư Mã Thanh, cậu ta đã cố gắng hết sức, đồng chí này cũng không tệ đâu. Diệp Phàm nói. Cũng đúng. Tư Mã Thanh chỉ là một thiếu tá nhỏ, làm sao chống lại nổi nhân vật số 1 của khu cảnh vệ, Tôn Lực kia, vậy khác nào đi tìm chỗ chết. Nhưng, ông em, hiện nay có thể cậu sẽ có chút phiền phức. Vốn muốn thông qua bên quân đội để chỉnh Hứa thiếu gia, giờ người ta lại được thả ra rồi. Nghe nói tên nhãi kia tuyên bố sẽ không khách khí với cậu, ha ha, Thiết Chiêm Hùng tôi cảm thấy buồn cười quá. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười. Còn không phải là do thủ hạ của anh làm việc quá tốt sao? Diệp Phàm hừ giọng nói. Cấp dưới của tôi, có ý gì? Thiết Chiêm Hùng hơi sửng sốt, hỏi. Phòng công an quận Ngũ Mã không phải thủ hạ của anh thì của ai? Hứa thiếu gia vừa được giao đến đấy chưa được một tiếng đã thả người rồi. Đây căn bản là dung túng mà. Điều tra cái rắm. Diệp Phàm tức giận.
Ha ha, lúc trước tôi muốn nhúng tay vào, cậu kiên quyết không chịu. Giờ không giải quyết được, có phải muốn anh Thiết tôi ra tay rồi không? Thiết Chiêm Hùng giọng đầy đắc ý. Không cần, em đã có cách. Diệp Phàm cười đắc ý. Có cách thì tốt, tôi đoán, chắc cậu có đường bên quân đội đúng không? Tôn Lực tuy nói là thiếu tướng, tư lệnh khu cảnh vệ, nhưng thượng cấp của anh ta là quân khu Bắc Kinh. Đúng rồi, chắc chắn là cậu đi tìm Triệu gia. Tôi nói có đúng không? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đúng là cái gì anh cũng đoán ta được. Diệp Phàm hết chỗ nói, đúng là cái gì cũng đều bị Thiết Chiêm Hùng đoán ra cả rồi. Không lâu sau, Thiết Chiêm Hùng lại nói. Chuyện Điền thắng lợi cơ bản đã điều tra xong, vợ lão tên Trương Diệp Quốc, con là Điền Minh, không theo chính trị, tên nhóc này thích lăn lộn trốn thương trường. Mở một công ty tên Thái Nguyên, chắc hẳn là kinh doanh theo kiểu tay không bắt giặc, dựa vào quyền thế và mạng lưới quan hệ của cha mình, buôn đất sang tay kiếm lời. Điền Minh, Điền Minh, Diệp Phàm lẩm nhẩm, đột nhiên nói. Em nhớ ra rồi, tên này hình như quan hệ rất thân với Trương Nhất Đống. Năm ngoái hình như còn gặp họ đi chung, đấu võ mồm với em nữa mà. Nhưng, đương nhiên là chúng không thắng nổi rồi. Trương Nhất Đống, ha ha, núi không chuyển thì nước chuyển, bây giờ có phải đang chuyển rồi không? Chuyện này, lẽ nào đằng sau không có bóng dáng của Trương Nhất Đống? Thiết Chiêm Hùng mỉm cười. Có khả năng là vậy, mâu thuẫn giữa em với Trương Nhất Đống không thể nào dàn xếp được. Hiện tại chắc hẳn Trương Nhất Đống đang nhìn chằm chằm vào phòng đốc tra. Chỉ cần có vấn đề gì đó sẽ lập tức nhúng tay vào làm vài động tác nhỏ gây khó dễ cho em. Đến lúc đó em không xử lý được thì hắn sẽ ra mặt giật dây những người khác, chẳng hạn những cán bộ cấp cao như ủy viên Trương nhúng tay vào. Mẹ kiếp, đúng là âm hồn không tan mà. Chuyện ở tỉnh Giang Đô còn chưa có tin tức gì, không thể để chuyện của hai cửa hàng thịt chó này làm hỏng việc được. Đám người kia, đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào được. Diệp Phàm mắng một câu. Ha ha. Người anh em, chắc hẳn cậu còn có nguyên nhân khác. Thiết Chiêm Hùng cười gượng một tiếng. Nguyên nhân gì? Diệp Phàm kỳ thực đang giả ngu. Triệu Tứ. Thiết Chiêm Hùng cười gượng. Triệu Tứ liên quan gì đến em? Người ta thích lấy chồng hay không? Liên quan gì đến em? Diệp Phàm tức giận hừ giọng nói. Chưa chắc, Triệu Tứ cậu không thể cưới, vì cậu có kiểu Viên Viên. Hơn nữa, nói về tuổi tác Triệu Tứ cũng hơi lớn một chút. Diệp Phàm cậu sau này tiền đồ vô lượng, sau này địa vị trên cao phải thường xuyên đưa vợ theo, cũng không ổn lắm. Nhưng, Triệu Tứ bị gả cho ai cũng không chịu được. Chắc chắn cậu không muốn cô ấy được gả cho Trương Nhất Đống. Bởi vì, hắn đối đầu với cậu. Cái này, củ cải ngon làm sao nhường cho hắn được đúng không nào? Thiết Chiêm Hùng nói. Chương 2103, chó cũng có cái lý của chó. Cái đó đương nhiên. Dựa vào cái gì mà lại dâng Triệu Tứ cho cái thằng Trương Nhất Đống đó, Diệp Phàm em muốn phá hỏng việc này. Hơn nữa, Trương Nhất Đống cũng đang ghen, cho nên mới không ngừng đối đầu với em. Từ thủ đô cho đến thành phố Hải Đông, thằng nhóc này hiện tại ở Hải Đông lăn lộn cũng không tệ. Chắc hẳn không lâu sau sẽ dọn đường về phủ. Hưng, nếu chuyện này do thằng nhãi này nhúng tay vào, em đây chắc chắn sẽ phải khắc phục vụ này thật tốt, để cho thằng nhãi này bực bội trước rồi tính sau. Diệp Phàm khí thế ngẩng cao. Đúng vậy, đàn bà của mình thì phải khiến cho cô nàng được hạnh phúc. Nghe nói Triệu Tứ cũng chẳng ưa gì cái tên Trương Nhất Đống này, vụ hôn nhân này, chắc chắn hoàn toàn là vì mục đích chính trị. Triệu gia cần mượn sức mạnh chính trị của Trương gia, còn điểm yếu của Trương gia là ở quân giới. Hai nhà kết hợp, đúng là có thể bù đắp được cho nhau. Thiết Chiêm Hùng nói, Triệu gia là một cây đại thụ, Trương gia, chỉ có thể là tiểu thụ. Là một tấm lót thôi. Cái này, cũng là vận mệnh của Trương gia. Mà, hình như Trương gia với Triệu gia không cùng một hệ. Diệp Phàm nói. Triệu gia chắc hẳn muốn thông qua Trương gia để duỗi tay vào vòng tròn của Trương Hia, hai hệ tương trợ cho nhau thì có thể làm mưa làm gió trên chính đàn của quốc nội rồi. Bằng không, Triệu gia căn bản sẽ chẳng thèm để mắt đến Trương gia. Trương gia có cái gì chứ? Chỉ có mình Trương Hướng Đông, ủy viên quốc hội này là có chút phân lượng. Triệu gia người ta có Triệu Sương Sơn là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Quốc hội đã là gì? Còn về phần Trương Quốc Đông, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phân lượng lại càng nhẹ hơn. Thiết Chiêm Hùng nói, Trương gia nghe nói là tiểu phượng hệ, cũng chính là hệ của Phượng Bảo Sơn kia. Tuy nhiên,
nghe nói Phượng Bảo Sơn của Phượng Hệ bệnh sắp chết, lão mà đi, e là tiểu Phượng Hệ cũng nghiêng ngã. Diệp Phàm nói, ừ, nếu Phượng Bảo Sơn đi quá nhanh, tiểu Phượng Hệ còn chưa phát triển đã sập rồi, có khả năng Triệu gia cũng nhìn thấy được điểm này rồi không? Cho nên, mới muốn thông qua Trương gia, thu nạp toàn bộ tiểu Phượng Hệ. Đến lúc đó, vòng tròn của Triệu Hệ sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu Phượng Bảo Sơn đi, vòng tròn của lão cũng có không ít người. Chẳng hạn như những cán bộ cấp tỉnh bộ cũng có vài người có phân lượng. Có thể đưa về vòng tròn Triệu gia, vậy thì đúng là đã bổ sung một số cán bộ hữu lực cho hệ thống quyền lực của Triệu gia. Triệu gia đã có những nhân vật ở tầng cao, có điều là vẫn chưa có cơ hội gia nhập vào cửu thường thôi. Nếu có thể sát nhập với tiểu Phượng Hệ, đó cũng là tấm đệm tốt để Triệu Sương Sơn gia nhập chiếc ghế cửu thường. Mắt của Triệu Bảo Cương sắt bén lắm đấy. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Được rồi, những chuyện lớn như vậy chúng ta chẳng lo được đâu. Không nói nữa. Diệp Phàm nói rồi gác máy. Miệng cười lạnh nói. Trương Nhất Đống, chúng ta đấu với nhau đúng không nào? Chiều, Diệp Phàm cùng với trưởng phòng Dương Tiến đến thẳng phố Môn Đại quận Ngũ Mã, thành phố Bắc Kinh. Đương nhiên, Diệp Phàm biết, bề ngoài chắc chắn chẳng thể điều tra được gì. Cho nên, Diệp Phàm cũng chẳng ôm hy vọng gì khi đến đây, chẳng qua chỉ giả bộ vậy thôi. Để tạo cho người đứng sau có cảm giác đã thành công trong việc này. Chu Đương Lâm chủ tiệm cửa hàng canh Chu Ký cùng với Ngưu Nhất Đa, chủ tiệm chó cưng đều đã được thông báo trước chuyện này, cho nên, cả hai đều có sự chuẩn bị. Mỗi người đem theo mười mấy nhân viên cửa tiệm, xếp hàng ngay ngắn trước cửa tiệm. Hơn nữa, trước cửa còn treo biểu ngữ nhiệt liệt hoan nghênh chủ nhiệm Diệp phòng đốc tra văn phòng trung ương. Tạo thanh thế quá nhỉ? Diệp Phàm mỉm cười nói. Hoan nghênh lãnh đạo phải phô trương thế à? Dương Tiến nói. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười cười bước xuống xe. Trong lòng vừa ngẫm nghĩ đã hiểu ngay. Nếu đã là do Trương Nhất Đống gây ra thì chắc chắn y muốn việc này càng ồn ào càng tốt. Đến lúc đó, mình không xử lý được, vậy chẳng phải chứng minh rõ chủ nhiệm văn phòng trung ương Diệp Phàm này không có năng lực, chút việc nhỏ mà cũng xử lý không xong. Trương Nhất Đống này đã suy tính rất kỹ. Dưới tràng vỗ tay chào đón nhiệt tình của chủ tiệm cùng nhân viên, Diệp Phàm bước xuống bắt tay hai chủ tiệm, lúc này, người đến xem rất đông, vừa nhìn thấy biểu ngữ, cũng bắt đầu bàn luận. Chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương Diệp, quan lớn thật đấy. Lúc này, một người để chùm râu rậm nhún vai nói. Cái đó đương nhiên rồi, văn phòng trung ương là chỗ nào chứ? Nghe nói là cơ cấu phục vụ lãnh đạo. Không cần nói văn phòng trung ương, ngay cả ủy ban quận Ngũ Mã này mà xuống, thì các ông chủ tử lâu ở quận này, ai mà không nịnh bợ chứ? Một thanh niên mặc áo jacket đỏ nói. Nghe nói ông chủ Ngưu với ông chủ Chu đánh nhau vài lần, chẳng lẽ chủ nhiệm Diệp xuống điều tra vụ này? Quái, không phải chỉ một con chó thôi sao, sao lại phiền cả lãnh đạo lớn xuống vậy? Anh bạn dâu ngắn nói. Chó, nghe nói là chó ngao, còn thuần giống nữa. Một con hơn mấy trăm ngàn, không phải con số nhỏ đâu. Nhưng, ông chủ Ngưu với ông chủ Chu buôn bán cả mấy năm nay, hơn trăm ngàn đã đáng là gì? Tại sao hai cửa hàng cứ phải cãi nhau mãi thế, khiến cả việc kinh doanh dường như cũng kém đi nhiều? Người mặc áo đỏ hơi nghi ngờ, nói. Trời mới hiểu được, mấy người này, rõ ràng là ăn no rừng mỡ mà. Người râu ngắn hừ giọng nói. Sau khi hai bên hàn huyên, Diệp Phàm bước vào cửa tiệm thú cưng của ông chủ Ngưu nhìn một lượt, thấy có đủ các loại chó. Nào là chó chăn dê, chó chăn cừu đức, chó săn, chó dubin, chó labrador. Có đủ cả. Để điều tra chuyện này, đương nhiên Diệp Phàm đã bảo thư ký tìm rất nhiều tài liệu có liên quan, bản thân cũng sắp trở thành chuyên gia các loài chó rồi. Chó nhiều quá nhỉ ông chủ Ngưu. Diệp Phàm nhìn lướt qua, mỉm cười nói. Cũng tạm thôi. Có điều. Từ sau khi con chó ngao bị ông chủ Chu trộm đi cách thủy, tình hình kinh doanh của tiệm chúng tôi tụt dốc không phanh. Có người còn đồn đại nói chó trong tiệm chúng tôi là hàng giả. Những người ăn thịt chó ngao nói, chẳng khác gì với thịt chó bình thường. Chắc chắn không phải là chó ngao thuần giống, là loại chó tạp gì đấy. Ngưu Nhất Đa tôi đã mở tiệm này bao nhiêu năm, có bao giờ bán hàng giả đâu chứ. Cái này chắc chắn là dựng chuyện mà, tôi nghi ngờ. Chuyện này là do ông chủ Chu xui khiến. Dụng tâm độc ác quá, muốn tôi đóng cửa cũng đâu cần hạ độc thủ như vậy chứ, đúng không nào? Ông chủ Ngưu tức giận nói.
Ồ! Diệp Phàm cố ý thốt lên một tiếng kinh ngạc, liếc mắt nhìn ông chủ Ngưu một cái, hỏi. Tôi có liếc sơ qua, cửa hàng của ông chủ Chu nghe nói đã mở được hơn 100 năm, tiệm canh Chu Ký nghe nói được tổ tiên truyền lại, tiệm thú cưng của ông chắc không mở sớm bằng họ đâu nhỉ. Đương nhiên không sớm được như bọn họ, chúng tôi mới mở được 15 năm. Cũng chính vì thế, chúng tôi mở cửa hàng chó cưng ở đây, bọn họ liền có ý kiến ngay. Ông chủ Ngưu nói, có ý kiến, hai người nước sông không phạm nước giếng, có ý kiến gì chứ? Tuy nói đối tượng kinh doanh của hai bên đều là chó, nhưng cách bán hoàn toàn khác nhau. Diệp Phàm hỏi, chủ nhiệm Diệp, anh không hiểu được, bọn họ luôn có ý kiến với chúng tôi, bởi vì, chúng tôi là cửa hàng chó cưng, là nơi những người yêu chó lui tới. Không thương chó còn mua chó về nuôi không phải là tự kiếm phiền phức sao, hơn nữa, chó ở cửa hàng chó cưng chúng tôi đều là những giống nổi tiếng, con nào cũng là hàng thượng phẩm, giá cả không rẻ chút nào. Rẻ nhất cũng không dưới mấy chục ngàn. Anh thử nghĩ coi, người đến chỗ chúng tôi cưng chó, muốn bảo vệ chó. Còn Chu gia thang ký lại giết chó ăn thịt, hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ của cửa hàng chúng tôi. Cho nên, bình thường, Chu ký thường bị vài khách hàng của tiệm chúng tôi chỉ trích, bảo họ không được làm bậy giết chó ăn thịt nữa. Cho nên, bọn họ luôn có ý kiến với chúng tôi. Lần này cố ý trộm con chó ngao của chúng tôi là để sinh sự đặt điều đuổi chúng tôi đi. Ông chủ Ngưu nói. Chắc hẳn, các ông cũng có ý kiến với bọn họ. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cái đó là đương nhiên, chúng tôi luôn đề xướng bảo vệ động vật. Giết chó, chuyện máu chảy đầu rơi tàn nhẫn như vậy mà họ cũng làm. Chúng tôi đã khuyên họ rồi, nhưng, chẳng cách nào khuyên được. Ngược lại còn làm tổn thương nguyên khí của hai bên. Ông chủ Ngưu nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, lại nói thêm. Dù thế nào, tôi cũng phải giành được lẽ phải cho mình. Bọn họ chẳng những phải bồi thường cho tôi con chó ngao thuần chủng, mà còn phải đăng báo thừa nhận sai lầm, phải đốt pháo trải lụa hồng đến trước cửa tiệm chúng tôi xin lỗi. Rồi còn phải đền bù mọi tổn thất do chuyện này gây ra. Vì, tổn thất này không hề nhỏ, trong khoảng thời gian này cửa hàng chúng tôi buôn bán chẳng được 20% ngày xưa. Ông chủ Ngưu nói, bồi thường, tìm tòa án giải quyết đi, chúng tôi chỉ điều đốc việc này, chỉ có thể đề nghị các bộ phận liên quan giải quyết thôi. Diệp Phàm nói, tìm rồi, bên công an cứ kéo dài, tòa án cũng trì hoãn, chúng tôi không gắng gượng được nữa, chủ nhiệm Diệp ạ. Nếu phòng đốc tra văn phòng trung ương các anh không cách nào đốc tra, Ngưu Nhất Đa tôi đành phải báo cáo lên nội các chính phủ. Ngưu Nhất Đa khí thế tăng vọt. Ồ, ông chủ Ngưu, ông đang uy hiếp chúng tôi đó à? Diệp Phàm đột nhiên biến sắc, hừ lạnh nói. Cái đó, xin lỗi chủ nhiệm Diệp, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi sao dám uy hiếp anh? Chỉ là, nếu việc này không được xử lý, bát cơm cả nhà chúng tôi bị đứt mất, không còn cách nào khác đúng không? Tuy nhiên, tôi tin chủ nhiệm Diệp đã xuống thì sẽ giải quyết tốt chuyện này, để chúng tôi được vừa lòng, đúng không nào? Ông chủ Ngưu hơi sửng sốt, vội vàng giải thích, lão hơi sợ tên Diệp Phàm này. Ừ, được rồi, chúng tôi qua bên kia một lát. Diệp Phàm hừ một tiếng, cất bước sang cửa hàng của ông chủ Chu. Chủ nhiệm Diệp, cửa tiệm Chu ký chúng tôi là cửa hiệu lâu đời. Cửa hiệu dù vài lần sửa chữa, nhưng, tấm biển Chu ký chưa từng động vào. Những người già ở Bắc Kinh này còn phải đi bao nhiêu phố, đổi bao nhiêu xe để đến Chu ký chúng tôi. Không ngờ bọn họ, một tiệm bán chó mới mở mà lại muốn đuổi chúng tôi đi, đây là đạo lý gì chứ? Chu Đương Lâm tức giận nói. Ông chủ Ngưu mới mở tiệm được mười mấy năm đúng không, mười mấy năm nay. Không phải mọi người đều sống yên ổn với nhau sao? Tại sao vì một con chó mà ầm ĩ như vậy? Ông xem, hai nhà thế nào rồi? Ông chủ Ngưu quả có làm mất con chó ngao, còn các ông quả thật nửa đêm cũng có cách thủy con chó ngao đó. Ông chủ Lưu ông có thừa nhận điều này không? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi có cách thủy con chó ngao, nhưng không phải con chó của ông chủ Ngưu. Chúng tôi mua của người khác mà. Hơn nữa, ông chủ Ngưu có mất con chó ngao không đâu ai nói rõ được. Có lẽ ông ta bán cho ai rồi đổ vấy lên tôi. Cái đạo lý này, muốn chơi người ta thì cái gì mà chẳng dám làm, họ luôn tức tối vì cửa hàng chúng tôi giết chó bán thịt, kỳ thực, chó của chúng tôi đều mua bán đàng hoàng. Chẳng làm gì trái với pháp luật, huống hồ, Chu ký chúng tôi bán thịt chó đã hơn 200 năm lịch sử rồi. Ngay cả Hoàng thượng Đại Thanh cũng đã từng nếm món canh thịt chó của Chu ký.
ông chủ Ngưu đến sau, mà còn muốn đuổi chúng tôi đi, ức hiếp người quá đáng mà. Ông chủ Chu hừ giọng nói. Chương 2104, giáo huấn một chút. Chúng tôi đã kiểm tra đơn nhập hàng của ông chủ Ngưu, quả là có một con chó ngao, nếu muốn đi thì cũng phải có chỗ bán chứ. Chó ngao vô cùng hung dữ, không có chứng nhận nuôi chó, không có chỗ bán đúng quy định, ông chủ Ngưu sẽ không dám bán động vật hung dữ này. Nếu làm như vậy chúng tôi sẽ tới tìm ông ấy ngay. Lúc này, trưởng phòng phòng 4 Dương Tiến bổ sung. Còn các ông nói hàng của mình cũng được mua bán đàng hoàng. Hơn nữa, các ông cũng có nói tối đó các ông có nấu cách thủy một con chó ngao thuần giống. Loại chó ngao quý như vậy, các ông mua ở đâu? Chúng tôi yêu cầu các ông đưa chứng minh cung ứng hàng hóa, nhưng các ông luôn đùn đẩy, chẳng lẽ các ông không rõ lai lịch của con chó ngao? Sao có thể như thế được, lúc đầu chúng tôi không đưa chứng nhận cung ứng hàng, là vì người ta không muốn lộ diện. Nhưng, nếu các anh cần thứ đó, để tôi gọi người ta đưa giấy chứng minh đến, các anh có thể kiểm tra, cũng có thể phái người đến Tây Tạng điều tra, chúng tôi không hề nói dối. Ông chủ Chu nói, ra hiệu cho một người trung niên đem tài liệu có liên quan đến. Sau khi Dương Tiến nhận lấy bèn kiểm tra cẩn thận rồi đưa cho Diệp Phàm, nhưng, Diệp Phàm khoát tay nói. Không cần, anh xem là được rồi. Vì Diệp Phàm tin, nếu muốn làm chứng nhận giả không khó khăn gì. Chỉ cần anh có tiền, có gì mà không làm được. Đúng lúc này, tại một bàn cách đó không xa có một thanh niên đang vắt chéo chân, nói. Điều tra, tôi thấy mấy người đi qua đi lại cả N lần rồi, tới giờ đã điều tra được cái gì chưa? Chẳng được cái dám gì, không phải các người từ phòng đốc tra văn phòng trung ương tới hay sao? Một con chó mà giải quyết không xong, đúng là nhà nước phát không lương cho các người rồi. Các người nhìn lại mình đi, ai nấy cũng ăn cho bụng béo tròn để rồi làm được gì chứ? Chúng tôi đều là người nộp thuế đấy, hừ. Tên kia đong đưa chân, vô cùng cao ngạo. Đồng Đinh, đừng nói lãnh đạo như vậy, bọn họ chịu ăn uống chút đỉnh cũng là vì công việc cả mà. Lúc này, ông chủ Chu nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hơi ngượng ngùng nói. Ngại quá. Đồng Đinh là con anh họ tôi. Ha ha, cậu xem đi bụng tôi có to đâu nào. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, cảm thấy tên Đồng Đinh này chắc hẳn muốn cố ý gây rối. Anh không, đó là do khả năng tiêu hóa của anh tốt. Anh nhìn mấy đồng chí phía sau anh xem, ai chả thế. Dân chúng tôi sắp chết đói rồi, các anh có hiểu được điều này không? Ngày nào cũng phải quay như trong chóng, còn quốc gia lại nuôi lũ sâu mọt như các anh làm những gì chứ? Đồng Đinh tôi vô cùng tức giận, thì sao nào? Đồng Đinh cao giọng, anh ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tư thế vô cùng khiêu khích. Chàng thanh niên, cậu nói chuyện như vậy không được. Sao lại nói không làm việc, không phải chúng tôi đang làm việc cho dân sao? Chuyện điều tra giúp ông chủ Chu là gì chứ? Trưởng phòng Dương cũng khá mồm mép, nếu nói chuyện cả ông chủ Chu không phải là làm việc giúp dân, vậy thì ông chủ Chu là cái gì chứ? Thình thịch. Đồng Đinh tức giận. Đương nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói. Đập mạnh bàn, Diệp Phàm thấy, bàn gỗ hơi trầm xuống. Trên bàn có một dấu tay nhạt, đương nhiên, chỉ có đôi mắt ưng của Diệp Phàm mới có thể phát hiện được. Xem ra, tên này cũng có bản lĩnh, có lẽ, người này còn chưa xuất toàn lực, sợ sẽ làm gãy bàn mất. Anh mắng ai đấy, hôm nay anh nói cho rõ ràng, bằng không, Đồng gia võ quán tôi không để anh yên đâu. Phòng đốc tra văn phòng trung ương thì sao chứ? Có thể làm việc giúp dân không? Nói không khách khí, huy chương vàng Á vận hội là người của Đồng gia chúng tôi đấy. Biết huy chương vàng đó phải lấy thế nào không? Có biết tán đả đấy, người của Đồng gia chúng tôi được xưng là tán đả vương đấy. Đồng Đinh tức giận. Người thanh niên, giờ không còn là thời đại dùng nắm đấm nói lý lẽ nữa. Đồng gia võ quán tuy rất có danh tiếng à, nhưng, Diệp Phàm tôi chưa từng nghe nói đến. Ở thủ đô... Chỉ cần nhị đẳng là đã có thể mở được võ quán, việc này còn dễ hơn ăn cơm mà. Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng nói, lập tức bỡn cợt thành thích của tán thủ vương Á vận hội của Đồng gia võ quán. Vậy đi, chủ nhiệm Diệp anh cứ đem súng đến diệt Đồng gia võ quán chúng tôi là được. Tuy nắm đấm không phải đạo lý mạnh mẽ, nhưng vẫn hơn là trói gà không chặt. Không cần khua môi múa mép nữa, chủ nhiệm Diệp, có bản lĩnh thì giải quyết việc của bác họ tôi trong vòng một tuần đi. Bằng không, chẳng còn cái dám gì để nói cả. Nếu không có phòng đốc tra các anh,
tôi sớm đã đập nát cái quán nghiêu ký kia rồi. Mẹ kiếp, chơi trò gì vậy chứ? Đồng Đinh càng ngày càng kiêu ngạo. Đồng gia võ quán đúng không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Đồng Đinh, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, nhà tôi ở ngay Đồng gia võ quán, anh tôi chính là tán thủ Vương Đồng Bất Lý. Rất không may, anh ấy vừa đến gặp Thủ tướng Khang. Vì Thủ tướng Khang muốn khuyến khích người nhà Đồng gia tiến thêm một bước, chẳng những giành được huy chương vàng Á vận hội, mà còn phải đi Athens giành lấy huy chương vàng Olympic nữa kìa. Đồng Đinh nói. Ha ha, Olympic có thi đấu tán thủ từ khi nào vậy? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hiện tại không có hạng mục này, nghe nói Trung Quốc chúng ta đang xin, chắc hẳn Olympic Bắc Kinh có hạng mục thi đấu này không vẫn chưa quyết định. Cho nên, Đồng gia muốn có huy chương Olympic, phải đợi thêm vài năm nữa đi. Trưởng phòng Dương châm chọc nói. Ha ha ha. Đồng Đinh đột nhiên cười phá lên, chỉ vào đám người Diệp Phàm, nói. Quá khờ khạo, Đồng gia chúng tôi chỉ biết tán thủ sao. Buồn cười, lần này Đồng gia chúng tôi phái cao thủ quyền anh đấy. Tin rằng danh hiệu quyền vương ở Olympic sẽ thuộc về Đồng gia chúng tôi. Cách ngồi đáy giếng thôi, cao thủ chân chính ai lại chịu xuất hiện ở Olympic chứ? Trong lòng Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Đồng gia, sẽ không xuất hiện quyền vương đâu. Diệp Phàm thản nhiên lắc lắc đầu. Nói láo. Đồng Đinh vung lời thô tục. Chàng thanh niên, đừng nói vậy, Diệp Phàm tôi nói Đồng gia cậu sẽ không có quyền vương là sẽ không có quyền vương. Không tin, cậu cứ chờ đi sẽ rõ. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, nói. Đồng Đinh bị chọc giận đến mức môi run lên, chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Ý anh là muốn thách đấu với võ quán đúng không? Thách đấu Đồng gia võ quán các anh thì đã sao? Trong 3 ngày, Đồng gia võ quán chắc chắn sẽ đóng cửa. Diệp Phàm cầm ly trà trong tay đập mạnh xuống bàn. Diệp Phàm cũng bị chọc giận rồi, tên này cũng quá kiêu ngạo. Được, Đồng Đinh tôi ở võ quán 3 ngày, xem anh nói dóc ta sao. Tưởng nói láo có tác dụng sao? Cứ đem hết bản lĩnh ra đi, đừng nói 3 ngày, Đồng gia võ quán mãi mãi đứng vững ở Bắc Kinh. Thời đại này, người khoác lác nhiều lắm. Diệp Phàm anh là một trong số đó 3 ngày sau Đồng gia võ quán mà vẫn đứng vững. Đồng Đinh tôi sẽ làm cho chủ nhiệm Diệp phải treo cờ trắng. Đồng Đinh tức giận, bỏ đi. Treo cờ trắng, anh còn chưa đủ tư cách đâu. Thiện hạ có bao kẻ ngông cuồng kiêu ngạo muốn Diệp Phàm tôi treo cờ trắng, nhưng, đến nay chưa ai làm được cả. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Bác à, cháu thực sự muốn đánh tên miệng thối này ngay tại đây. Đồng Đinh chỉ vào Diệp Phàm mắng. Chát! Một tiếng giòn giã vang lên. Mọi người quay lại nhìn. Thấy Đồng Đinh đang sờ lên miệng mình, máu miệng đã chảy ra, nhưng không hiểu là bị đánh như thế nào. Bước ra cho ông đây, ai dám đánh lén đấy. Đồng Đinh giận dữ, rít lên, lục lọi 4 phía. Lại một tiếng chát nữa vang lên. Lần này mọi người thấy rõ, một chiếc giày quăng vào má Đồng Đinh, tên này, mặt lập tức sưng to như đầu heo. Lúc này có một giọng nói truyền đến. Tôi thay mặt chủ nhiệm Diệp cảnh cáo anh. Còn mắng chủ nhiệm Diệp nữa thì biết tay tôi. Nếu can đảm mắng nữa, tôi sẽ thay chủ nhiệm Diệp xử lý. Không tin à, thằng nhóc, 3 ngày sau, Đồng gia võ quán sẽ không tồn tại nữa. Cái thứ gì chứ, một thằng nhóc miệng hôi sữa mà cũng kiêu ngạo đến thế, Đồng gia võ quán chỉ là một võ quán mục nát, ông đây chỉ cần đá vài phát là được rồi. Về chuẩn bị đi, trong 3 ngày, chắc chắn sẽ đến. Giọng nói kia từ trên lầu truyền xuống. Đồng Đinh sờ mặt, sắc mặt khó coi. Tuy nhiên, thằng nhóc này cũng hơi sợ, biết hôm nay gặp gỡ cao nhân rồi. Bị đánh 2 cái mà không tìm thấy người, hôm nay đúng là quá mất mặt. Thằng nhãi này ngẫm nghĩ một lát, chạy lên lầu. Tuy nhiên, cuối cùng cũng ủ rũ bước xuống. Y hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nhìn cái gì, đó là trả giá cho cái miệng thối đấy. Chàng thanh niên, lo về nhanh đi. Bằng không... Đồng gia võ quá đóng cửa là chả có cơm mà ăn đâu. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Biết việc này là Trần Khiếu Thiên làm, bởi vì, mấy ngày nay để tăng mạnh an ninh cho Hồng Diệp Bảo, Diệp Phàm đã âm thầm gọi Trần Khiếu Thiên đến đây. Không thể ngờ Đồng Đinh lại nếm thử quyền thạch của lão Trần. Ai bảo dám đụng vào Diệp Phàm chứ? Đồng Đinh vẻ mặt khó coi vội vàng bỏ đi, cũng không dám đấu với Diệp Phàm nữa. Vì cao nhân giấu mặt kia thực sự khiến tên nhãi này hơi lo lắng. Tên này đương nhiên là lo trở về tìm người nhà thương lượng đối sách.
Nếu cao nhân đã nói đến phá võ quán, thì chắc chắn ông ta sẽ đến. Đồng Đinh sợ gây phiền phức cho gia đình, tên nhãi này bắt đầu thấy hối hận rồi. Ha ha, lão Trần, mắng sướng chứ. Diệp Phàm vừa ăn vừa cười nói. Cái thằng quá kiêu ngạo quá, tôi chỉ lấy một cái răng của nó coi như là đã chiếu cố lắm rồi. Trần Khiếu Thiên ngồi bên, vừa húp canh vừa cười nói. Anh Diệp, em đi phá cái võ quán đó. Mặt Lý Cường lộ vẻ hưng phấn. Không vội, tôi đoán, Đồng gia võ quán có chút lai lịch, không phải đơn giản như vậy. Tôi đã sắp xếp người đi điều tra, đợi có tư liệu hãng tính. Chúng ta còn có 3 ngày mà, muốn phá quá dễ dàng. Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái, khoát tay nói. Chương 2105, đến Triệu gia. Các người, đúng là thích giày vò người khác, đấu với một võ quán bình thường như vậy không sợ mất mặt sao? Lúc này, Kiều Viên Viên liếc mắt nhìn mọi người, nói xen vào. Phu nhân, cô không hiểu được đâu, cái tên Đồng Đinh đó rất kiêu ngạo, cô nghĩ xem, bình thường lão Trần ông ấy điềm tĩnh thế nào. Nhưng cái thằng nhóc đó kiêu ngạo quá mức, không giáo huấn nó không được. Lý Cường nói. Nó chửi anh. Kiều Viên Viên chớp mắt hỏi Diệp Phàm. Nói rất khó nghe. Diệp Phàm nói. Phá nát võ quán. Kiều Viên Viên hừ giọng nói. Không lâu sau, Trương Hùng gọi điện thoại đến, nói. Quy mô Đồng gia võ quán không nhỏ, nằm ở ven bờ sông Đông Đình quận Lương Kiều. Có 20 bộ sách luyện võ nổi tiếng, 123 đệ tử. Còn có 10 đệ tử xuất sắc. Tuy nhiên, giáo trình trên căn bản đều là những món võ giang hồ, chỉ cờ thân thủ nhị đẳng đến tam đẳng, dùng để hù những người có tiền sùng bái thiếu lâm, võ đang thôi. Chắc hẳn cao thủ chân chính lèo lái Đồng gia võ quá là Đồng Nhất Thiết. Người này nghe nói thân thủ ngũ đẳng đến lục đẳng. Còn người có bản lĩnh một chút là mấy đứa con trai của Đồng Nhất Thiết. Đứa lớn tên Đồng Binh, thân thủ tứ đẳng, được gọi là Tán Thủ Vương. Còn bên Quyền Anh nghe nói cũng khá, chính là người mà anh nói là được Thủ tướng Khang động viên ấy. Còn lại là Đồng Đinh, thân thủ tam đẳng đỉnh. Còn những người khác, tư liệu của chúng em không nhắc đến. Chắc hẳn, cũng chẳng có bản lĩnh rắm gì. Chỉ có mấy người vậy à, đúng là võ quán này quá dễ đập nát, chẳng đáng giá chút nào. Diệp Phàm nói, có chút thất vọng. Cũng chưa chắc, em có hỏi thăm, nghe nói Đồng gia võ quán có chút quan hệ với Bài Bang. Nếu quả thực là như thế, chắc hẳn Đồng gia sẽ cầu viện Bài Bang đến giúp đỡ. Bài Bang, chưa nghe nói đến, là bang hội gì à? Diệp Phàm nói, mấy trăm năm trước, trên đỉnh núi Tuyết Tây Tạng, có một con suối, những người đàn ông kết bè sống giữa nước, kết thành một bang, vô cùng dũng mãnh, gọi là Bài Bang. Hàng hóa đi qua đây đều phải nhờ Bài Bang vận chuyển. Bài Bang đều là những hảo hán, họ không cho vận chuyển thuốc phiện và tang vật qua đây. Bởi vậy nên ở đây thường xuất hiện hiện tượng Bài Bang lưu khách. Lưu khách kỳ thực là giữ lại hàng, xử lý xong mới cho người đi. Đương nhiên, Bài Bang mà em nói là ở Triều Thanh. Bây giờ không còn như vậy nữa rồi. Giờ bọn họ chuyên kinh doanh du lịch, còn có vận chuyển hàng hóa, lại còn buôn bán sang tay nữa. Nhưng, có một điểm giống trước kia là họ trên căn bản đều kinh doanh xung quanh Đồng Hà. Những người đàn ông ở đây đoàn kết đồng lòng, nhà ai có người bị bắt nạt, bọn họ sẽ kéo đến như ong vỡ tổ. Hơn nữa, thích chiến đấu tàn nhẫn, khiến công an địa phương rất đau đầu. Nhưng, bình thường anh không chọc vào họ thì họ cũng chẳng đụng đến anh. Nghe nói hiện nay lãnh đạo của Bài Bang là phụ nữ, hình như là một cô gái, hai mấy tuổi, tên Ngư Thái Vân, thân thủ thế nào không rõ. Nhưng, nghe nói cha của cô Ngư Vân Đông là cao thủ. Nghe nói năm xưa có thể đấu ngang với Âm Vô Đao lục tôn của Trung Quốc. Trương Hùng nói. Diệp Phàm hỏi. Nếu có thể đấu ngang với Âm Vô Đao, vậy sao Ngư Vân Đông lại không có chút danh tiếng gì, thật kỳ quái. Ngư Vân Đông này là người khiêm tốn, không thích quản lý nhiều việc, nên mới đem Bài Bang giao cho con gái Ngư Thái Vân. Kỳ thực, hiện tại cũng chẳng còn Bài Bang nữa. Chẳng qua khi cần thì có thể tìm thủ lĩnh thương lượng, kêu gọi mọi người tụ tập nghĩ cách thôi. Không giống như trước, còn có cả đồng phục, rất phô trương, là bang hội chính tông của thời đại đó. Giờ, đương nhiên là thời đại phát triển nên không còn giống như trước. Hơn nữa, nước ta chắc chắn sẽ không cho phép xuất hiện hình thức bang hội như thế này. Trương Hùng nói, Âm Vô Đao hiện tại ít nhất là cửu đẳng bậc 2, ngang với tôi.
nhưng bản lĩnh của ông ấy thâm hậu hơn một chút. Vốn định bảo Lý Cường đi phá võ quán, nhưng xem ra thực lực Lý Cường hơi yếu rồi. Sau khi cúp máy, Diệp Phàm kể lại với mọi người. Ngư Vân Đông là người khiêm tốn, vậy có khả năng ông ta sẽ không đến, nếu loại trừ ông ta đi rồi. Những người khác có đến cũng chẳng đáng lo. Trần Khiếu Thiên sờ cằm nói. Không sao, có đến cũng chẳng sao. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, gọi điện thoại cho Vương Nhân Bàng. Tên này vừa nghe nói phá võ quán, đã hưng chí, kêu nhất định phải đánh thắng, đánh cho thật sảng khoái. Ăn xong cơm chiều, Diệp Phàm chuẩn bị thuốc men, bỏ vào cặp, xách theo hai bình rượu tự ủ, đi đến Triệu gia. Cảnh vệ bên ấy theo thông lệ yêu cầu kiểm tra giấy tờ, vừa nhìn thấy thẻ công tác của Diệp Phàm thì hoảng sợ, viên thiếu tá kia hơi ngây người, sau đó lập tức chào theo quân lễ. Chào thủ trưởng. Chào cậu. Diệp Phàm chào đáp lễ rồi lái xe đi. Cậu bị cái gì vậy Đông Ba, sao phải cúi chào anh ta, đầu óc cậu hồ đồ rồi à? Dù có là thiếu gia nào, thì tên đó cũng không có tư cách khiến cậu cúi chào như thủ trưởng thế. Thời buổi này, đến thiếu tá cũng học cách nịnh nọt. Lúc này, một thiếu tá bước đến, chắc hẳn là bạn của anh chàng Đông Ba, thuận miệng nói đùa. Nhỏ giọng một chút, Trần Phong, để anh ta nghe được là cậu xui xẻo đấy. Đông Ba sợ đến mức vội vàng chạy đến bịt miệng thiếu tá Trần Phong. Xui xẻo, là sao? Trần Đông cậy tay Đông Ba ra, vẻ mặt khó hiểu, hỏi. Phó tránh văn phòng chủ tịch Đường, cậu nói Đông Ba tôi dám thất lễ sao? Thằng nhóc cậu, đúng là thiếu kiên nhẫn, giọng lớn vậy, tai thủ trưởng thính lắm đấy. Để anh ta nghe được, cậu phiền phức to. Đông Ba nhỏ giọng nói, như kẻ trộm lén nhìn theo xe Diệp Phàm. Phó tránh văn phòng chủ tịch Đường. Trần Phong sợ hãi, vội lén nhìn đuôi xe của Diệp Phàm. Thấy gì chưa? Đông Ba hỏi. Trời ơi! Trần Thanh run lên, khóe miệng khẽ co giật. Thông minh, cậu với tôi đều là sĩ quan cấp tá bảo vệ biệt thự Tây Viên của nước Cộng Hòa. Nếu chúng ta không có nhãn lực, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Cậu xem, biển số xe đó, người thường có thể không nhìn ra, nhưng chúng ta sao không nhìn ra được đúng không? Đông Ba vẻ mặt sùng bái. Ừ. Trần Phong gật gật đầu, nói. Chẳng lẽ đến từ đó? Chắc chắn như vậy, cậu không thấy, mấy đồng chí bên cục cảnh vệ lái những chiếc xe bề ngoài chẳng khác gì chúng ta. Nhưng, có lần tôi nịnh bợ một đồng chí, cuối cùng mới hiểu, những đồng chí bên đó lái những chiếc xe rất khiêm tốn. Xe thì vậy, nhưng, có một bí mật, đó là sẽ treo biển số xe của Bộ Tổng Tham mưu. Cùng là sĩ quan trong Bộ Tổng Tham mưu nhưng biển số xe đều khác nhau, đều có những ký hiệu nho nhỏ. Cậu có nhớ biển số xe của Thủ trưởng Lang không? Đông Ba liếc mắt nhìn Trần Phong nói. Nhớ, hình như đuôi là 12. Trần Phong nói. Đúng rồi, cậu xem vị lúc nãy đuôi số mấy? Đông Ba nói. Trần Phong nghe xong hai răng đánh lập cập. Đúng chưa? Đông Ba nói. Thủ trưởng Lang mới số 12, nguy rồi. Vị này, không phải là nhân vật trên tầng cao đây chứ? Cái tôi nói là ở tầng trên cùng ấy. Trần Phong nói, vẻ mặt kinh hãi. Ha ha, chắc hẳn thủ trưởng Lang gặp anh ta còn phải chào, huống chi cậu với tôi. Lúc nãy tôi phản ứng nhanh, bằng không, sẽ khiến thủ trưởng mất hứng, hừ một tiếng, cái mũ của tôi có thể bay mất luôn ấy chứ? Đông Ba trong lòng sợ hãi nói. Ha ha, chủ nhiệm Diệp, đã lâu không gặp, ngày càng trẻ ra đấy. Không ngờ con thứ hai của lão Triệu Triệu Quát đã đứng ngoài cửa, vừa thấy xe Diệp Phàm tới, đã hớn hở ra đón. Có thể nói, con đường đề bạt của Diệp Phàm, Triệu Quát nhìn rất rõ. Năm đó, Triệu Quát là tư lệnh căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu, chuyện của tổ A, anh ta hẳn đều nắm rõ. Hơn nữa, lúc đó không phải Diệp Phàm chỉ là một chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền nhỏ bé thôi sao? Được vậy thì tốt, tốt nhất là trở về lứa tuổi học mẫu giáo thì càng tốt. Diệp Phàm cũng cười ha hả, bước đến bắt tay Triệu Quát. Ông cụ khỏe không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Vẫn khỏe nhưng, người già, khi nào cũng có mấy bệnh lặt vặt. Quy luật tự nhiên, chẳng ai thay đổi được. Triệu Quát thở dài. Hai người bước đến cửa phòng khách. Bên trong truyền ra tiếng đàn dương cầm, giống như chiếc thuyền đang nổi trên sóng biển. Thậm chí Diệp Phàm có thể tưởng tượng được bộ dạng dẫy giụa trên sóng của con thuyền nhỏ. Lòng nghĩ chắc mà Triệu Mỹ Mỹ đang đàn, kỳ lạ,
không phải mặt cô nàng đang nổi mụn nên ngại gặp mọi người, chẳng lẽ người ta chữa khỏi rồi? Vậy hôm nay mình đến đây làm gì chứ? Hay lắm, tiểu Mỹ đàn ca khúc cách mạng mà cũng hay đến thế, ông thích lắm. Giọng Triệu Bảo Cương khàn khàn, nhưng, vẫn rất vang dội. Cái đó là đương nhiên rồi, hồng sắc nương tử quân con cũng đàn được. Để con thử một bản nhé. Triệu Mỹ Mỹ cười nói.